Lý Tú Mai biết hắn cùng Tần Tân Lập phát sinh qua một chút không thoải mái, kỳ thật Tần Tân Lập người này nàng cũng không thích, lúc đầu nàng còn tưởng rằng Phó Quốc Dân về Đông Châu về sau, mình có khả năng tiếp nhận hắn phó chủ nhiệm đâu, kết quả tới cái Tần Tân Lập, thể chế bên trong đáng hận nhất chính là ngăn cản người khác tấn thăng con đường. Muốn nói Đông Châu chú kinh bạn cũng là kỳ quái, không biết nguyên nhân gì, phó chủ nhiệm chỉ có một cái, phóng nhãn toàn bộ kinh thành giống như không có nhà thứ hai dạng này. Lý Tú Mai dẫn Hứa Thuần Lương đi tới bành tổ sảnh. Phó Quốc Dân mấy người đang đánh bài, hắn hai vị lão bằng hữu cũng đến đây, một vị là Thủy Mộc Đại học viện nghiên cứu sinh chiêu xử lý chủ nhiệm Khương Tư Miễn, một vị là thủ đô khối U sở nghiên cứu xạ trị khoa chủ nhiệm Hồ Ngọc Xuân. Cái này hai nhân chi trước đều cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ ăn cơm xong, cho nên đều biết. Tần Tân Lập cũng sớm đến đây, chính ngồi ở đằng kia đánh bài, hắn cùng Phó Quốc Dân đánh đối diện. Tần Tân Lập vừa mới bị cầm xuống thời điểm tâm bên trong phi thường khó chịu, lúc ấy có thể nói là một bụng oán khí, bất quá vật đổi sao rời, hắn hiện tại trên cơ bản nghĩ thông suốt rồi, tại thể chế bên trong hỗn chìm chìm nổi nổi là chuyện rất bình thường tình, hắn cho dù lưu tại cục du lịch, sát nhập thành lập văn lữ cục trưởng cũng sẽ không rơi trên đầu hắn, nếu như lưu tại Đông Châu đảm nhiệm phó chức, chẳng phải là càng thêm xấu hổ. Đến chú kinh bạn trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện nơi này chỗ tốt. Núi cao Hoàng đế xa chỉ là một cái, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là ở chỗ này có thể thường xuyên tiếp xúc đến Đông Châu thị hạch tâm lãnh đạo, cái này tại Đông Châu là không thể nào. Chỗ nào té ngã liền từ chỗ nào đứng lên, chỉ cần hắn cùng lãnh đạo chỗ tốt quan hệ về sau vẫn là có chiếm được trọng dụng cơ hội. Theo tin tức đáng tin, chú kinh bạn chủ nhiệm Tiễn Ái Quân vô cùng có khả năng tại gần đây thu hoạch được thăng chức, đổi câu nói tới nói, Tần Tân Lập có hy vọng nhất tướng cái này chữ phó lấy xuống. Bởi vì thấy được hy vọng, cho nên tâm tình cũng tốt hơn nhiều, Tần Tân Lập ra bài thanh âm to. Hứa Thuần Lương sau khi đi vào, Phó Quốc Dân nói, Thuần Lương tới. Ba người khác đều nhìn Hứa Thuần Lương một chút, cũng đều chào hỏi, Khương Tư Miễn chủ động biểu thị muốn đem vị trí tặng cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đánh nhau bài không có hứng thú gì, để bọn hắn tiếp lấy chơi. Tần Tân Lập chỉ là cùng Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, lập tức lại chào hỏi mọi người ra bài. Hứa Thuần Lương cũng là khẽ vuốt cằm ra hiệu, đối Tần Tân Lập loại người này hắn không có cảm tình gì, trở ngại Phó Quốc Dân tại, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm. Lúc này chú kinh bạn chủ nhiệm Tiễn Ái Quân tiến đến, để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Cảnh Văn Tuấn cũng tiến vào. Cảnh Văn Tuấn đã tiến vào thường ủy ban, hắn đến một lần tất cả mọi người đem bài buông xuống, cùng Hứa Thuần Lương vừa mới lúc đi vào trạng thái so sánh khác biệt rõ ràng. Hứa Thuần Lương thật không có cái gì trong lòng không công bằng. Người ta cấp bậc còn tại đó, mình chỉ là một cái môn phụ, lại là cái hàng tiểu bối, bằng cái gì yêu cầu người ta đối với mình tất cung tất kính. Cảnh Văn Tuấn cười nói, các ngươi tiếp lấy chơi. Tần Tân Lập tiếu dung chân thành nói, Cảnh Bí Thư, người đến một ván. Cảnh Văn Tuấn khoát tay áo nói, ta sẽ không. Kỳ thật hắn không phải không biết, mà là khinh thường, hắn đánh bài chỉ cùng mình cùng cấp bậc hoặc cấp bậc cao hơn đánh, cùng đám người này đánh bài không có ý nghĩa. Tần Tân Lập nói, chúng ta cũng đánh xong, Cảnh Bí Thư đều tới, chúng ta ăn cơm đi. Tiễn Ái Quân kỳ thật cũng không thích Tần Tân Lập, người này tại thể chế bên trong tư cách tương đối giả, mà lại bản thân thuộc về chức cao thấp phối, đi vào chú kinh bản về sau đối với mình cũng không lắm mua chướng, liền lấy trước mắt tới nói, mặc dù mình, Phó Quốc Dân đều cùng hắn đều là chính sử, nhưng là chỉ có ngươi Tần Tân Lập là cái phó chức, có phải hay không ăn cơm cũng không thể ngươi nói tính. Cảnh Văn Tuấn nói, đừng a. Các ngươi đánh tiếp, ta cùng Tiểu Hứa trò chuyện sẽ trời. Hắn tùy tiện một câu liền đột xuất Hứa Thuần Lương tầm quan trọng. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe lãnh đạo chỉ thị. Tiễn Ái Quân nói, được, Tần phó chủ nhiệm đều nói, chúng ta lập tức ăn cơm. Tần Tân Lập làm sao có thể nghe không ra Tiễn Ái Quân đối với mình khó chịu, nhưng đáy lòng của hắn căn bản liền không phục Tiễn Ái Quân, đem bài vừa để xuống, không đánh, chuẩn bị ăn cơm. Cảnh Văn Tuấn đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Móc ra một hộp khói, đưa cho Hứa Thuần Lương một chi, Hứa Thuần Lương biểu thị mình sẽ không, móc ra bật lửa giúp hắn đốt lên. Đám người lưu ý đến chi tiết này, ngoại trừ Hứa Thuần Lương, Cảnh Văn Tuấn không có chào hỏi những người khác, trong nhóm người này đa số là không hút thuốc lá, nhưng là Tần Tân Lập là cái dân nghiện, Cảnh Văn Tuấn không biết là hữu tâm hay là vô tình thế mà bắt hắn cho không để ý đến. Tần Tân Lập có chút xấu hổ, hắn an bài Lý Tú Mai cầm khói tới. Làm cái ly rượu đỏ thuốc lá ngã cắm ở bên trong, ý là ai nghĩ quất chính mình cầm. Cảnh Văn Tuấn nói, Tiểu Hứa,
gần nhất Đông Châu Văn Lữ bận rộn như vậy ta đều không có gặp thân ảnh của ngươi, làm nửa ngày là chạy đến kinh thành lười biếng tới. Hứa Thuần Lương cười nói, Cảnh bí thư, ta cũng không phải lười biếng, ta là ra ngoài học tập. Lúc nói lời này nhìn Phó Quốc Dân một chút. Phó Quốc Dân phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương là tại như thế nào tình huống dưới rời đi Đông Châu, đuổi mau giúp một tay chứng minh, không sai, là chúng ta Văn Lữ cục an bài Tiểu Hứa tại ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc đó đến kinh học tập tiên tiến Văn Lữ kinh nghiệm, Tiểu Hứa, lần này thu hoạch không nhỏ a. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, thu hoạch đơn giản quá lớn, ta cảm thấy quang học tập trong nước tiên tiến kinh nghiệm là còn thiếu rất nhiều, còn hẳn là học tập nước ngoài Văn Lữ kinh nghiệm. Về sau loại này công việc bẩn thỉu việc cực phó cục một mực giao cho ta. Tất cả mọi người nở nụ cười, nếu như nói đây là công việc bẩn thỉu việc cực, chỉ sợ Văn Lữ cục trên dưới muốn cướp bể đầu. Kỳ thật đại lãnh đạo vừa đến liền mang ý nghĩa bữa tiệc bắt đầu, căn bản không cần Tần Tân Lập nói chuyện, Lý Tú Mai bên kia liền hiểu, đã an bài phục vụ viên mang thức ăn lên. Bên trong thể chế bữa tiệc vị lần rất có giảng cứu, cũng vô cùng đơn giản, lấy cấp bậc cao thấp sắp xếp, cùng tuổi tác không quan hệ. Nhưng mặc dù như thế, mọi người còn phải hư tình giả ý khiêm nhượng một phen, Hứa Thuần Lương vị lần không có thật sao khách khí chỗ trống, hắn dự định thẳng đến tịch miệng. Mọi người cũng cho rằng cái này là chuyện đương nhiên, nhưng Cảnh Văn Tuấn nói chuyện, Tiểu Hứa, đến bên cạnh ta ngồi, ta còn không có hàn huyên với ngươi xong đâu. Cảnh Văn Tuấn là đêm nay lớn nhất lãnh đạo, hắn nói cái gì người khác tự nhiên tuân theo, mọi người trong lòng âm thầm kỳ quái, Hứa Thuần Lương đến cùng có cái gì mị lực. Khiến cho những người lãnh đạo đều đối với hắn như thế thân cận. Tần Tân Lập trong lòng tự nhủ người này có một bộ, khẳng định tự mình không ít tặng lễ, người đều có suy bụng ta ra bụng người mau bệnh. Hứa Thuần Lương đành phải đi vào Cảnh Văn Tuấn ngồi xuống bên người, hắn phi thường rõ ràng, Cảnh Văn Tuấn khách khí với mình nên không phải từ đối với mình thưởng thức, mà là bởi vì chính mình cùng Mai Như Tuyết quan hệ, Cảnh Văn Tuấn đối Mai Như Tuyết bối cảnh phi thường rõ ràng. Chúng nhân ngồi xuống đến uống ba chén rượu về sau, Cảnh Văn Tuấn bưng chén rượu lên tìm tới Phó Quốc Dân, gần nhất Đông Châu Văn Lữ công việc khiến cho sinh động, Quốc Dân đồng chí chủ trì Văn Lữ cục công việc về sau thật sự là thành tích phỉ nhưng. Phó Quốc Dân khiêm tốn nói, đều là Cảnh bí thư anh minh chỉ đạo, đồ nướng thành hạng mục này nếu như không phải Cảnh bí thư dẫn đầu chúng ta nhưng làm không nổi, càng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đạt thành như vậy quy mô. Đám người nhao nhao gật đầu công lao lớn nhất đương nhiên là Cảnh bí thư bày mưu nghĩ kế. Sau đó mới có thể đến phiên Phó Cục trưởng chăm chú quán triệt chấp hành. Cảnh Văn Tuấn mặt tươi cười nói, Đông Châu đồ nướng cái này một đợt nhiệt độ ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chúng ta Đông Châu nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này làm tốt tuyên truyền, tranh thủ đem Đông Châu đồ nướng chế tạo thành cho chúng ta một cái văn hóa nhãn hiệu. Yêu quân đồng chí, các ngươi chú kinh bạn ở vào kinh thành, các ngươi chỉ có thể là phối hợp tuyên truyền, trợ lực Đông Châu văn lữ phát triển. Tiễn Ái Quân nói, kia là đương nhiên. Quốc Dân là từ chúng ta chú kinh bạn đi ra cán bộ, chúng ta toàn bộ chú kinh bạn cũng vì công tác của hắn thành tích cảm thấy cùng có vinh yên. Đám người lấy lòng thổi phồng, ai cũng không có nói ra Đông Châu đồ nướng nhiệt độ sớm nhất là thế nào lên, đối Hứa Thuần Lương vị này một tay sáng tạo ra Đông Châu đồ nướng nhiệt độ người không nhắc tới một lời. Hứa Thuần Lương tại thể chế bên trong lăn lộn cũng có một đoạn thời gian, tâm bên trong phi thường rõ ràng, phân chiến tích thời điểm. Không có người sẽ khách khí với ngươi mà lại hắn chỉ là một cái hàng tiểu bối. Dựa theo Mai Như Tuyết thuyết pháp, lần này chiến tích quá lớn, cho hắn cũng không có tác dụng gì, cùng lãng phí không bằng làm thuận nước dong thuyền, mà lại Đông Châu đồ nướng nhiệt độ lên quá nhanh. Lần này Đông Châu đồ nướng thành khai trương biểu thị cái này sóng nhiệt độ đã đến đỉnh điểm, nếu như nhiệt độ chậm rãi thối lui vẫn còn tốt, nếu như nhiệt độ hiện lên đánh gãy dạng ngã xuống, thủy triều thối lui, mới biết ai tại lõa lặn. Khương Tư Miễn cùng Hồ Ngọc Xuân đều không phải là Đông Châu bên trong thể chế, hai người cũng không chen vào lọt bao nhiêu lời, thay nhau mời rượu. Hồ Ngọc Xuân hiện tại là thủ đô khối U sở nghiên cứu xạ trị khoa chủ nhiệm, hắn cùng Hứa Thuần Lương uống hai chén. Hồ Ngọc Xuân nói, Tiểu Hứa, ta nhớ được ngươi là Trường Hưng bệnh viện, chừng nào thì bắt đầu vứt bỏ y tòng chính. Hứa Thuần Lương cười nói, ta chính là cách mạng một viên gạch, chỗ nào cần hướng cái nào chuyển. Người bên cạnh đều cười theo. Cảnh Văn Tuấn nói, đừng nhìn Tiểu Hứa tuổi trẻ, giác ngộ cũng không thấp, kỳ thật chúng ta đều như thế, đều là cách mạng một viên gạch, lão Tần ngươi nói có đúng hay không? Tần Tân Lập có chút buồn bực, Cảnh Văn Tuấn ngay trước mặt của nhiều người như vậy gõ mình, đây là nói mình giác ngộ không được sao? Hắn miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói, đương nhiên, ta cái này không liền đến chú kinh bạn nhậm chức. Cảnh Văn Tuấn nói, nhưng không nên coi thường chú kinh bạn công việc,
chú kinh bạn đưa đến một cái thừa thượng khải hạ tác dụng, các ngươi có thể đạt được tin tức mới nhất cùng chính sách, trước tiên phản hồi cho trong thành phố, đồng thời, các ngươi cũng có thể đem chúng ta thị lý thanh âm phản ứng cho thượng cấp. Tiễn Ái Quân cùng Phó Quốc Dân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều tại chú kinh bạn làm một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn phi thường rõ ràng chú kinh bạn công việc chức trách là cái gì, Cảnh Văn Tuấn là không rõ ràng đâu. Vẫn là đang cố ý mô hình dán khái niệm, chú kinh bạn nói trắng ra chính là cái gồm cả công tác tiếp đãi liên lạc chỗ, đem thị lý thanh âm phản ứng cho lãnh đạo cấp trên, bọn hắn ngược lại là nghĩ, nhưng cấp bậc không đủ a. Đêm đó trận cục này bởi vì Cảnh Văn Tuấn xuất hiện trở nên có chút câu thúc, Phó Quốc Dân cũng không biết Cảnh Văn Tuấn muốn tới, vốn đang cho là mình là nhân vật chính, cho nên hắn mới đem hai vị lão bằng hữu cùng Hứa Thuần Lương đều gọi đến, kết quả Cảnh Văn Tuấn vừa đến, trung tâm liền thay đổi. Hứa Thuần Lương cũng rất ít nói chuyện, rượu cũng không có uống bao nhiêu, bình thường chính là như vậy, lời nói được nhiều uống rượu đến thì càng nhiều, nhưng là lãnh đạo ngoại trừ. Cảnh Văn Tuấn hôm nay lời nói không ít, nhưng là rượu không có uống bao nhiêu, từ đầu tới đuôi đều lướt qua liền thôi, đừng người làm, hắn nhấp nhấp, người khác lĩnh ly lớn, hắn nhiều nhất chính là một chén nhỏ, dựa theo rượu trên trận quy củ đến nói, hắn cái này gọi không giảng cứu, dựa theo thể chế bên trong quy củ tới nói, cái này gọi lãnh đạo tự điều khiển lực. Nói tóm lại Cảnh Văn Tuấn đem nguyên bản không khí náo nhiệt cho pha trộn, còn tốt hắn ngồi một giờ, liền biểu thị mình có việc muốn đi trước. Hứa Thuần Lương cũng không thích bầu không khí như thế này, dự định chốc lát nữa liền chuồn đi thời điểm, Cảnh Văn Tuấn lại chọn hắn tên, tiểu Hứa, ngươi cùng ta ra một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hứa Thuần Lương thừa cơ đứng dậy, hắn cũng không có ý định trở lại, đêm nay bữa cơm này ăn đến không có tí sức lực nào thấu. Đi theo Cảnh Văn Tuấn cùng đi ra bên ngoài. Cảnh Văn Tuấn nhìn thấy bốn bề vắng lặng, mới thấp giọng nói, nguyên lai hắn muốn thông qua Hứa Thuần Lương liên lạc một chút Diệp Sương Nguyên, biểu thị có công việc phải hướng Diệp Sương Nguyên ở trước mặt báo cáo, bản đến có thể đi bình thường hẹn trước quá trình, nhưng là hắn ngày mốt liền phải trở về, cho nên nghĩ Hứa Thuần Lương cho mình hỗ trợ lên tiếng kêu gọi. Hứa Thuần Lương cũng không biết hắn là làm sao biết mình cùng Diệp Sương Nguyên quen thuộc, chẳng lẽ là Chu thư ký cho hắn thấu gió. Nghĩ lại khả năng cũng không lớn. Chu thư ký làm việc phi thường trầm ổn, mà lại lấy Tuần bí thư cùng Diệp Sương Nguyên quan hệ rõ ràng có thể tự mình chào hỏi. Chuyện này đối với Hứa Thuần Lương tới nói là tiện tay mà thôi, hắn lúc này liền cho Diệp Sương Nguyên gọi điện thoại, Diệp Sương Nguyên đáp ứng phi thường thống khoái, để Cảnh Văn Tuấn ngày mai đi làm liền đi qua. Cảnh Văn Tuấn nhiệt tình cầm Hứa Thuần Lương tay, Thuần Lương, cảm ơn. Hứa Thuần Lương cười nói, Cảnh bí thư, người khách khí với ta cái gì? Cái này còn không phải chỉ là việc nhỏ. Hắn đối Cảnh Văn Tuấn không ghét, cũng không có nhiều hảo cảm giác người này đối quyền lực tương đối mưu cầu danh lợi, Cảnh Văn Tuấn cái này người như vậy là không thể chỗ sâu. Hứa Thuần Lương cùng Cảnh Văn Tuấn tại cửa ra vào chia tay, đón xe mau trở lại đến chỗ ở thời điểm, Phó Quốc Dân gọi điện thoại tới, hỏi hắn làm sao không trả lại được, Hứa Thuần Lương nói cho Phó Quốc Dân mình cùng Cảnh Bí Thư đi làm ít chuyện, liền không trở về, dù sao Phó Quốc Dân cũng không có khả năng tìm Cảnh Văn Tuấn đi chứng thực. Phó Quốc Dân chỉ có thể coi như thôi, kỳ thật hắn cũng có chút nói nghĩ đối Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu đổ nướng cái này sóng nhiệt độ, chiến tích đều bị Cảnh Văn Tuấn cùng mình điểm, ban sơ làm chuyện này Hứa Thuần Lương ngược lại xuống dốc đến nhiều ít tốt chỗ, Phó Quốc Dân khó tránh khỏi có chút băn khoăn, muốn cùng Hứa Thuần Lương hảo hảo tâm sự, nhưng đêm nay không có tìm được cơ hội. Phó Quốc Dân hỏi Hứa Thuần Lương lúc nào về đi làm, Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết còn phải một tuần. Lần này tới kinh vừa vặn gặp phải Europa Thương học viện tập trung huấn luyện, hắn thuận tiện đem trên lớp xong lại trở về. Hứa Thuần Lương đi vào cửa tửu điếm trả tiền xuống xe, đang chuẩn bị tiến vào cửa chính quán rượu thời điểm, nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cãi vã. Quay người nhìn lại, hai tên đưa tay không thấy được năm ngón ca môn chính đang dây dưa một vị váy đỏ mỹ nữ. Kia hai ca môn quá tối, mỹ nữ này lại thái bạch, váy đỏ bồng bềnh, như là trong đêm tối thiêu đốt một đám lửa. Hứa Thuần Lương nhận ra mỹ nữ kia lại là ban ngày cùng hắn phát sinh chạm đuôi sự cố Bạch Lan, trong vòng một ngày gặp hai lần, thật đúng là đủ xảo. Bạch Lan rõ ràng có chút tức giận, miệng bên trong tức giận nói gì đó. Hứa Thuần Lương nhĩ lực tốt như vậy thế mà một câu đều nghe không hiểu, bởi vì Bạch Lan nói đến không phải tiếng Trung Quốc. Bạch Lan lúc này cũng nhìn thấy hắn, tranh thủ thời gian kêu lên oppa. Hứa Thuần Lương khác nghe không hiểu, câu nói này ngược lại là nghe rõ. Oppa là gọi mình, hóa ra Bạch Lan là cái bổng tử cô nàng. Kỳ thật ban ngày xung đột nhau thời điểm, Hứa Thuần Lương đã cảm thấy khí chất của nàng có chút đặc biệt, hiện khi tìm thấy đáp án.
Bạch Lan muốn đi Hứa Thuần Lương nơi này đi, lại bị trong đó một cái hắc đại cá bắt lấy cánh tay. Hứa Thuần Lương hiện tại coi như mặc kệ cũng phải quản, chỉ vào kia hai hàng nói, buông ra. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Trong đó một cái 1m9 mấy hắc đại cá khí thế hung hăng đi tới, đưa tay liền đẩy Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương còn có thể bị hắn cho đẩy, một phát bắt được người này ngón tay, trở tay vặn một cái, kia hắc đại cá phát ra một tiếng hét thảm, bịch một tiếng liền cho Hứa Thuần Lương quỳ xuống. Mặt khác bắt lấy Bạch Lan hắc đại cá muốn tới đây hỗ trợ, bị Bạch Lan đưa tay hai ngón đâm trúng con mắt, sau đó nâng lên chân dài, ở giữa bạch quang lóe lên, hung hăng đá vào tên kia dưới hông. Cái này hắc đại cá làm cho thảm hại hơn, che lấy đúng quần liền nằm sấp ngã trên mặt đất. Bạch Lan cả sửa lại một chút quần áo, hướng Hứa Thuần Lương cười cười, đi tới. Hứa Thuần Lương nói, không có sao chứ. Bạch Lan lắc đầu, không có việc gì, tạ ơn a, hai cái này vô lại uống say, dây dưa ta. Lúc này khách sạn bảo an nghe hỏi chạy đến, Bạch Lan không muốn phiền phức, khoát tay áo, cùng Hứa Thuần Lương cùng đi nhập khách sạn đại đường. Hứa Thuần Lương cảm thấy thật sự là đủ xảo, không nghĩ tới Bạch Lan cũng ở chỗ này. Không chờ hắn nói chuyện đâu, Bạch Lan đã dẫn đầu nói, thật là đúng dịp a, chúng ta thế mà ở tại một khách sạn. Hứa Thuần Lương nói, hoàn toàn chính xác đủ xảo, trong lòng thầm nghĩ trong thiên hạ nào có trùng hợp nhiều như vậy sự tình. Bạch Lan nói, ta mỗi lần tới kinh thành đều ở chỗ này. Hứa Thuần Lương nói, đi qua chưa thấy qua người a. Bạch Lan nói, ta hôm nay mới đến. Nàng chủ động hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, nhận thức lại một chút, ta gọi Bạch Lan, xử lý văn hóa phương diện công việc. Hứa Thuần Lương kỳ thật hôm nay nhận được danh thiếp của nàng không có cẩn thận nghiên cứu qua, văn hóa phương diện. Hắn cùng Bạch Lan nắm tay, Bạch Lan tay có chút lạnh, nhưng là rất trơn rất mềm mại. Hứa Thuần Lương có thể cảm thấy được nàng vô cùng lỏng, loại này lỏng trạng thái tại người bình thường trên thân rất ít gặp, Bạch Lan nên chuyên môn huấn luyện qua. Hứa Thuần Lương cũng đơn giản làm cái tự giới thiệu. Bạch Lan cười nói, ban ngày đụng người xe, ban đêm lại nhờ có người là ta giải vây, người nếu là không ghét bỏ, ta xin ngài uống một chén. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 9 điểm, hắn có loại kỳ quái dự cảm, nàng này rất có thể chính là chạy tới mình. Đầu đường chạm đuôi, anh hùng cứu mỹ nhân, nặc lớn kinh thành tại sao có thể có trùng hợp nhiều như vậy sự tình. Mà lại từ vừa rồi nàng xuất thủ đến xem, coi như mình không có xuất thủ nàng cũng có thể giải quyết kia hai cái hắc đại cá. Hứa Thuần Lương cười nói, quá muộn đi. Bạch Lan cười nói, Hứa tiên sinh cảnh giác rất nặng a. Vậy thì tốt, ta không chậm trễ người nghỉ ngơi, tin tưởng còn có cơ hội gặp mặt. Hứa Thuần Lương giúp nàng nhấn hạ thang máy, mời nàng tiên tiến. Bạch Lan ở tại 2 tầng 8, Hứa Thuần Lương tại 19 tầng. Hứa Thuần Lương trước hạ thang máy, trước khi đi, Bạch Lan nói với hắn âm thanh ngủ ngon. Hứa Thuần Lương trở về phòng về sau càng nghĩ càng là kỳ quái, hắn vỗ xuống Bạch Lan danh thiếp cho Lưu Hải Dư phát tới, để Lưu Hải Dư hỗ trợ điều tra nàng này thân phận tư liệu. Không bao lâu Lưu Hải Dư liền đem tư liệu truyền tới. Bạch Lan, nữ, sinh tại Hán Thành Giang Nam, đang hồng tác gia, mangaka. Nhiều bộ tác phẩm được thành công truyền hình điện ảnh hóa, ngay tại đăng nhiều kỳ manga, nữ y, vang dội châu Á. Lưu Hải Dư thuận tiện tặng kèm mấy cái kết nối cho hắn, con hàng này đem mình làm tình báo viên, giúp hắn tra ít tài liệu không có gì, nhưng vấn đề là loại tài liệu này quá nhàm chán, không biết hỏi trước một chút Baidu. Hứa Thuần Lương cũng là hiện tại mới ý thức tới hẳn là hỏi trước Baidu, hậu chi hậu giác lục soát Bạch Lan kết quả ra trên cơ bản đều là Bạch Lan Hoa. Điều kỳ quái nhất phải là xếp tại đệ nhất là Bạch Lan Hoa Phụ Khoa Bệnh viện, Baidu thật sự là càng ngày càng không thiết tháo. Một lần nữa đưa vào Nam Hàn tác gia Bạch Lan, lần này mới xuất hiện Bạch Lan tư liệu, Lưu Hải Dư cung cấp tư liệu cơ bản đều không khác mấy, Hứa Thuần Lương độ cao hoài nghi con hàng này chính là từ Baidu nơi đó hỏi tới. Hứa Thuần Lương cũng không có tra được quá nhiều điểm đáng ngờ, ấn lý thuyết một cái đang hồng tài nữ không nên đánh mình ý định gì, bất quá nàng cái này đang hồng hẳn là giới hạn tại bán đảo. Sáng sớm ngày thứ hai Hứa Thuần Lương chuẩn bị lái xe đi khi đi học, phát hiện 4 đầu lốp xe đều xẹp, Hứa Thuần Lương cái này phiền muộn a, lốp xe là để cho người ta cho đâm thủng, hắn đây là đắc tội người nào. Hứa Thuần Lương chỉ có thể lựa chọn đón xe, lúc này Bạch Lan ra, hướng Hứa Thuần Lương cười nói, sớm, trùng hợp như vậy. Ngươi nên không phải ở chỗ này chờ ta đi. Hứa Thuần Lương chỉ mình ô tô, xăm lốp để cho người ta ghim. Bạch Lan tiến tới nhìn thoáng qua có chút đồng tình thở dài, chủ động đưa ra muốn đưa hắn,
Hứa Thuần Lương vốn muốn cự tuyệt, nhưng Bạch Lan kiên trì nói muốn biểu đạt một chút lòng biết ơn. Hứa Thuần Lương chỉ hoãn bất quá đành phải lên xe của nàng, Bạch Lan hỏi rõ địa điểm, không khỏi nở nụ cười, nghĩ không ra vẫn là Thủy Mộc Cao tài sinh. Hứa Thuần Lương cũng không thể nói cho nàng mình kỳ thật cùng Thủy Mộc không có chút quan hệ nào, Mặc Hàm giúp hắn làm cái này Europa Thương học viện kỳ thật chính là cái trình độ tốc thành ban. Bạch Lan vừa lái xe vừa nói, ngươi là người kinh thành. Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta là Bình Hải Đông Châu người, lần này tới kinh thành là đi công tác. Bạch Lan nói, Đông Châu. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ một người ngoại quốc chưa nghe nói qua Đông Châu rất bình thường. Bạch Lan nói, chính là có Đông Phương Nhã Điển danh xưng Đông Châu sao? Hứa Thuần Lương nói, người hiểu được còn không ít đâu. Bạch Lan cười nói, sáng tác cần, ta bớt thời gian nghiên cứu Trung Hoa lịch sử cùng địa lý, mặc dù chưa nói tới tinh thông, nhưng đại khái còn là hiểu rõ một chút. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là tác gia. Bạch Lan nói, viết qua mấy quyển tiểu thuyết, ta lần này đến kinh là làm ký bán, đúng, có thể cho ta giúp cái chuyện nhỏ sao? Hứa Thuần Lương nói, ta tại sáng tác phương diện nhưng không am hiểu. Bạch Lan nói, là như thế này, xế chiều ngày mai ta tại sách báo cao ốc có cái ký tên hoạt động, ngươi có thể hay không tới cổ động. Đại khái là nhìn ra Hứa Thuần Lương có chút do dự, Bạch Lan nói, nếu như thực sự bận quá không có thời gian cũng không quan hệ, chủ yếu là ta lần thứ nhất ở kinh thành làm ký bán hoạt động, lo lắng hiện trường không ai sẽ có chút xấu hổ. Hứa Thuần Lương minh bạch, đây là để cho mình đi cổ động. Bạch Lan có chủ động cùng mình thành lập quan hệ ý nguyện, tại xã hội kết giao bên trong, nếu như muốn mau chóng cùng người khác rút ngắn khoảng cách quen thuộc, trong đó một loại thường gặp phương thức chính là cầu người làm việc. Kỳ thật Bạch Lan cân nhắc vấn đề rất dễ dàng giải quyết, chỉ cần chủ sự phương lấy ra chút vất vả phí, không lo không ai tới xếp hàng, ta mênh mông đại quốc chính là không thiếu người, có thể tham chiếu siêu thị miễn phí lĩnh chứng gà phương pháp. Đã Bạch Lan đem lời đều nói đến loại tình trạng này, Hứa Thuần Lương cũng không tiện cự tuyệt. Cười nói, được, ta đi qua. Bạch Lan nói, ta thêm bạn WeChat, quay đầu đem ký bán địa điểm phát cho ngươi. Nàng ở cửa trường học dừng xe, Hứa Thuần Lương sau khi nói cảm ơn xuống xe, đi ra chưa được hai bước, Bạch Lan lại gọi hắn, Hứa tiên sinh, ngài chờ một chút. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, Bạch Lan sau khi xuống xe mở cốp sau xe, từ bên trong lấy ra hai quyển sách đưa cho hắn, đây là tác phẩm của ta, xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, được, quay đầu ta được đọc một chút người đại tác. Bạch Lan hướng hắn khoát tay áo, quay người rời đi. Hứa Thuần Lương đưa mắt nhìn ô tô đi xa, mới cúi đầu nhìn một chút kia hai quyển sách, một quyển là manga, nữ y, sách thứ nhất, một quyển là tiểu thuyết cung điện vua chúa. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu, phát hiện Cao Hiểu Bạch ngay tại không địa phương xa cười nhẹ nhàng nhìn lấy mình, kỳ thật nàng đã chú ý Hứa Thuần Lương một đoạn thời gian rất dài, chỉ là trở ngại Bạch Lan ở đây. Cũng không đến chào hỏi. Hứa Thuần Lương nói, Hiểu Bạch đồng học, ngươi chừng nào thì tới? Ta cũng không có chú ý. Cao Hiểu Bạch nói, ngươi lực chú ý đều tập trung ở mỹ nữ kia trên thân, đâu còn có công phu bận tâm quần chúng vây xem. Hứa Thuần Lương cười ha hả, Cao Hiểu Bạch cũng cười, Hứa Thuần Lương, mỹ nữ kia ai vậy? Rất xinh đẹp, cùng minh tinh điện ảnh, ta giống như ở nơi nào gặp qua giống như. Hứa Thuần Lương nói, một cái mới quen bằng hữu. Mới quen liền đưa ngươi đến đi học. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải xe hỏng nha, người ta hảo tâm tiện đường mang hộ ta đoạn đường. Cao Hiểu Bạch nói, ngươi nhưng phải chịu được dụ hoặc a, ta nhìn mỹ nữ kia không đơn giản. Nữ nhân nhìn nữ nhân thường thường càng thêm thanh tỉnh, các nàng quen thuộc tại xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Hứa Thuần Lương cười nói, tạ ơn nhắc nhở. Cao Hiểu Bạch liếc một cái quyển sách trên tay của hắn, nha, ngươi còn thích xem manga a. Hứa Thuần Lương nói, chính là nàng đưa cho ta, nàng là cái tác gia. Cao Hiểu Bạch từ trong tay hắn lấy tới một bản lật xem một lượt, có chút giật mình nói, Bạch Lan. Nàng là Bạch Lan. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nhìn Cao Hiểu Bạch dáng vẻ hẳn là nàng nghe nói qua Bạch Lan danh tự. Cao Hiểu Bạch trong tay đây vốn là manga, nữ y, nàng lại từ Hứa Thuần Lương cầm trong tay qua mặt khác một bản, lập tức kích động, cung điện vua chúa ta đặc biệt thích xem quyển sách này. Ta còn là 2 năm trước tại trên mạng nhìn điện tử bản, nghĩ không ra thế mà đưa vào xuất bản, Hứa Thuần Lương, ngươi làm sao không nói sớm, ngươi biết Bạch Lan, ôi, ta đã cảm thấy nàng quen thuộc sao. Ta hẳn là tìm nàng hợp chương ảnh. Hứa Thuần Lương nói, vậy còn không đơn giản, nàng xế chiều ngày mai ký bán, ngươi cùng ta cùng đi nâng cái trận chứ sao. Cao Hiểu Bạch liên tục gật đầu, quá tốt rồi,
nàng thế nhưng là một vị đại tài nữ. Hứa Thuần Lương nói, nàng rất nổi danh sao? Cao Hiểu Bạch nói, tại bán đảo rất đỏ, nhất là bản này manga, nữ y trước mắt cao cư bọn hắn trong nước manga bán chạy bảng trước ba, có thể nói là một quyển khó cầu, bất quá ta càng ưa thích cung điện vua chúa kia quyển sách đối ta dẫn dắt rất lớn. Hứa Thuần Lương nói, viết cái gì? Cao Hiểu Bạch nói, cung điện vua chúa là Bắc Hàn Quốc hoa, lại gọi vô tận hoa, hưng yên chim quyên, tượng trưng cho kiên trinh, ương ngạnh, không sợ gian hiểm tinh thần dân tộc, Bắc Hàn người đối với nó có phi thường cảm tình sâu đậm, đem nó chọn làm quốc hoa, biểu đạt sùng kính chi ý. Quyển tiểu thuyết này giảng được là một cái Bắc Hàn nữ hài phấn đấu sử, trong tay ngươi cái này không sẵn có một quyển sách nha, quay đầu nhìn xem liền hiểu, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Ra ngoài hiếu kỳ, hôm nay huấn luyện trên lớp, Hứa Thuần Lương chuyên môn nghiên cứu bản này cung điện vua chúa quyển sách này cố sự bối cảnh là Bắc Hàn, là một cái tiểu cô nương thị giác đi xem xã hội hiện trạng, bên trong miêu tả rất nhiều bí mật không muốn người biết, giảng là một đôi vợ chồng tao ngộ hãm hại, bọn hắn hai cái nữ nhi như thế nào nghịch cảnh cầu sinh cố sự. Quyển sách này hành văn không tệ, cố sự cũng phi thường khúc chiết, nhưng là tổng thể nhạc dạo tương đối kiềm chế, nếu như không là gặp qua tác giả Bạch Lan. Hứa Thuần Lương đến cho rằng là cái nào khổ đại cừu thâm Bắc Hàn bác gái viết ra bộ này tác phẩm. Trần Thiên Phàm vẫn là lần đầu gặp Hứa Thuần Lương đọc sách nghiêm túc như vậy, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cầm lấy mặt khác một bản, nữ y, nhìn lại, nghĩ không ra xem xét liền trầm mê đi vào. Tan học thời điểm, Hứa Thuần Lương chuẩn bị ra ngoài hóng gió một chút, phát hiện Trần Thiên Phàm còn đắm chìm trong manga bên trong. Hắn vỗ vỗ Trần Thiên Phàm bả vai nói, lão Trần, sách này xem được không? Trần Thiên Phàm thở dài nhẹ nhõm nói, đẹp mắt a, người hẳn là xem thật kỹ một chút, nói là bán đảo một vị nữ bác sĩ xuyên qua đến cổ đại trổ hết tài năng cố sự. Hứa Thuần Lương nói, loại này cố sự không phải nát đường cái rồi. Trần Thiên Phàm nói, đẹp mắt, chuyên nghiệp, tác giả này vẫn là cái mỹ nữ đâu, người nhìn. Hắn đem trang tên sách bên trên ảnh chụp chỉ cho Hứa Thuần Lương nhìn. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt nói, ta biết. Trần Thiên Phàm trừng lớn một đôi mắt nhìn qua Hứa Thuần Lương, trong lòng tự nhủ hắn chẳng lẽ thổi như bức. Hứa Thuần Lương nói, cái này hai quyển sách chính là nàng đưa cho ta. Trần Thiên Phàm nuốt nước miếng một cái. Hứa Thuần Lương gặp hắn như vậy lớn phản ứng, lập tức tới chú ý, nói cho hắn biết ngày mai Bạch Lan sẽ ở sách báo cao ốc ký bán sự tình, để Trần Thiên Phàm đa động viên mấy tên nhân viên đi hiện trường hỗ trợ cổ động, Trần Thiên Phàm đương nhiên không có vấn đề. Cùng ngày sau khi tan học, Trần Thiên Phàm tướng Hứa Thuần Lương đưa đến khách sạn, Phổ Kiến đã sớm đến đây, Hứa Thuần Lương để hắn liên lạc một chút khách sạn bộ an ninh cửa, điều ra bãi đỗ xe màn hình giám sát, kết quả biểu hiện là một cái tiểu hắc hải đem chiếc xe kia bốn đầu lốp xe đều cho thọc. Phổ Kiến cầm vỗ xuống video cho Hứa Thuần Lương nhìn, Trần Thiên Phàm cũng lại gần xem náo nhiệt, nhìn thấy kia tiểu hắc hải móc ra đao, dứt khoát đâm lốp xe thời điểm. Phổ Kiến nhịn không được thở dài nói, ta nói ngươi chừng nào thì đem Châu Phi bằng hữu đắc tội. Trần Thiên Phàm nói, đứa nhỏ này ngươi biết sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu. Phổ Kiến nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, quá khứ là không phải nói qua hắc nữ. Hứa Thuần Lương nói, ta khẩu vị không có nặng như vậy. Trần Thiên Phàm nói, Phổ Kiến, ngươi hoài nghi đứa nhỏ này cùng Thuần Lương có quan hệ. Phổ Kiến nói, chưa chừng là hắn con riêng đâu. Hứa Thuần Lương cười mắng, ngươi nhà đánh rắm, ngươi chừng to mắt nhìn xem, đứa nhỏ này có điểm nào giống ta. Phổ Kiến nói, bọn hắn gen cường đại, hỗn huyết ra đều là cái này sắc hào. Trần Thiên Phàm đi theo gật đầu, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 10 tuổi, hắn vì sao chuyên chọn xe của ngươi. Nói xong, ý thức được cái gì hắn cùng Hứa Thuần Lương đồng thời nhìn về phía Phổ Kiến. Hứa Thuần Lương nói, Phổ Kiến, sẽ không phải là trả thù ngươi a? Trần Thiên Phàm nói, đúng đấy, người ta nhận xe không nhận người, Phổ Kiến, ngươi liền chiêu đi. Phổ Kiến gãi đầu một cái, ngươi cái này nói chuyện đi, ta đi qua chỗ qua một cái hắc nữ, bất quá nàng không có mang thai a. Trần Thiên Phàm nói, đó là ngươi không uống năm roi hồi xuân rượu. Lão Trần, ngươi nhà không tử tế a. Trần Thiên Phàm cười nói, ta đây không phải để ngươi dương nước tạo uy sao. Liền ngươi thân thể này gặp được chạy bằng điện tiểu mã đạt không được cho ngươi động tản. Xem thường người, không phải ta thổi, ta. Phổ Kiến bỗng nhiên ngừng, bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa một cái 13-14 tuổi tiểu hắc hải chính hướng bên này quan sát, nhìn thấy Phổ Kiến chú ý tới mình, hắn dọa đến xoay người chạy. Phổ Kiến quát to một tiếng, này, ngươi đứng lại đó cho ta.
Phổ Kiến một truy, Hứa Thuần Lương cùng Trần Thiên Phàm cũng đi theo đuổi theo. Kia hắc tiểu tử đừng nhìn vị thành niên, nhưng là chạy thật là nhanh, Phổ Kiến nguyên bản là cái thứ nhất đuổi theo, nhưng đuổi theo ra 100 mét liền không thở ra hơi, đầu tiên là bị Hứa Thuần Lương cho vượt qua, tiếp theo là Trần Thiên Phàm. Hắc tiểu tử hai chân tần suất cực nhanh, dưới chân cùng đạp một đôi phong hỏa luân, chui vào phía trước hẻm, Hứa Thuần Lương cùng Trần Thiên Phàm một trước một sau đuổi đi vào. Sau khi đi vào phát hiện tiểu tử kia không thấy bóng người, Trần Thiên Phàm một chốc lát này đều chạy ra một thân mồ hôi, xóa đi mồ hôi trên trán nói, chạy quá nhanh, ngọa tào. Mệt chết ta. Phổ Kiến thở hồng hộc từ phía sau chạy tới, người đâu? Ta không phải rút nha không thể. Đâm ta xăm lốp, nhìn thấy hắc tiểu tử đã mất đi bóng dáng, Phổ Kiến không khỏi phàn nàn nói, hai đại lão ra thế mà liền cái. Hai tử, đều đuổi không kịp. Trần Thiên Phàm nghe không dễ nghe, ngươi. Như vậy năng lực, ngươi thế nào rơi vào cuối cùng, còn có mặt mũi. Hứa Thuần Lương chỉ phải phía trước một cái cửa sân, nơi đó đâu. Trần Thiên Phàm có chút kỳ quái, ngươi sao có thể khẳng định. Hứa Thuần Lương nói, có mùi vị. Trần Thiên Phàm nói, có mùi vị. Hắn dùng sức hít mũi một cái, không có nghe được mùi vị gì. Phổ Kiến nói, cái gì vị? Hứa Thuần Lương nói, hôi nách vị, đứa bé kia thể vị lớn, Phổ Kiến, ngươi đi gõ cửa. Phổ Kiến có chút buồn bực nói, vì sao là ta gõ cửa? Trần Thiên Phàm nói, đứa bé kia là xông ngươi tới. Phổ Kiến đành phải đi gõ cửa, gõ mấy lần không ai ứng thanh, Phổ Kiến quay người hướng hai tên bạn xấu nhìn lại, phát hiện Hứa Thuần Lương đã bò lên trên đầu tường, Phổ Kiến thấp giọng nhắc nhở, tư gia dinh thự không phận sự cấm vào. Hứa Thuần Lương khỉ lớn một dạng ngồi xổm ở trên đầu tường, hắn thấy được kia hắc tiểu tử chính ở trong viện hướng hắn làm mặt quỷ. Hứa Thuần Lương nói, tiểu tử, nhà các ngươi đại nhân đâu? Hắc tiểu tử lại còn nói đến một ngụm chính tông kinh phiến tử, người cái này gọi tự xông vào nhà dân, ta khuyên người đi nhanh lên người, nếu ngươi không đi ta báo cảnh sát. Hứa Thuần Lương vừa bực mình vừa buồn cười, nha, đứa nhỏ này thế mà hiểu pháp a, vậy ngươi liền báo cảnh thôi, ta ngược lại muốn xem cảnh sát tới bắt ai. Hắc tiểu tử xoay người đi cầm một cây gậy trúc, chạy tới chiếu vào Hứa Thuần Lương liền đâm. Hứa Thuần Lương há có thể để hắn cho đâm, cổ tay khẽ đảo liền đem cây gậy trúc bên kia bắt được, dùng sức một vùng, kém chút đem hắc tiểu tử cho kéo qua tới. Hắc tiểu tử cuống quýt buông tay, Hứa Thuần Lương không đợi hắn đào tẩu, dùng cây gậy trúc ở trên người hắn điểm một cái, điểm trúng hắn nhuyễn ma huyệt, hắc tiểu tử hai chân mềm nhũn té ngồi trên mặt đất. Hứa Thuần Lương chiêu này độ khó gần thứ tại đánh từ xa huyệt, cây gậy trúc này đến có dài hơn 5 thước, mượn dùng cây gậy trúc cách thật xa như vậy điểm huyệt. Ngoại trừ Hứa Thuần Lương không có mấy người có thể làm được. Hắc tiểu tử phản ứng đầu tiên là trốn, nhưng hắn bây giờ căn bản không cách nào động đậy, lập tức kêu lên cha. Cha. Trần Thiên Phàm cùng Phổ Kiến không có trèo tường, bất quá hai người có thể nghe thấy, Phổ Kiến hướng Trần Thiên Phàm nói, ta liền nói không quan hệ với ta đi, là Hứa Thuần Lương loại, đều gọi cha của hắn. Trần Thiên Phàm nhịn không được bật cười, hắn đương nhiên biết không có khả năng. Hứa Thuần Lương nói, người ta gọi là giúp đỡ đâu. Trần Thiên Phàm cùng Phổ Kiến nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập từ đầu hẻm truyền đến, đã thấy một cái gầy lùn trung niên nhân hướng lấy phương hướng của bọn hắn băng băng mà tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trung niên nhân này 50 tuổi khoảng chừng, thân cao cũng chính là hơn 1m6 điểm, thể trọng không cao hơn, da bọc xương, nhỏ dáng dấp lớn lên cùng bao tô công, chẳng lẽ lại hắn chính là hắc tiểu tử cha ruột. Hứa Thuần Lương ở trên cao nhìn xuống, trung niên nhân này xuất hiện, hắn trước tiên liền lưu ý đến, đừng nhìn trung niên người vừa gầy lại nhỏ, nhưng chạy tốc độ có thể dùng động như thỏ chạy để hình dung. Hứa Thuần Lương liếc mắt liền nhìn ra cái này tư võ công không yếu, tranh thủ thời gian nhắc nhở hai tên bạn xấu, cẩn thận a. Hứa Thuần Lương nhắc nhở vẫn là muộn một chút, trung niên nhân đã bay lên không vọt lên, tựa như thương ưng bác thỏ, hai chân phân biệt hướng Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm đá vào. Phổ Kiến bị hắn một cước đá đến bay ra ngoài, Trần Thiên Phàm lấy hai tay bảo vệ lồng ngực, ý đồ ngạnh kháng đến chân, đối phương bàn chân đá vào hắn trên cánh tay, giống như máy đóng cọc va chạm mang theo, Trần Thiên Phàm bạch 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 liên tiếp sau lùi lại mấy bước, phải biết hắn thân cao 1m82, thể trọng 190 cân, nhưng thấy đối phương trên đùi lực đạo mạnh. Trung niên nhân hai mắt sắc bén, chim ưng một dạng ánh mắt khát gao tiếp cận trên tường Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương nhìn xuống hắn. Cười tủm tỉm nói, ta khuyên ngươi vẫn là trước đi xem một chút ngươi nhi tử bảo bối. Trung niên nhân không nói một lời, đẩy ra cửa sân đi vào trong đó.
Kia hắc tiểu tử nhìn thấy hắn tiến đến lập tức đã có lực lượng, lớn tiếng kêu lên, cha, ba người bọn hắn cùng nhau khi phụ ta, cái kia tiểu bạch kiểm còn cần cây gậy đâm ta, ta hiện tại cũng động đậy không được nữa. Trung niên nhân đi vào hắc tiểu tử trước mặt, đưa tay ở trên người hắn một điểm, hắc tiểu tử tay chân lần nữa khôi phục năng lực hoạt động, quay người nắm lên một cục gạch, chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, tiểu bạch kiểm, ngươi có gan xuống tới cùng ta đơn đấu. Hứa Thuần Lương có chút sợ khóc sợ cười, mình kỳ thật không tính bạch, bất quá cùng tiểu tử này so sánh, mình khẳng định là tiểu bạch kiểm, hắn đối trung niên nhân sinh ra hứng thú, từ đây người xuất thủ đó có thể thấy được hắn võ công không kém. Hắc tiểu tử hơi có chút giã tính, giơ lên cục gạch hướng Hứa Thuần Lương đập tới, Hứa Thuần Lương một quyền tướng khối kia cục gạch nện đến vỡ nát. Lần này xuất thủ cực đại chấn nhiếp hắc tiểu tử, đem hắn dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Trung niên nhân ngăn trở nhi tử tiếp tục xuất thủ, nhìn qua Hứa Thuần Lương lạnh lùng nói, chạy đến nhà ta bên trong khi dễ một đứa bé có gì tài ba. Có loại hướng ta đến. Hứa Thuần Lương cười nói, tốt. Hắn bay lên không nhảy lên bay lượn mà xuống, mang lao xuống chi thế một cước đá hướng trung niên nhân lồng ngực. Vừa rồi trung niên nhân đá lui Trần Thiên Phàm cùng Phổ Kiến, hắn cũng muốn dùng phương pháp giống nhau để trung niên nhân ăn chút đau khổ. Trung niên nhân cũng là một cước đá ra, Hứa Thuần Lương chiếm hết tiên cơ, dưới tình huống bình thường, người bình thường đều chọn tạm thời tránh mũi nhọn, mà trung niên nhân lại lựa chọn cứng đối cứng, có thể thấy được hắn đối thực lực của mình có chút tự tin. Hai người bàn chân đối tại cùng một chỗ, trung niên nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn vạn vạn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này cước lực cường đại như thế, thực lực vậy mà hơn xa với mình. Trung niên nhân lúc này muốn lui về phía sau đã không còn kịp rồi, thân thể ngửa ra sau, đùi phải uốn lượn, gắng đạt tới tan mất đối phương chân lực lượng, nếu như hắn tiếp tục lựa chọn cứng đối cứng, chỉ sợ đầu này chân đều muốn đoạn mất. Trần Thiên Phàm cùng Phổ Kiến hai người cũng đi theo tiến vào viện tử, hai người vừa tiến đến liền thấy Hứa Thuần Lương một cước đá bay trung niên nhân chẳng diện. Trung niên nhân kia như là đoạn mất tuyến con diều bay ngược mà lên, đụng tại sau lưng trên vách tường mới dừng lại. Hắc tiểu tử nhìn thấy cha hắn bị đánh, hét lớn một tiếng, lại cầm lên một cục gạch hướng Hứa Thuần Lương phóng đi. Trung niên nhân quát, quả trứng màu đen, dừng tay. Nguyên bản tình hình căng thẳng bởi vì hắn câu nói này hòa tan rất nhiều, Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm đều là buồn cười, quả trứng màu đen. Thật đúng là người cũng như tên. Hứa Thuần Lương một cước đá bay trung niên nhân, cũng không tiếp tục tiến công. Trung niên nhân vẫn ở vào Hứa Thuần Lương cường đại vũ lực kinh hãi bên trong, hắn ngăn cản con của mình, cũng không phải là sợ nhi tử xúc động gây chuyện, mà là lo lắng nhi tử ăn thiệt thòi, người trẻ tuổi trước mắt này coi như hắn hai người cùng một chỗ bên trên cũng không thể nào là đối thủ của người ta. Trung niên nhân nói, ba vị vì sao xâm nhập nhà ta, khi dễ một cái vị thành niên hài tử. Phổ Kiến nói, ngươi còn lý luận, hắn đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Lại lấy ra hắc tiểu tử đâm hắn lốp xe giám sát cho trung niên nhân nhìn. Trung niên nhân sau khi xem xong mới hiểu được người ta vì sao lại đuổi theo, hắn cả giận nói, quả trứng màu đen, có chuyện này hay không? Hắc tiểu tử cong miệng lên, xem ra muốn khóc. Trung niên nhân hướng ba người chắp tay nói, tại hạ cha hữu tín, đây là nhi tử ta cha Thiết Hán, hắn mới 12 tuổi, làm sai địa phương ta đến gánh chịu, cỗ xe hết thảy tổn thất ta đến phụ trách. Phổ Kiến thấy hắn như thế thành khẩn, trong lòng cũng hết giận một nửa. Trần Thiên Phàm nói, người này nhi tử đãi cực kỳ, nếu là đâm một cỗ xe sang trọng, người cần phải bồi không ít tiền. Phổ Kiến nói, người xem thường ai đây, ta chiếc xe kia bốn đầu thai cũng phải nhỏ một vạn. Kỳ thật hắn bốn đầu lốp xe cộng lại cũng không đến 5.000, Phổ Kiến chiếm lý dựa vào cái gì không cần nhiều điểm. Cha Hữu Tín cũng không phải cái kẻ ngu, cũng không thể ngươi muốn bao nhiêu ta liền cho nhiều ít. Hắn lúc này liền xách đi ra xem một chút xe tổn hại tình huống. Phổ Kiến nói, cũng không thể bồi xăm lốp liền xong rồi, ta chiếc xe kia sau cái mông còn bị vẽ, sáng sớm hôm nay làm trễ nải ta một cọc mua bán lớn, cho ta tạo thành tổn thất bao lớn. Tìm ngươi muốn một vạn thật không nhiều. Hứa Thuần Lương biết người này nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hướng cha Hữu Tín nói, cha tiên sinh, chúng ta cùng con của ngươi không cừu không oán, chắc hẳn hắn sẽ không vô duyên vô cớ hoạch xe của chúng ta. Người hỏi một chút hắn, là có người hay không sai xử hắn làm như vậy. Cha Hữu Tín đem nhi tử gọi qua một bên, thấp giọng hỏi thăm, đừng nhìn cha Thiết Hán nhỏ tuổi, nhưng là miệng rất nghiêm, mặc kệ cha Hữu Tín hỏi thế nào hắn chính là không nói. Hứa Thuần Lương tối hôm qua đập hai tên quấy rối Bạch Lan người ra đen ảnh chụp, hắn từ trong điện thoại di động tìm ra, đưa tới cha Thiết Hán trước mặt, ngươi nhìn có phải là bọn hắn hay không. Cha Thiết Hán nhìn thoáng qua màn hình,
lập tức đem đầu đạp kéo lại đi. Hứa Thuần Lương nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ngươi giao hữu phải cẩn thận. Cha Hữu Tín mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, con trai mình liền đủ hắc, hắn nhận biết Hứa Thuần Lương trên điện thoại di động người, thấp giọng nói, hai người này ta biết, đều là Gordon kiện thân câu lạc bộ, cái cao cái kia là lão bản. Hứa Thuần Lương nói, cảm ơn. Hắn hướng Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu có thể rời đi, Phổ Kiến còn chưa thu được bồi thường, hắn chỗ nào chịu đi. Cha Hữu Tín kiên trì đi bên cạnh xe nhìn xem, thế là hai người đi theo Hứa Thuần Lương bọn hắn đi vào trước tửu điếm, cha Hữu Tín nhìn một chút cỗ xe tổn thất tình huống, từ trên mạng cha được xăm lốp giá cả, lúc này chuyển 5.000 khối cho Phổ Kiến, Phổ Kiến mặc dù không có đạt được muốn số lượng, nhưng cái giá tiền này cũng đủ làm cho tâm hắn lý thăng bằng. Các loại cha Hữu Tín hai người sau khi đi, Hứa Thuần Lương quyết định đi Gordon kiện thân câu lạc bộ tìm kia hai hàng lậu tính sổ sách, lần này hắn không có gọi Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm, hai người bọn họ sức chiến đấu lệch yếu, nếu thật là đến phòng tập thể thao treo lên đến, bọn hắn cũng giúp không được quá lớn. Hứa Thuần Lương tại câu lạc bộ cổng gặp đồng dạng tìm đến người cha Hữu Tín, cha Hữu Tín trong nhà kinh tế tình huống thực là tầm thường, vừa mới kia 5.000 khối móc đến thịt đau, cho nên muốn tìm hai tên kẻ đầu tiêu tính sổ sách. Hứa Thuần Lương cùng cha Hữu Tín lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau liền biết đối phương đến đây là cái mục đích gì, cha Hữu Tín hô tới. Hứa Thuần Lương cười nói, nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp được. Cha Hữu Tín nói, oan có đầu nợ có chủ, ta phải cảnh cáo những người này rời xa nhi tử ta. Hứa Thuần Lương nói, thân nhi tử, dù sao từ cha Thiết Hán trên thân không nhìn ra một chút xíu cha Hữu Tín đặc thù. Cha Hữu Tín thở dài nói, thân, ta đi châu Phi thu đường sắt thời điểm sinh ra tới, làm qua thân tử giám định. Hứa Thuần Lương nói, lão bà ngươi không đến. Cha Hữu Tín nói, qua đời nhiều năm. Hai người một bên trò chuyện vừa đi, rất nhanh liền đi tới Gordon kiện thân câu lạc bộ, bên trong ngay tại kiện thân không ít người, Hứa Thuần Lương tìm được trong đó một người da đen huấn luyện viên, người này là tối hôm qua bị tay mình chỉ cái kia. Người da đen kia huấn luyện viên cũng nhìn thấy Hứa Thuần Lương, rõ ràng có chút sợ hãi, quay người liền muốn đi, Hứa Thuần Lương ngăn lại đường đi của hắn. Lúc này một đám người vây quanh, cầm đầu chính là tối hôm qua bị Bạch Lan một cước kém chút đá phế cái kia, hắn liền gọi Gordon. Cái này nhà câu lạc bộ liền là của hắn, từ Hứa Thuần Lương đi tới hắn liền lưu ý đến, tranh thủ thời gian tụ tập 7-8 cái tráng hán tới vòng vây. Gordon ưỡn ngực ngăn tại Hứa Thuần Lương trước mặt, hắn vóc dáng so Hứa Thuần Lương cao hơn nửa cái đầu, so cha Hữu Tín càng là cao hơn một mảng lớn. Gordon nói, đây là ta địa phương, các ngươi là không được hoan nghênh người, hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm ra ngoài. Hứa Thuần Lương nói, ta không nghe lầm chứ, cái này rõ ràng là chúng ta người Trung Quốc địa phương. Muốn nói ra đi cũng nên là các ngươi ra ngoài. Cha Hữu Tín nói, Gordon, có phải hay không là ngươi để cho nhi tử ta đi đâm người khác xăm lốp, hắn chỉ là một đứa bé, các ngươi tại sao có thể làm như vậy, đây là xúi dục tội các ngươi có biết hay không? Gordon nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh sự kiện kia cùng ta có quan hệ? Con của ngươi làm chuyện xấu là ngươi cái này làm phụ thân trách nhiệm, ngươi làm sao lại có thể chứng minh hắn không có nói sai nói? Cha Hữu Tín nói, nhi tử ta chưa hề không nói với ta láo. Gordon nói, đó là ngươi không hiểu rõ hắn, hắn chính là một cái miệng đầy hoang môn tiểu lưu manh. Hắn còn chưa nói xong, cha Hữu Tín liền xuất thủ, cha Hữu Tín nhấc chân đá vào Gordon giữa hai chân, cha Hữu Tín người này bao che khuyết điểm, nhất chịu không được người khác vũ nhục con của hắn. Cái này Gordon cũng đủ xui xẻo, tối hôm qua chịu Bạch Lan một cước, còn không có tiêu sưng đâu, hôm nay cha Hữu Tín lại bổ một cước. Cha Hữu Tín một cước này so Bạch Lan ác hơn. Gordon che lấy đúng quần liền cúi đầu, cha Hữu Tín chiếu vào hắn cằm chính là một quyền này đem Gordon đánh bốn chân chổng lên trời. Phòng tập thể thao bên kia nhìn đến lão bản bị đánh, tất cả mọi người vọt lên, Hứa Thuần Lương vốn là ôm xuất thủ mục đích mà đến, nhưng hôm nay bị cha Hữu Tín đoạt trước, đừng nhìn cha Hữu Tín cái nhỏ, có thể ra tay thật sự là lưu loát, tại mấy tên tráng hán ở giữa xuyên tới xuyên lui, thoáng qua ở giữa lại đánh bại hai cái. Hứa Thuần Lương phát hiện mình không cần ra tay, cha Hữu Tín một người liền có thể đối phó. Cha Hữu Tín xuất thủ đánh tàn bạo đám người kia thời điểm, Hứa Thuần Lương đi vào Gordon trước mặt, một cước giẫm tại Gordon đại hắc thủ bên trên, Gordon đau đến kêu thảm một tiếng, chân chân. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua hắn, người đây không phải tay sao? Gordon nói, người nhấc chân a. Hứa Thuần Lương chiếu vào hắn đại hắc kiểm tát một cái, muốn nói còn phải là người ta da dày.
Hứa Thuần Lương cái này bàn tay đánh cho không nhẹ, nhưng tại con hàng này trên mặt liền không có lưu lại nhiều ít vết tích, màu da hơi điểm cạn đến liền phải lưu lại 5 đạo rõ ràng dấu ngón tay. Hứa Thuần Lương nói, biết ta tại sao đánh ngươi không? Gordon lắc đầu. Hứa Thuần Lương lại một cái tát sút tới, đánh cho Gordon mắt nổi đom đóm, hắn tranh thủ thời gian xin khoan dung nói, ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thừa nhận, xăm lốp là ta để cho người ta đâm. Hứa Thuần Lương nhất xem thường Gordon dạng này mặt hàng, còn không chút lấy hắn đâu, liền bắt đầu nhận sợ. Cha Hữu Tín bên kia cũng có kết quả, một đám cao lớn tráng hán khôi ngô bị hắn đánh tè ra quần, đừng nhìn từng cái vạm vỡ, nhưng món đồ kia hơn phân nửa đều là dọa người, tại chính thức trong thực chiến căn bản không được tác dụng quá lớn. Mặc dù cha Hữu Tín không phải Hứa Thuần Lương thủ hạ kẻ địch nổi, nhưng là thả tại người bình thường bên trong vũ lực gặp đã tương đương cường hãn. Trên một điểm này Sa Thế Hùng cùng hắn cùng loại. Hứa Thuần Lương từ khi tập hợp đủ xương rồng, đạt được thiên dưỡng thiên, đã đạt thành thông kinh sinh tủy cảnh giới, hiện tại ngay tại hướng dịch kinh tẩy tủy tái tạo tiên thiên cảnh giới cố gắng, một ngày kia đạt thành dịch kinh tẩy tủy đại viên mãn, liền có thể trùng tu thông thiên bảo điển. Mặc dù khoảng cách một ngày này còn có chút xa xôi, nhưng là Hứa Thuần Lương hiện tại vũ lực chính đang nhanh chóng khôi phục, chí ít khôi phục năm đó một nửa tu vi. Hứa Thuần Lương một thanh nắm chặt Gordon lỗ tai, ai bảo ngươi tới. Gordon kêu thảm nói, không có người nào, là ta cảm thấy ngươi hỏng chuyện tốt của ta cho nên. Ai u, lỗ tai ta nhanh rơi mất, van cầu người buông tay. Cha Hữu Tín đi vào Gordon trước mặt, nhìn hằm hằm Gordon nói, ngươi bây giờ biết sợ hãi, về sau còn dám tìm nhi tử ta, ta liền hủy đi ngươi phòng tập thể thao. Hứa Thuần Lương nói, không cần chờ về sau, hiện tại liền báo cảnh. Đám này ngu xuẩn đồ chơi ở bên ngoài người người kêu đánh, đến chúng ta nơi này thế mà lấy đại gia tự cho mình là, hoành hành bá đạo, thật không biết ai cho tự tin. Thủ hạ tăng thêm đem lực, Gordon đau khổ cầu khẩn. Cha Hữu Tín nhớ thương mình cho đi ra 5.000 khối tiền, áp chế Gordon viết một cái bồi thường hiệp nghị, từ Gordon nơi đó muốn đi 1 vạn khối. Hứa Thuần Lương phát hiện con hàng này cùng phổ kiến trên một điểm này rất giống. Hứa Thuần Lương từ Gordon nơi này không có đạt được muốn đáp án, căn cứ Gordon nói, hắn tối hôm qua cùng bằng hữu uống rượu trở về, tại cửa tửu điếm gặp Bạch Lan, bị mỹ mạo của nàng kinh diễm đến, cho nên mới sẽ đi qua bắt chuyện, thật không nghĩ đến đối phương không nể mặt mũi, mới xảy ra tranh chấp. Kỳ thật Gordon hôm qua muộn một chút tiện nghi cũng không có chiếm được, hắn cho rằng là Hứa Thuần Lương hỏng chuyện tốt của mình, cho nên thông qua khách sạn bảo an thăm dò được Hứa Thuần Lương đăng ký cỗ xe. Cho cha thiết hán 200 khối tiền, kia tiểu tử thấy tiền sáng mắt, dựa theo Gordon phân phó đem phổ kiến chiếc xe kia 4 đầu lốp xe đều cho thọc. Rời đi phòng tập thể thao về sau, cha Hữu Tín lại điểm 2.500 đưa cho Hứa Thuần Lương, hắn ý tứ là hôm nay là hai người đi ra lực, đương nhiên chia đồng ăn đủ, bất quá hắn cái này phân một nửa là xây dựng ở hắn trước đem mình chi phí cầm về trên cơ sở. Hứa Thuần Lương cười nói, cha tiên sinh đây là ý gì? Cha Hữu Tín nói. Sự tình hôm nay là hai chúng ta liên thủ giải quyết, số tiền kia là ngươi nên được. Hứa Thuần Lương khoát tay áo nói, ta không muốn, ngươi lấy về cho con của ngươi mua đồ ăn đi. Cha Hữu Tín thở dài nói, kia hỗn tiểu tử không học tốt, ta trở về không phải hung hăng giáo huấn hắn không thể. Nói xong lại nói, Hứa tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu ra hiệu hắn nói. Cha Hữu Tín là nghĩ Hứa Thuần Lương đừng báo cảnh sát. Dù sao chuyện lần này là con của hắn trực tiếp áp dụng, nếu như báo cảnh tránh không được phiền phức. Hứa Thuần Lương kỳ thật cũng không nghĩ tới báo cảnh, nếu như cảnh sát tham gia, mình lại phải hy sinh không thiếu thời gian đi phối hợp điều tra. Hai người như vậy chia tay, cha Hữu Tín cách trước khi đi hướng Hứa Thuần Lương thi cái lễ, đối với chuyện này hắn thiếu Hứa Thuần Lương một cái nhân tình. Hứa Thuần Lương không có trở về khách sạn trực tiếp đi Hàn Thượng Uyển thịt nướng cửa hàng, hắn đáp ứng hôm nay sẽ đi qua là Kim Tín Huệ tái khám. Thịt nướng cửa hàng hai ngày này đều không có kinh doanh, đối ngoại tuyên bố nội bộ trùng tu, Hứa Thuần Lương đến thời điểm Sa Thế Hùng không tại, chỉ có Kim Tín Huệ một người trong tiệm chờ lấy. Trạng thái tinh thần của nàng rõ ràng so Hứa Thuần Lương mới gặp nàng thời điểm khá hơn một chút. Gặp Hứa Thuần Lương tiến đến, Kim Tín Huệ đứng dậy đón lấy, Hứa tiên sinh tới. Hứa Thuần Lương đem trong tay dược vật buông xuống, trước giúp nàng bắt mạch. Kim Tín Huệ nói, từ khi Phục tiên sinh kê đơn thuốc. Ta ho xuyễn hóa giải rất nhiều, chỉ là cả ngày suốt mồ hôi không thôi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, người bệnh này lớn nhất bế tắc là doanh vệ bế tắc, bệnh lạnh, thiếu âm vong dương, thái dương biểu thực cùng gặp.
Kim Tín Huệ có chút mê võng nói, xin hỏi tiên sinh cái gì gọi là doanh vệ bế tắc? Hứa Thuần Lương hướng nàng giải thích một chút, trung y bên trong doanh vệ là chỉ doanh khí cùng vệ khí hợp xưng, bình thường cho rằng doanh khí cùng vệ khí đều là thủy cốc tinh khí biến thành sinh. Doanh đi mạch bên trong, có dinh dưỡng quanh thân tác dụng, vệ đi mạch bên ngoài, có bảo vệ thân thể công năng. Doanh khí sinh tại thủy cốc, bắt nguồn từ tính khí, ra ngoài trung tiêu, có hóa sinh huyết dịch cùng dinh dưỡng quanh thân tác dụng, vệ khí cụ có ôn dưỡng trong ngoài, hộ vệ cơ biểu, chống lại ngoại tà, tẩm bổ thấu lý lỗ chân lông, đóng mở lỗ chân lông các loại công năng. Doanh vệ bên trong liền tạng phủ, bên ngoài hợp da lông, là thân người chống cự ngoại tà đạo thứ nhất phòng tuyến. Tà chi nhập đường cũng là tà chi đường ra, căn cứ nguyên tắc này trước giải biểu, mở cửa trục trộm. Phàm chìm lạnh cố lạnh chư chứng, ngoại tà hãm sâu nhập bên trong, băng nằm khó xử người, không phải mồ hôi pháp không thể giải này bế tắc, cho nên dùng thuốc đổ mồ hôi là trị liệu hàng đầu một bước. Hứa Thuần Lương trước đây cho nàng mở ma hoàng phụ tử cây tế tân canh, trợ nguyên dương, mở biểu bế, dẫn dắt băng nằm chi tà bên ngoài thấu. Khai thác nhiều lần phân phục, lấy cam đoan mồ hôi không thương tổn chính. Kim Tín Huệ hôm qua uống thuốc về sau, biểu bế mở, phổi khí tuyên phát, nằm lạnh bên ngoài thấu, chân dương thua vải, đi qua phần lưng băng lãnh cùng toàn thân như chó triệu chứng đã làm dịu. Chi trên quyết lạnh cũng đã tiêu tán, yết hầu đàm minh hoàn toàn biến mất, bờ môi nhan sắc chuyển thành đỏ nhạt. Ho xuyễn bình định, kịch liệt ho khan trong vòng 2 ngày chỉ ngẫu nhiên phát 2 lần, thanh âm khàn khàn cũng phải lấy làm dịu, đây là bởi vì phổi là phát âm môn hộ, mà lại phổi chủ thông điều thủy đạo. Đến mồ hôi sau thanh âm như hạn hán đã lâu gặp cam lộ, khôi phục chính thường tiểu tiện tăng nhiều, mắt cá chân bệnh phù tiêu tán. Mạch tượng bình thản, từ mỗi phút đồng hồ 100 lần trở lên hạ xuống đến 80 tả hữu. Mỗi lần ăn đều sẽ xuất mồ hôi, toàn thân thư sướng, 2 ngày đến, nôn đàm nhiều, trong lồng ngực bị đè nén cảm giác rất là rộng rãi. Chứng minh mồ hôi pháp thỏa đáng, có trợ giúp nhân thể chính khí đến phục. Mà lại khiến cho chiếm cứ tại phổi lạc ẩm ướt bộ chết máu có bên ngoài thấu cơ hội. Nhưng là mỗi khi tại bình minh, buổi chiều, giờ tí, sẽ còn cảm thấy ngực đau nhức triệt lưng, trong lồng ngực bị đè nén cảm giác trận trận phát tác, nói rõ đàm xào huyệt mặc dù phá, nhưng là chết tai nạn lấy lập tức tiêu trừ, bởi vì cái gọi là không quy tắc chung đau nhức. Hứa Thuần Lương nghe nàng tự thuật xong bệnh tình, vì nàng bắt mạch về sau một lần nữa sửa đổi phương thuốc. Công bổ đều xem trọng, bồi nguyên cố bổn tán. Dùng huyết nhục chi phẩm, bổ tiên thiên thận khí, trùng kiến thân thể sức miễn dịch. Hứa Thuần Lương hốt thuốc thời điểm, Sa Thế Hùng trở về, hắn đặc địa mua tốt nhất thịt bò cùng hải sản, đối Hàn người mà nói, đây đã là cao nhất lễ ngộ. Sa Thế Hùng người này cũng không quen nói nên lời, nhưng là hắn đối Hứa Thuần Lương cảm kích xuất phát từ nội tâm. Hứa Thuần Lương nguyên lai không định lưu lại ăn cơm, nhưng Kim Tín Huệ thịnh tình mời. Sa Thế Hùng đi phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Kim Tín Huệ cho Hứa Thuần Lương ngâm chén hoa nhài. Hứa Thuần Lương cười nói, các ngươi cũng uống trà hoa nhài. Kim Tín Huệ nói, ta đến Kinh Thành cũng có hơn một năm, đặc biệt thích trà hoa nhài mùi thơm ngát. Hứa Thuần Lương nói, Kim Lão Bản quê quán ở nơi nào? Ta là Bắc người, sinh ra ở Nam Phổ, cũng sinh trưởng ở nơi đó, bệnh của ta chính là tại quặng mỏ lao động thời điểm nhiễm lên. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Từ Kim Tín Huệ u buồn ánh mắt có thể suy đoán ra nàng từng có qua một đoạn nghĩ lại mà kinh thống khổ kinh lịch. Hứa Thuần Lương nói, Sa tiên sinh cùng ngươi là đồng hương sao? Kim Tín Huệ cười nhạt một tiếng, không phải, hắn là tươi tộc nhân, chúng ta tại Nam Hàn đều là tha hương người, ta mới tới Hán Thành thời điểm nhận hết ức hiếp, may mắn gặp hắn người này dáng dấp hung ác một chút, vừa ý lại là phi thường hiền lành. Hứa Thuần Lương nói, Minh Đức Tập đoàn Tổng Giám đốc Hoàng Hữu Long là người Hoa. Kim Tín Huệ nói, bọn hắn giai tầng là chúng ta khát vọng mà không thể thành. Nàng ý thức được mình nhưng có thể nói tới có chút nhiều, lời nói xoay chuyển, nói khẽ chúng ta vốn không quen biết, Sa Thế Hùng trước đây cùng Hứa tiên sinh còn có chút hiểu lầm, không biết người tại sao lại trợ giúp ta. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Kim Lão Bản yên tâm, ta giúp ngươi cũng không phải là nghĩ để các ngươi giúp ta làm cái gì. Kim Tín Huệ nói, ta nhìn ra được ngài là một người tốt. Hứa Thuần Lương cười ha ha, có rất ít người nói như vậy ta. Kim Tín Huệ câu nói này để hắn cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ mình, lúc nào mình từ tâm ngoan thủ lạt ngũ độc giáo chủ biến thành tế thế vi hoài nam thanh niên tốt. Kỳ thật đi qua hắn tâm ngoan thủ lạt cũng chỉ là châm đối với địch nhân cùng phản bội mình người, đối với bằng hữu, đối thân nhân hắn chưa hề đều là lấy thành đối đãi.
Kim Tín Huệ nói, mỗi cái trên thân thể người đều có mặt thiện, cũng tương tự có mặt ác, ta luôn cảm thấy người chỉ cần tại trái phải rõ ràng trước mặt có thể bảo trì chính xác thái độ, liền vẫn có thể xem là một người tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, Kim Lão Bản cũng không phải người bình thường, thế sự nhìn thấu qua. Kim Tín Huệ nói, mượn dùng các ngươi một câu ngạn ngữ, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, có thể nhìn thấu người khác sự tình, nhưng là thường thường thấy không rõ chính mình. Lúc này Sa Thế Hùng đẩy xe đẩy nhỏ tới, phía trên thả đầy hắn gia công sau nguyên liệu nấu ăn. Kim Tín Huệ nói, không chậm trễ các ngươi uống rượu, ta đi trước sắc thuốc. Sa Thế Hùng cầm hai bình rượu phần Thanh Hoa 30 tới. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi cũng uống cái này. Sa Thế Hùng nói, ta là tươi tộc. Hứa Thuần Lương nói, ta đi qua một mực coi ngươi là cái hàn người. Sa Thế Hùng tướng hai cái ly pha lê rót đầy, trong đó một cái đưa cho Hứa Thuần Lương, ta loại người này hiện tại là hai bên đều không có tán đồng cảm giác, bọn hắn làm ta là dị tộc, các ngươi làm ta là bổng tử. Hứa Thuần Lương nhịn không được cười lên ha hả, Sa Thế Hùng cũng cười, hai người uống rượu ăn thịt nướng, lẫn nhau ở giữa đã không có địch ý. Sa Thế Hùng nói, Tín Huệ là cái người đáng thương, ta mang nàng bốn phía cầu y, cũng nhanh tuyệt vọng thời điểm còn tốt gặp ngươi, ta người này cũng không có bản lãnh gì, ngày sau có cần dùng đến ta địa phương, ta tất toàn lực lấy phó, nhưng là ta sẽ không bán đứng công ty lợi ích. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, trong mắt của ta ngoại trừ thịt nướng ngươi không có sở trường gì, khác ngươi không thể giúp ta. Sa Thế Hùng tướng nướng xong thịt bò đưa đến Hứa Thuần Lương trong mâm, vậy ta liền giúp ngươi thịt nướng. Ngươi chừng nào thì muốn ăn một mực liên hệ ta. Hứa Thuần Lương nói, Kim Lão Bản nguyên lai là Bắc người, các ngươi tình cảm rất sâu a. Sa Thế Hùng nói, cùng là thiên nhai lưu lạc người nàng tại Hán Thành cũng không chỗ nương tựa, ta cũng một thân một mình. Hứa Thuần Lương nói, Kim Lão Bản không có những thân nhân khác. Sa Thế Hùng thở dài nói, phụ mẫu đều bị xử tử, nàng bị trừng phạt tiến về quặng mỏ, cùng nam nhân một dạng lấy quặng. Vì muội muội của nàng nàng đã chịu không phải người thống khổ, rơi xuống cái này thân tật bệnh, 15 năm trước nàng tìm một cơ hội mang theo muội muội trốn thoát, nhưng tại đường biên giới bị phát hiện hai tỷ muội như vậy thất lạc, nếu như muội muội nàng còn sống, hiện tại hẳn là 24 tuổi. Nữ lớn 18 biến, đoán chừng hiện tại coi như muội muội nàng xuất hiện tại trước mắt cũng chưa chắc nhận ra. Sa Thế Hùng nhẹ gật đầu, so ra mà nói tiểu hài tử biến hóa càng lớn, liền Kim Tín Huệ chính mình cũng thường nói. Sợ hãi có một ngày cùng muội muội đối diện gặp nhau, nhưng hai tỷ muội lẫn nhau đều không nhận ra đối phương. Những năm này ủng hộ Kim Tín Huệ sống tiếp lớn nhất động lực chính là tìm kiếm thất lạc muội muội. Nhưng tìm về muội muội hy vọng cực kỳ xa vời, 15 năm thời gian phát sinh biến hóa thật sự là quá lớn, mà lại năm đó kia 9 tuổi tiểu nữ hài có hay không trốn tới đều không xác định. Sa Thế Hùng kính Hứa Thuần Lương một chén rượu, cung kính nói, Hứa tiên sinh, xin hỏi Tín Huệ khang phục hy vọng lớn bao nhiêu? Mặc dù nhìn thấy Kim Tín Huệ sau khi dùng thuốc chứng bệnh trạng đạt được làm dịu, thế nhưng là hắn vẫn không dám ôm kỳ vọng quá lớn, những năm này bọn hắn đi thăm danh y, đã nhớ không rõ bao nhiêu lần giấy lên hy vọng, lại một lần lần hy vọng thất bại, sớm đã để bọn hắn thể xác tinh thần đều mệt, nếu không phải Kim Tín Huệ muốn tìm về muội muội tín niệm làm chèo chống, chỉ sợ nàng sớm đã lựa chọn từ bỏ. Hứa Thuần Lương nói, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, trị liệu phổi chứng thực không thể nóng vội. Mà lại mỗi người thể chất không giống, khang phục tốc độ tự nhiên khác biệt, ta chỉ có thể bảo chứng một sự kiện, này bệnh có thể trị hết. Sa Thế Hùng nghe hắn nói xong tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, hắn đối Kim Tín Huệ tình cảm cực sâu, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của nàng nhiều tốn một chút thời gian tính là gì, hắn lại kính Hứa Thuần Lương một chén. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng có một việc muốn hỏi ngươi. Sa Thế Hùng lập tức cảnh giác lên. Hứa Thuần Lương sẽ không phải muốn nghe ngóng có quan hệ Minh Đức Tập đoàn sự tình a. Hứa Thuần Lương nói, người gia nhập Minh Đức Tập đoàn là vì cho lão bản nương chữa bệnh. Sa Thế Hùng nhẹ gật đầu trên một điểm này không có gì có thể giấu giếm. Hứa Thuần Lương nói, ta nhìn ngươi cũng là một đầu trọng tình trọng nghĩa hán tử, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân đặc biệt sẽ không làm lựa chọn như vậy. Tha thứ ta nói thẳng, Hoàng Hữu Long những người kia tuyệt không phải người lương thiện, ngươi cùng bọn hắn tuyệt không phải một loại người. Vì ngươi an toàn của mình lý do vẫn là nhanh chóng rời đi. Xe Thế nắm chặt chén rượu nói, Hoàng Tổng đợi ta không tệ, mặc dù hắn cũng không y tốt Tín Huệ bệnh, nhưng là hắn tại việc này bên trên đã hết sức. Hứa Thuần Lương nói, ngươi hẳn phải biết hắn cùng ta ở giữa có chút ân oán, lão bản nương bệnh đã bị hắn coi là không có thuốc chữa bệnh nan y.
nếu như hắn phát hiện lão bản nương ngay tại khôi phục, người đoán hắn có thể hay không truy vấn hỏi đấy. Sa Thế Hùng trong lòng thầm nghĩ, lấy Hoàng Hữu Long tại y đạo bên trên chấp nhất, hắn khẳng định sẽ điều tra việc này, đến lúc đó Hứa Thuần Lương hỗ trợ chữa bệnh sự tình liền không dối gạt được. Hứa Thuần Lương nói, hôm nay ta nói đến thế thôi, vì an nguy của các ngươi vẫn là sớm tính toán cho thỏa đáng. Bạch Lan ký bán sẽ như kỳ tại sách báo cao ốc cử hành, nàng mặc dù tại bán đảo rất đỏ, nhưng là Trung Hoa đại địa nổi tiếng vẫn còn không tính là cao, mà lại lần này ký bán sẽ tổ chức đến có chút vội vàng. Ký bán đã đến giờ, hiện trường ngoại trừ nhân viên công tác cũng chỉ có 5 tên độc giả đang chờ đợi khu xếp hàng, trong đó còn có 2 cái tham gia náo nhiệt. Sách thành phái đến duy trì trật tự bảo an đều phiền muộn, liền trang diện này còn phái đến 6 cái bảo an đều gặp phải độc giả nhiều, còn tốt nữ tác gia đủ xinh đẹp, một bên nhìn xem rất đẹp mắt. Chủ sự Phương Nguyên bản liền không có ôm hy vọng quá lớn, cho nên hôm nay liền chuẩn bị 200 bộ sách, nhìn tình cảnh này đoán chừng có thể bán 50 bản cũng không tệ rồi. Lượng tiêu thụ chỉ là phụ, chủ yếu là quá lúng túng. Tất cả mọi người là mỹ nữ tác gia Bạch Lan cảm thấy xấu hổ, nhưng là Bạch Lan không có chút nào cảm thấy, người ta bình tĩnh cực kỳ, chăm chú là 5 tên độc giả ký tên, lễ phép ân cần thăm hỏi. Sách thành phương diện tại Lét Bình Phong bên trên đánh ra lời tuyên truyền, cũng tại cửa ra vào chỗ dễ thấy nhất trưng bày dương tấm, nhưng là nhận được hiệu quả cũng không rõ ràng. Hiện tại đi dạo tiệm sách đến xem mỹ nữ thật không nhiều, hơn phân nửa là gia trưởng mang tiểu hài tử đến hóng mát đọc sách, còn có một bộ phận ngụy văn nghệ nữ thanh niên bày pâu chụp hình phát vòng bằng hữu, các nàng mới khinh thường nhìn cái gì mỹ nữ tác gia, trong lòng cho rằng lão nương đẹp nhất. Còn lại một phần nhỏ chân chính yêu sách người lại trên cơ bản đều là tin tưởng vững chắc trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc. Bạch Lan đánh dấu hạng 5 độc giả thời điểm, đằng sau đã không ai tại xếp hàng, chủ sự Phương sốt ruột a, hôm nay sẽ không phải liền 100 bản đều bán không hết a. Sớm biết như thế nên nhiều an bài điểm cái nắm, ai có thể nghĩ đến bán đảo đang hồng nữ tác gia tại chúng ta bên này như vậy không có tồn tại cảm, không quen khí hậu cũng quá nghiêm trọng. Ngay tại chủ sự Phương cân nhắc an bài 2 nhân viên công tác giả mạo độc giả thời điểm, có hơn 10 tên sinh viên đến cầm đầu là Cao Hiểu Bạch, nàng thích Bạch Lan tác phẩm, biết được Bạch Lan đến đây ký bán, chủ động hỗ trợ tuyên truyền một chút, có hơn 10 tên đồng học cùng với nàng cùng một chỗ đến đây. Bọn này sinh viên đến đối chủ sự Phương tới nói chính là một trận mưa đúng lúc, nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được, vui mừng lớn hơn còn ở phía sau. Phía ngoài tiêu thụ khu gọi điện thoại tới, có 50. 60 người đi tới hiện trường, thẳng đến Bạch Lan tác phẩm khu triển lãm, người dẫn đầu là Bạch Lan tân tấn bánh phở Trần Thiên Phàm, con hàng này tài đại khí thô, đi theo Hứa Thuần Lương lên lớp cọ bản manga, nữ y lập tức bị bên trong tình tiết hấp dẫn, Hứa Thuần Lương cũng chính là thuận miệng để hắn tới cổ động, nhưng Trần Thiên Phàm nhận thật. Vừa vặn Thiên Phàm tập đoàn tổ chức nhân viên du lịch, Trần Thiên Phàm hạ lệnh tất cả tại kinh nhân viên đều tới cổ động, mỗi người mua 2 quyển ký tên sách làm du lịch vật kỷ niệm. Tổng giám đốc lên tiếng ai dám không nghe, cái này tới vẫn là nhóm đầu tiên, có tại kinh tiêu thụ nhân viên dịch ra thời gian sẽ lần lượt đuổi tới, vẻn vẹn Thiên Phàm tập đoàn phải có hơn 100 người. Trần Thiên Phàm bên này đến chưa bao lâu, Phổ Kiến bên kia cũng đến, hắn cũng không phải một người tới, đã Hứa Thuần Lương để tới cổ động, Phổ Kiến tự nhiên không có không đến đạo lý, cái gì gọi là cổ động. Đương nhiên càng nhiều người càng tốt, Phổ Kiến ở kinh thành cũng không có phí công hỗn nhiều năm như vậy, hắn vung cánh tay hô lên. Kêu hơn 20 nhiều vị bạn nhậu. Liền đám người này quay đầu đến 3 bàn cơm đáp tạ, Phổ Kiến cho là mình nhân duyên liền thật tốt, nhưng đến hiện trường một xem người ta Trần Thiên Phàm chẳng diện, nhất thời ngẩn ra mắt, nhà có phải hay không có chút quá khoa trương. Nhiều người là công việc tốt, nhưng người một người bên ngoài làm nhiều như vậy cổ động chẳng phải là ta đây hỗn kinh vòng cho so không bằng. Ta không sĩ diện. Phổ Kiến tranh thủ thời gian động người, hắn chạy qua một bên cho Cát Quang Minh gọi điện thoại. Già Cát, người bên kia có dân công không? Tranh thủ thời gian đến sách báo cao ốc giúp ta một tay xếp hàng, mỗi người 100 khối tiền lại cho 2 quyển sách. Hứa Thuần Lương tới hơi chậm một chút, nhìn thấy tình hình trước mắt cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Bạch Lan ở trong nước nhân khí như thế vượng. Đội ngũ này sắp xếp quá dài, hiện trường 6 tên bảo an đều bận không qua nổi. Nguyên vốn chuẩn bị 200 bộ sách đã không đủ, chủ sự Phương Lâm thời điều hàng 500 bộ, Hứa Thuần Lương đến thời điểm. Lâm thời khu triển lãm đã không có sách. Bất quá Hứa Thuần Lương nhìn thấy kia hơn 20 tên mang theo màu vàng nón bảo hộ dân công liền hiểu, nắm. Tất cả đều là nắm. Nói đến chuyện này kẻ đầu têu vẫn là mình,
dứt bỏ Cao Hiểu Bạch cái này nước máy không nói, Trần Thiên Phàm cùng Phổ Kiến đều là Hứa Thuần Lương cho gọi tới cổ động, Hứa Thuần Lương để bọn hắn hai cổ động, không có để bọn hắn mang nhiều người như vậy tới cổ động. Phổ Kiến ngay tại xếp hàng đâu, hắn phất tay để Hứa Thuần Lương tới đập vào mình đằng trước. Hứa Thuần Lương nghĩ đi qua, còn không có tới gần liền bị bảo an cản lại, đồng chí, mời tuân thủ công cộng trật tự. Phổ Kiến tranh thủ thời gian giải thích là mình đã sớm giúp hắn giành chỗ, nhưng mà phía sau có người không vui dù sao xếp hàng không chỉ là chính bọn hắn người, còn có không ít quần chúng vây xem. Phổ Kiến để một nông dân công đem vị trí tặng cho Hứa Thuần Lương, một cái đổi một cái, lúc này mới lắng lại chúng nộ. Hứa Thuần Lương nói, làm sao tới nhiều người như vậy? Phổ Kiến nói, còn không phải lão Trần cái kia hai hàng làm được tốt sự tình. Động viên bọn hắn tập đoàn nhân viên, đem chuyện này trở thành chính trị nhiệm vụ, người suy nghĩ một chút a, lão bản ra lệnh một tiếng, nhân viên sao dám không theo. Hứa Thuần Lương tìm kiếm khắp nơi Trần Thiên Phàm thân ảnh, nhìn thấy người này đã sắp xếp đến chỗ rồi, trong tay bưng lấy một chồng sách, mặt cười đến cùng bôi mật ong giống như. Phổ Kiến nói, ta làm sao nhìn hắn hôm nay hèn như vậy đâu. Hứa Thuần Lương nói, liếm chó mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều. Phổ Kiến trong lòng tự nhủ ngươi không liếm làm sao đem chúng ta đều động viên đến đây, nhưng lời này hắn cũng chính là ngẫm lại không dám nói rõ. Lúc này Cao Hiểu Bạch ký xong tên bưng lấy sách từ một bên trải qua, nàng cùng đồng học trò chuyện phi thường vui vẻ không nhìn thấy xếp hàng Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương kêu một tiếng nàng, Cao Hiểu Bạch mới nhìn rõ Hứa Thuần Lương, cùng đồng học nói một tiếng cười đi tới, Hứa Thuần Lương. Làm sao ngươi tới muộn như vậy? Hứa Thuần Lương nói, kẹt xe. Cao Hiểu Bạch cùng Phổ Kiến cũng lên tiếng chào hỏi, đi qua đều gặp bột. Phổ Kiến nói, quay lại chớ đi ban đêm ta mời khách, tụ bảo nguyên bên kia ta an bài xuyến thịt. Cao Hiểu Bạch nói, không được, cùng đồng học đã hẹn. Phổ Kiến phi thường nhiệt tình, mang đồng học cùng một chỗ thôi, ta cho các ngươi chuyên môn an bài một bàn. Cao Hiểu Bạch nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, Bạch Lan đi sao? Hứa Thuần Lương gặp nàng như thế chờ mong, gật đầu nói, quay lại ta đem nàng mời đi qua. Cao Hiểu Bạch mừng rỡ kém chút không có nhảy dựng lên, quá tốt rồi, ta đi cùng đồng học nói một tiếng, chính ta lưu lại, không thể để cho Phổ ca quá tốn kém. Phổ Kiến nhìn qua Cao Hiểu Bạch bóng lưng, thấp giọng nói, nhắc tới Cao Hiểu Bạch cũng không tệ, ta thật hâm mộ ngươi, vòng mập yến gầy, mọi việc đều thuận lợi, không quan tâm đến đâu mà cũng không thiếu tướng tốt. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhà cầm miệng cho ta, lại nói hưu nói vượn ta đem ngươi miệng khe hở bên trên. Phổ Kiến thở dài nói, trước kia theo giúp ta nhìn mặt trăng thời điểm liền để người ta tiểu điềm điềm, hiện tại người mới thắng người cũ, liền để người ta châu phu nhân. Hứa Thuần Lương cười mắng, ngươi còn có thể lại buồn nôn điểm không? Trần Thiên Phàm ôm một chồng sách cao hứng bừng bừng đi ra ngoài, Phổ Kiến đem hắn gọi lại, lão Trần, ngươi thế nào cười như thế lãng đâu? Trần Thiên Phàm nói, ngươi biết cái gì, ta cái này gọi vui vẻ, thà rằng một ngày không thịt không thể một ngày không sách, chúng ta yêu sách chi tâm tình của người ta ngươi không hiểu. Hứa Thuần Lương nói, ta làm sao nhớ kỹ là không thể một ngày không chúc đâu. Trần Thiên Phàm cười ha hả, kia ta đi trước a, quay đầu công ty còn có buổi họp. Phổ Kiến nói, ban đêm đi ăn cơm không? Đoán chừng tới không được, hôm nay muốn cho đến du lịch nhân viên mở cuộc họp biểu dương, ban đêm còn phải tham gia liên hoan. Phổ Kiến nhìn qua Hứa Thuần Lương, vậy chúng ta ban đêm cùng Bạch Lan đi chỗ nào ăn? Trần Thiên Phàm một đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, bất quá, ta vượt qua một chút có lẽ còn là có thể chạy tới. Phổ Kiến nói, người nhà cũng đừng khắc phục, làm sao cũng là một tập đoàn tổng giám đốc, thế nào cũng không biết thu liễm. Trần Thiên Phàm chỉ coi không nghe thấy, các ngươi đi chỗ nào? Phổ Kiến liếc mắt, ta tính tiền, tụ bảo nguyên, 6 giờ tối nửa. Ta nhất định đến. Phổ Kiến nhìn qua Trần Thiên Phàm bóng lưng, hướng Hứa Thuần Lương nói, thấy không? Cái này lão Trần cũng là một bụng tâm địa gian dảo, bán tráng dương rượu tất cả đều là sắc phôi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng đừng bẩn thỉu người ta, tên chọc đừng cười lão hòa thượng. Phổ Kiến nói, Thuần Lương, người cái này không tử tế, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, chúng ta còn dừng lại đang thưởng thức giai đoạn sơ cấp, ngươi con hàng này thế nhưng là liền dây lưng thịt đều cho nuốt mất. Người sờ sờ mình lương tâm, các huynh đệ đi theo người uống qua một ngụm canh không có. Hứa Thuần Lương nói, ta còn thực sự không nghe nói phương diện này còn có chia sẻ. Phổ Kiến nói, huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo, không nói người cởi ra ta không thể mặc, ta lại không ngại.
Hứa Thuần Lương nhắc nhở hắn xếp tới. Phổ Kiến đem mua đến hai quyển sách đặt ở Bạch Lan trước mặt, Bạch Lan hướng hắn lễ phép cười cười, trong nội tâm nàng minh bạch, hôm nay cảnh tượng náo nhiệt như vật đều là Hứa Thuần Lương cho mang tới, nhìn thấy Phổ Kiến cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện cái này a nhiệt liệt, biết bọn hắn là bằng hữu, trưng cầu một chút ý kiến ở phía trên viết cái gì. Phổ Kiến để nàng viết hơi dài, vịt lục nước sông, cuồn cuộn sóng biếc, tuôn trào không ngừng, bên trong hướng nhân dân chiến đấu hữu nghị, vạn cổ trường thanh. Bạch Lan nghe xong liền biết đoạn này đến từ bên trong hướng hữu nghị chi ca Phổ Kiến có chút đùa ác. Bạch Lan vốn là dùng tiếng Trung ký tên, đã Phổ Kiến cố ý trêu cợt nàng, nàng liền sửa lại ngạn văn tự mẫu, Phổ Kiến thấy một mặt mộng bức không biết nàng có phải hay không dựa theo chính mình nói đến những cái kia viết, dù sao phía trên cũng mỗi một chữ hắn nhận biết. Hứa Thuần Lương đem sách đặt ở Bạch Lan trước mặt, Bạch Lan hướng hắn điềm điềm nở nụ cười, Phổ Kiến còn đứng ở một bên nhìn xem đâu, trong lòng tự nhủ nhắc tới hai người không có điểm mập mờ đem mắt của ta cho móc. Bạch Lan nói, tạ ơn Hứa tiên sinh mang bằng hữu tới cổ động. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta nhân dân Trung Quốc đối với bằng hữu từ trước đến nay nhiệt tình. Bạch Lan nói, bằng hữu tới có rượu ngon, xài sói đến đấy có súng săn có đúng hay không? Hứa Thuần Lương nở nụ cười, cái này Bạch Lan thật đúng là cái Trung Quốc thông. Bạch Lan cấp tốc tại sách trang tên sách bên trên ký tên, Văn Tâm Lập Thuần Lương há đất cát. Liền cái này ký tên Hứa Thuần Lương cho rằng Bạch Lan vẫn rất có trình độ. Hứa Thuần Lương ký xong tên, từ biển người phun trào sách báo trong cao ốc ra ngoài, ở bên ngoài cùng Phổ Kiến sẽ cùng, Phổ Kiến để hắn cho Bạch Lan gọi điện thoại, đã định ban đêm chuyện ăn cơm. Hứa Thuần Lương phát cái tin tức cho Bạch Lan bên kia rất mau trở lại đi qua biểu thị nàng có thời gian. Phổ Kiến nghe nói Bạch Lan đáp ứng, không khỏi cảm thán nói, phương diện này không phục không được. Người cái gì ngày mốt cố gắng đều đền bù không được tiên thiên không đủ, người đến cảm tạ phụ mẫu, cho ngươi như thế một bộ tốt túi ra, mỹ nữ gặp ngươi tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, một cái tiếp theo một cái đi lên nhào, cha ta mẹ đối ta liền không có tốt như vậy, khuyết điểm tất cả đều lưu cho ta. Hứa Thuần Lương nói, cũng không hẳn vậy a, miệng ngươi sống rất tốt. Phổ Kiến cười tại trên bả vai hắn vỗ một cái, ta sở trường ta biết, nhưng anh hùng không đất dụng võ. Hắn móc ra một điếu thuốc đốt, ca môn, người phải đem nắm lấy a, nàng cho ngươi ký tên lúc sau, ta một bên quan sát tới, cô nàng kia nhìn ánh mắt của ngươi rất mập mờ, rất chọc người. Hứa Thuần Lương nói, ngươi suy nghĩ nhiều a. Phổ Kiến nói, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, cô nàng này không phải người bình thường, dung mạo xinh đẹp thì cũng thôi đi, nàng thế mà còn là một vị có thể viết sẽ vẽ tài nữ, nữ nhân như vậy không tốt khống chế. Hứa Thuần Lương nói, người cùng ta trò chuyện nhiều như vậy có phải hay không có cái gì ý đồ? Phổ Kiến nói, ta có thể có cái gì ý đồ? Ta chỉ là hữu nghị nhắc nhở, còn có, vừa rồi ngươi đi ký tên thời điểm, không ít người đối các ngươi chụp ảnh, cái này ảnh chụp nếu là truyền đến Mai Như Tuyết nơi đó sẽ không khiến cho ngươi sau viện cháy. Hứa Thuần Lương nói, người nhà suy tính được vẫn rất chu đáo. Phổ Kiến nói, ngươi là bên trong thể chế cán bộ. Chúng ta người bình thường lại chuyện không quá bình thường đối với các ngươi tới nói đó chính là đại nghịch bất đạo, thật sự là náo không rõ ngươi, rõ ràng dựa vào năng lực của mình có thể ở trong xã hội xông ra một phiến thiên địa, không phải hỗn cái gì thể chế, bó tay bó chân, ngươi không cảm thấy khó chịu à. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng không có cảm thấy. Hai người nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, đi trước phụ cận tụ Bảo Nguyên, Cao Hiểu Bạch đã đến, đang ngồi trong phòng đọc sách. Hứa Thuần Lương đi vào cùng với nàng lên tiếng chào, Cao Hiểu Bạch nói cho Hứa Thuần Lương ba nàng ngày mai đến kinh. Cao Tân Hoa có thể nói là Hứa Thuần Lương tại Trường Hưng người dẫn đường, Hứa Thuần Lương ngựa bên trên biểu thị ngày mai muốn an bài Cao Tân Hoa ăn cơm. Cao Hiểu Bạch nói cho ngươi chuyện này cũng không phải để ngươi mời ăn cơm, cha ta có ý tứ là cho ngươi đi ta nhà gì nhỏ, gia gia của ta cũng có trận không gặp ngươi, gần nhất luôn luôn nhắc tới ngươi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, vậy được. Đêm mai ta đi qua bái phòng. Cao Hiểu Bạch lại trò chuyện khởi khúc chuyện phúc sự tình, hiện tại khúc chuyện phúc đàng hoàng hơn, nhìn thấy nàng đều đi vòng qua, đêm hôm đó phát sinh sự tình, hắn không nói tới một chữ. Khúc chuyện phúc xương tay lần chuyện này, Cao Hiểu Bạch hoài nghi 89 phần 10 chính là Hứa Thuần Lương làm, bất quá Hứa Thuần Lương không nói, khúc chuyện phúc cũng không có tiếng trương, Cao Hiểu Bạch từ khi nhận rõ khúc chuyện phúc diện mục thật sự đối cái này người khinh bỉ rất, người này chính là điển hình mặt người giả thú. Cao Hiểu Bạch có một chút không nghĩ ra, vì cái gì Hứa Thuần Lương không có triệt để vạch trần khúc chuyện phúc xấu xí diện mục,
đem loại người này từ học thuật giới thanh trừ ra ngoài. Hứa Thuần Lương biểu thị không vội, Khúc Truyện Phúc đã làm nhiều lần tang lương tâm sự tình, coi như tướng người này thanh trừ ra ngoài, cũng phải trước hết để cho hắn tiến hành đền bù. Gần nhất Khúc Truyện Phúc biểu hiện coi như không tệ, tại tự kỷ bức bách dưới, người này phát biểu không ít là trung y chính danh văn chương, cũng chẳng khác gì là tự đánh mặt của mình. Cao Hiểu Bạch nghĩ đi lên Hứa Thuần Lương đối nhắc nhở của mình, không thể không bội phục hắn có nhìn rõ tiên cơ bản lĩnh, hiếu kỳ nói, người khi đó làm sao thứ liếc mắt liền nhìn ra hắn không phải người tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường nha. Hắn chợt nhớ tới Phổ Kiến vừa rồi nhắc nhở mình, cái này Bạch Lan xuất hiện thật có chút cổ quái. Phổ Kiến đem Trần Thiên Phàm muốn mời khách sự tình nói. Hứa Thuần Lương không quan trọng ai mời khách, chờ người thời điểm, Lưu Hải Dư gọi điện thoại cho hắn, nói cho Hứa Thuần Lương có tình huống mới. Hắn tra được Bạch Lan là cô nhi, 13 năm trước đây bị người thu dưỡng, nhưng là dưỡng phụ ý đổ đối nàng làm loạn, kết quả bị nàng giết đi, nếu như chỉ là giết dưỡng phụ cũng là hợp tình hợp lý, thế nhưng là nàng liền dưỡng mẫu cùng một chỗ cho xử lý. 13 năm trước đây nàng vẫn chỉ là một cái 11 tuổi hài tử lớn như vậy có thể hạ phải đi ác như vậy tay thật không nhiều, Lưu Hải Dư để hắn nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Hứa Thuần Lương ngược lại là không có cảm giác đến ngoài ý muốn. Dù sao hắn gặp qua Bạch Lan xuất thủ đối phó Gordon chàng diện, lúc ấy một cước kia liền chạy để Gordon đoạn tử tuyệt tôn đi qua. Hứa Thuần Lương cho rằng Bạch Lan khả năng còn có bí mật, để Lưu Hải Dư tiếp lấy hỗ trợ cha. Lưu Hải Dư hỏi hắn có thời gian hay không, muốn theo hắn gặp mặt một lần. Hứa Thuần Lương nói cho Lưu Hải Dư mình đang dùng cơm, gặp mặt cũng chỉ có thể chờ đến cơm chiều sau. Lưu Hải Dư để hắn kết thúc sau liên hệ chính mình. Trần Thiên Phàm 6 điểm không đến liền chạy tới. Phổ Kiến âm dương quái khí mà nói, ngươi không phải muốn tổ chức nhân viên đại hội sao? Không phải muốn tham gia liên hoan sao? Làm sao sớm như vậy lại tới? Trần Thiên Phàm cười nói, ta suy nghĩ một chút, ta nếu là không có mặt nhân viên liên hoan cũng không tốt, để bọn hắn đổi đến ngày mai, vẫn là huynh đệ chúng ta tụ hội trọng yếu. Hắn cùng Cao Hiểu Bạch lên tiếng chào, sát bên Hứa Thuần Lương ngồi xuống. Hứa Thuần Lương nói, lão Trần, ta nghe nói người bây giờ thành Bạch Lan bánh phở rồi. Trần Thiên Phàm nói, không thể giả được bánh phở, ta từ khi xem hết Nữ Y tập 1, liền không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút một bản, viết thật sự là quá tốt rồi. Cao Hiểu Bạch nhìn không được nhắc nhở hắn, Nữ Y, là bản manga. Trần Thiên Phàm hót như khiếu nói, manga cũng là nàng sáng tác ra cố sự, ta như thế lớn một người, đi qua đối manga chưa hề đều không có hứng thú gì. Hiện tại thế mà cũng yêu đọc manga, các ngươi liền nói sách này mị lực lớn không lớn. Phổ Kiến nói, sách mị lực lớn không lớn ta không rõ ràng, dù sao người mị lực rất lớn có người cấp trên. Cao Hiểu Bạch nở nụ cười. Trần Thiên Phàm có chút trên mặt nhìn không được rồi, lúng túng nói, đừng loạn nói đùa, người ta Bạch Lan là Thuần Lương bằng hữu. Phổ Kiến nói, vậy ngươi còn nhớ thương. Trần Thiên Phàm nói mò gì, ta cũng không có nhớ thương. Nhiều nhất chính là thưởng thức, mà lại ta có lão bà. Hứa Thuần Lương cũng không rõ ràng Trần Thiên Phàm gia đình tình huống, vẫn là lần đầu nghe nói hắn có lão bà. Phổ Kiến đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, lão Trần, đi qua ta nhưng không có đã nghe ngươi nói, ngươi lúc nào kết hôn. Làm sao chưa hề đều không gặp lão bà ngươi lộ mặt qua. Trần Thiên Phàm nói, nàng di dân, bình thường rất ít trở về. Phổ Kiến nói, hai người các ngươi lỗ hổng đủ tính toán. Ngươi ở trong nước kiếm tiền, nàng ra ngoại quốc tiêu phí, bất chi bất giác liền đem tài sản chuyển di đi ra, chúng ta trong nước cũng không ít các ngươi dạng này. Trần Thiên Phàm nói, ta đáng yêu nước A, ngươi đừng hướng trên đầu ta chụp mũ. Thời gian đã qua, Bạch Lan còn chưa tới, Phổ Kiến để Hứa Thuần Lương thúc thúc, đừng bị nàng cho leo cây. Hứa Thuần Lương nói, thích tới hay không, dù sao đã nói qua với nàng. Phổ Kiến cũng đi theo gật đầu, đúng. Nữ nhân liền là không thể quen. Hắn nói xong mới ý thức tới Cao Hiểu Bạch còn tại trận đâu, tranh thủ thời gian giải thích, Hiểu Bạch đồng học, ta nói lời này cũng không phải nhằm vào ngươi. Cao Hiểu Bạch nói, ta đã hiểu, ngươi không phải nhằm vào ta, ngươi là nhằm vào toàn bộ nữ tính quần thể. Phổ Kiến giơ hai tay xin khoan dung, Cao đại tiểu thư người tha ta, lời này truyền đi, ta phải để nữ quyền cho đánh chết tươi. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã qua 6 giờ rưỡi. Đoán chừng Bạch Lan gặp được sự tình, bất quá nàng coi như không đến vậy nên cho mình chào hỏi, dù sao hôm nay ký bán sẽ là tổ chức mình một đám bằng hữu cho nàng cổ động,
bán đảo nhân dân đều như thế vong ân phụ nghĩa. Hứa Thuần Lương nói, nếu không lên trước đồ ăn đi. Trần Thiên Phàm nói, chờ một chút thôi, nói không chừng người lập tức tới ngay. Lúc này Bạch Lan gọi điện thoại tới, quả nhiên nàng gặp một chút tình trạng, đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau đớn, cho nên đi bệnh viện kiểm tra. Hứa Thuần Lương nghe nói nàng bệnh, cũng không thể ép buộc người ta tới, để Bạch Lan hảo hảo tĩnh dưỡng, nếu như cần muốn trợ giúp một mực nói với hắn. Để điện thoại xuống, đem tình huống cùng mấy người khác nói một lần, Trần Thiên Phàm khó nén trong lòng thất lạc, sớm biết như thế hắn cũng liền không chuyên môn chạy tới. Phổ Kiến lại nói đây là xáo lộ, nữ nhân đều là dạng này, thích chơi dục cầm cố túng, thân là tiểu thuyết gia Bạch Lan am hiểu hơn đạo này. Cao Hiểu Bạch nhưng không tán đồng Phổ Kiến thuyết pháp, chỉ trích hắn là cái âm mưu luận người, nữ nhân lúc đầu gặp phải vấn đề sinh lý liền so nam nhân muốn bao nhiêu. Bạch Lan mặc dù không đến, có cơm đến chiếu ăn không lầm, Trần Thiên Phàm nói qua muốn mời khách, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, bữa tiệc mặc dù tiếp tục, bất quá bữa cơm này ăn đến rất nhanh, hơn một giờ liền kết thúc chiến đấu. Trần Thiên Phàm đi tính tiền thời điểm, biết được Hứa Thuần Lương đã đem sổ sách kết, Trần Thiên Phàm nói, Thuần Lương, chúng ta không phải đã nói ta đến sao? Hứa Thuần Lương nói, hôm nay chớ cùng ta tranh giành, các người đi ký bán sẽ hiện trường là nể tình ta hỗ trợ, bữa cơm này liền nên ta mời, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, buổi chiều xếp hàng cũng đủ mệt. Phổ Kiến kêu trở dùm, Hứa Thuần Lương để hắn trước tiên đem Cao Hiểu Bạch cho đưa trở về. Cao Hiểu Bạch cách trước khi đi để hắn đừng quên đêm mai đi nàng nhà gì nhỏ sự tình. Trần Thiên Phàm hỏi Hứa Thuần Lương muốn hay không cùng xe của mình cùng đi, Hứa Thuần Lương khoát tay áo, hắn còn có chuyện, chờ những người khác sau khi đi, hắn cho Lưu Hải Dư gọi điện thoại. Lưu Hải Dư người liền tại phụ cận, tiếp vào Hứa Thuần Lương điện thoại, liền tản bộ đến đây, trong tay còn bưng một hộp không ăn xong mì trộn tương chiên. Hứa Thuần Lương trêu chọc nói, lão Lưu, ngươi nhưng đủ tiết kiệm. Lưu Hải Dư nói, ta xem chừng ngươi sẽ không chờ quá lâu, cho nên liền tại phụ cận ăn bát mì trộn tương chiên. Hứa Thuần Lương liếc một cái kia nửa bát mì trộn tương chiên, chuyển sang nơi khác, ta mời ngươi. Lưu Hải Dư nói, cảm ơn, ta tùy tiện phiếm vài câu liền đi, hắn chỉ cách đó không xa Xanh Hóa. Hai người cùng đi qua, Lưu Hải Dư hai cái tướng mì trộn tương chiên lay xong. Tướng thuận tiện cơm hộp ném ở trong thùng rác. Hứa Thuần Lương đi một bên tự động bán cơm mua hai bình nước, trong đó một bình đưa cho Lưu Hải Dư. Lưu Hải Dư uống vào mấy ngụm nói, trước mấy ngày từ cảnh phúc đại hạ mái nhà nhảy xuống một người ngươi biết không? Hứa Thuần Lương nói, biết, Trần Kiến Tân, hắn hỏa hoa ngày ấy, ta còn đi. Lưu Hải Dư nói, hắn đã là cái thứ hai. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, cái gì? Lưu Hải Dư nói, hai tháng trước. Còn có một người từ cảnh phúc đại hạ mái nhà ngã xuống. Chuyện này Hứa Thuần Lương cũng không nghe nói qua, ấn lý thuyết nếu như có chuyện như vậy, khẳng định sẽ truyền xôn xao. Lưu Hải Dư nói, tin tức phong tỏa, ngã chết là người của ta. Hứa Thuần Lương nói, tự sát hay là hắn giết? Lưu Hải Dư nói, mặt ngoài nhìn là tự sát, nhưng là ta hoài nghi chuyện này có quỷ. Hứa Thuần Lương nói, cơ hội tốt như vậy ngươi không thừa cơ xin triệt để điều tra cảnh phúc đại hạ. Lưu Hải Dư nói, ngươi không phải đi qua cảnh phúc đại hạ mái nhà sao? Bên trong bố cục hẳn là phi thường rõ ràng a. Hứa Thuần Lương nói, ta lần trước đi qua cũng không nhìn thấy địa phương gì đặc biệt, vẫn là Uông Kiến Thành mang ta đi, đám kia bổng tử ở phía trên xây vài tòa giả cổ kiến trúc, tự xưng là cái gì tiểu cảnh phúc cung, ta nói chúng ta kinh thành nhiều như vậy giữ trật tự đô thị, làm sao lại không ai quản chuyện này? Lưu Hải Dư nói, Trần Kiến Tân là từ 53 tầng nhảy xuống. Ta tên kia đồng sự là từ 59 tầng nhảy đi xuống, bọn hắn kỳ thật đều không có chân chính lên lầu chót, cảnh phúc đại hạ lâu từ 60 tầng hướng lên đều thuộc về Minh Đức Tập đoàn Trung Hoa Sự nghiệp Bộ, 60 tầng hướng xuống hướng ra phía ngoài thuê, ở trong đó có không ít đều là Nam Hàn Thương Mậu Công ty, tòa cao ốc này quyền sở hữu nhưng thật ra là thuộc về Nhạc Tinh Tập đoàn. Hứa Thuần Lương nói, Trần Kiến Tân là tự sát, cảnh sát tận tình khuyên bảo khuyên nửa ngày, kết quả hắn vẫn là nhảy xuống. Người tên kia đồng sự tình huống như thế nào? Lưu Hải Dư nói, hắn mục đích là chui vào Minh Đức Tập đoàn mái nhà, thế nhưng là hắn vừa mới leo lên một tầng khoảng cách, không biết làm sao lại thần trí rối loạn, mơ mơ hồ hồ từ trên lầu nhảy xuống. Hứa Thuần Lương nói, tinh thần hắn không bình thường. Lưu Hải Dư lắc đầu nói, làm chúng ta nghề này tâm lý tố chất đều phi thường cường đại, hắn không có tinh thần vấn đề, cho nên ta hoài nghi hắn khả năng gặp cái gì đột phát tình trạng.
dẫn đến hắn phát sinh ngắn ngủi tinh thần rối loạn, cho nên hắn mới có thể từ trên lầu nhảy đi xuống. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có phải hay không hoài nghi cùng Minh Đức tập đoàn có quan hệ? Lưu Hải Dư nhẹ gật đầu. Đã hoài nghi vì cái gì đi điều tra, ta liền không rõ, Minh Đức tập đoàn lại thế nào nghiêu bức cũng là ngoại lai tập đoàn. Ở Kinh Thành còn có thể đến phiên bọn hắn diễu võ dương oai. Lưu Hải Dư nói, dù sao muốn cân nhắc đến phương diện ngoại giao vấn đề, nếu như xử lý bất đương, rất có thể sẽ dẫn phát một trận ngoại giao sự kiện. Hứa Thuần Lương trước đây nghe Lâm Tư Cẩn nói như vậy, hiện tại Lưu Hải Dư lại nói như vậy, hắn không khỏi có chút buồn bực, ta cũng không tin chỉ là một cái Minh Đức tập đoàn liền có thể gây sóng gió. Lưu Hải Dư nói, Minh Đức tập đoàn không tính là gì, nhưng là Minh Đức phía sau là Nhạc Tinh tập đoàn, Nhạc Tinh dậm chân một cái, bán đảo đều muốn run ba run. Nhạc Tinh tập đoàn giá trị sản lượng chiếm toàn bộ Nam Hàn GDP 1/6 còn nhiều, cho nên không có chứng cứ xác thực trước đó không thể tùy tiện triển khai điều tra. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi cũng không dám điều tra, ngươi tìm ta làm gì? Lưu Hải Dư nói, ngươi đã có thể tiến vào nơi đó một lần, liền có thể đi vào nơi đó lần thứ hai, Hoàng Hữu Long đối xương rồng là có ý đồ, chỉ cần ngươi dùng cái này làm đột phá khẩu, có lẽ có thể tìm tới Minh Đức phạm pháp chứng cứ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, ta đối phó Hoàng Hữu Long còn cần lấy lại hai khối xương rồng sao? Lưu Hải Dư nói, nếu như ngươi chịu giúp ta, ta có thể cho ngươi Hoàng Hữu Long càng nhiều tư liệu. Hứa Thuần Lương ý vị thâm trường nhìn qua Lưu Hải Dư, con hàng này vẫn luôn tại tàng tư A, còn không biết có bao nhiêu sự tình giấu giếm chính mình. Lưu Hải Dư tràn ngập mong đợi nhìn qua Hứa Thuần Lương, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ tại đối phó Minh Đức tập đoàn phương diện chúng ta là nhất trí. Hứa Thuần Lương nói, lão Lưu, người này A, không thực tế, ta cùng ngươi mục tiêu không nhất trí, ta chính là cái nhỏ dân chúng. Người về sau không có việc gì đừng quấy rối ta. Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác muốn đối phó Minh Đức tập đoàn, thế nhưng là hắn không có ý định cùng Lưu Hải Dư liên thủ, Lưu Hải Dư người này xáo lộ rất sâu, cùng hắn hợp tác chỉ sợ đối với mình không có chỗ tốt. Hứa Thuần Lương đêm nay cùng hắn nói chuyện thu hoạch lớn nhất chính là muốn mau chóng tìm kiếm Cảnh Phúc Đại Hạ đấy. Nửa đêm, Hứa Thuần Lương lẻ loi một mình đi vào Cảnh Phúc Đại Hạ, ngẩng đầu nhìn cao ngất tại trong đêm trăng cao ốc. Như cùng một cái cự nhân, Hứa Thuần Lương đi vòng đến cao ốc phía sau, tại trong rừng cây thay đổi một thân hắc sắc quần áo thể thao, đeo lên che khuất miệng mũi lão đầu mũ từ khi Thái Bạch trợ quỷ về sau, Hứa Thuần Lương phát hiện cái này mũ dùng tốt phi thường, thế là mua hai đỉnh, tùy thân mang theo thuận tiện sử dụng. Kỳ thật đi qua không cần đến phiền toái như vậy, chỉ muốn đạt tới thông thiên bảo điển hai trọng cảnh giới, liền có thể tùy ý khống chế toàn thân cơ bắp da thịt, cải biến bộ mặt biểu lộ. Mang ý nghĩa có thể đem ngũ quan diện mạo cải biến, thậm chí có thể mô phỏng người khác. Hứa Thuần Lương đêm nay chọn lựa biện pháp chính là tay không leo lên, cái này 66 tầng cao lầu đối với hắn mà nói không tính là cái gì gian nan khiêu chiến. Trước đây Lưu Hải Dư thủ hạ mất mạng tại 59 tầng, hẳn là bởi vì kia hàng đầu cơ trục lợi thừa thang máy tiến vào 59 tầng nào đó cái gian phòng, sau đó lại đổ chui vào Minh Đức tập đoàn. Lấy Hứa Thuần Lương thực lực căn bản không cần như thế. Hắn dọc theo cao ốc màn tường leo lên phía trên, Cảnh Phúc Đại Hạ mặc dù bên ngoài đều dùng pha lê màn tường bao trùm, nhưng là trong đó có giàn khung kết nối, những này giàn khung liền trở thành Hứa Thuần Lương nghỉ chân địa phương. Hứa Thuần Lương leo đến nửa đường hướng phía dưới xem xét, toàn bộ kinh thành thu hết vào mắt, đèn đuốc sáng trưng, cách đó không xa cỗ xe xuyên tới xuyên lui, kéo ra một đầu lại một đầu đèn mang, Hứa Thuần Lương bỗng nhiên ý thức được, hiện tại thế giới cùng đi qua cũng trên bản chất không có gì khác nhau. Một dạng mạnh được yếu thua, một dạng kẻ thắng làm vua, bất kỳ cái gì thời điểm đều không thể từ bỏ vũ lực. Hít một hơi thật sâu, Hứa Thuần Lương tựa như một con nhện tại màn tường bên ngoài im ắng bò, đã là 53 tầng, Trần Kiến Tân chính là từ tầng này nhảy xuống, căn cứ cảnh sát phản ứng tình huống, lúc ấy cũng đối với hắn tiến hành tận tình thuyết phục cùng khuyên giải, nhìn ra được Trần Kiến Tân đã bắt đầu do dự, lại chẳng biết tại sao đột nhiên lại kiên quyết. Lưu Hải Dư phụ tá chết được liền càng quỷ dị hơn. Không phải trượt chân té lầu, mà là chủ động từ 59 tầng nhảy xuống. Trước đây Lưu Hải Dư cùng hắn vẫn luôn tại giao lưu, không có biểu hiện ra cái gì muốn chết ý nguyện cùng dấu hiệu. Bọn hắn thậm chí còn đã hẹn, đêm đó nhiệm vụ sau khi hoàn thành đi uống rượu. Hứa Thuần Lương đã thành công đi tới 60 tầng, nơi này đã là Minh Đức tập đoàn khu vực làm việc. Ban đêm tất cả đều tắt đèn. Hứa Thuần Lương từ mặt phía bắc lên lầu. Hắn cẩn thận quan sát đến chung quanh, rất nhanh liền phát hiện mấy cái camera. Hứa Thuần Lương vung tay lên, dùng chuẩn bị từ trước tốt sinh trứng gà chuẩn xác đánh chúng vào camera,
chứng dịch tướng camera dán lên. 2. Hứa Thuần Lương đánh nát camera về sau, ẩn núp một đoạn thời gian, phát hiện cũng không làm kinh động bảo an, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước, hắn lần trước cùng Uông Kiến Thành cùng đi qua nơi này, an vị tại phía trước đình nghỉ mát bên trên uống trà. Tòa này lâm viên tại ánh đèn tô điểm hạ lộ ra càng phát ra tinh xảo. Hứa Thuần Lương nhìn thấy có chút gian phòng vẫn sáng đèn, hắn tới gần phòng an ninh, mới vừa tới đến phụ cận, hai tên bảo an liền từ bên trong ra, bọn hắn từ giám sát bên trên phát hiện dị thường, cho nên ra đến xem tình huống. Hứa Thuần Lương từ ẩn thân chỗ như thiểm điện liền xông ra ngoài, đưa tay điểm chúng hai người huyệt đạo, tướng hai người nhét về phòng an ninh, phát hiện trong phòng an ninh có một cái giám sát tường, sớm biết như thế liền không cần đến mang sinh trứng gà như thế tê dại phiền, trực tiếp khống chế lại bảo an đóng lại giám sát không liền xong rồi. Hứa Thuần Lương quan sát một chút giám sát bàn điều khiển, hắn ý thức được rất có thể đánh giá cao mình phương diện này kiến thức dự trữ, bắt một bảo vệ tới, giải khai huyệt đạo của hắn, áp chế hắn tắt đi giám sát, sau đó một lần nữa điểm huyệt đạo của hắn, tướng hai người còn tại phòng an ninh đâu. Hứa Thuần Lương lần này yên tâm lớn mật vào bên trong sờ soạc, căn cứ Sa Thế Hùng nói, gần nhất Hoàng Hữu Long cùng Lô Thái Dần đều không tại, cũng liền mang ý nghĩa nơi ở của bọn hắn trống rỗng, chính là thích hợp nhất đêm tối thăm dò trại địch thời điểm. Hứa Thuần Lương vượt qua cửu khúc trường kiều, tiến vào kiến trúc chủ thể, vừa mới đi chưa được mấy bước, đã thấy cuối thông đạo, một vị tóc trắng xóa lão thái bà liền đứng ở nơi đó, hung ác nham hiểm ánh mắt ném hướng mình, khàn khàn yết hầu nói, ngươi là ai, dám đêm khuya chui vào tư nhân phủ đệ. Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ tới mới vừa vào cửa bại lộ, hắn ý thức được khả năng vừa rồi người an ninh kia có quỷ. Bên tai chợt nghe nhào lạp lạp thanh âm, Hứa Thuần Lương nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía lão thái bà sau lưng. Chỉ gặp mấy chục cái to lớn con rơi từ lão thái bà sau lưng xuất hiện, những này con rơi chủng loại liền Hứa Thuần Lương đều chưa từng thấy qua, có chút giống rơi hút máu, thế nhưng là cái đầu muốn so rơi hút máu lớn hơn mấy lần. Lão thái bà bờ môi không ở nhúc nhích, xem ra trong miệng ngậm lấy thứ nào đó, nàng lợi dụng loại phương pháp này đến thao túng con rơi. Hứa Thuần Lương mặc dù không biết loại này con rơi, thế nhưng là hắn sớm đã trưởng khống độc kinh thiên trùng kinh. Khu ngự độc trùng hung thú phương pháp biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Mấy chục con đã làm tốt công kích tư thế con rơi không có ngựa phát động công kích, mà là lựa chọn quay chung quanh Hứa Thuần Lương đỉnh đầu xoay tròn. Lão thái bà khô quắt hai má phồng đến cùng bóng ra, nàng có chút buồn bực, làm sao con rơi đột nhiên trở nên không nghe lời, hiện tại rõ ràng là hẳn là cùng nhau tiến lên đem kẻ xâm nhập này cắn đến mình đầy thương thích, hút khô hắn máu. Nghĩ đến hút máu lão thái thái hưng phấn lên. Hai con mắt ẩn ẩn phát ra màu xanh biếc, nàng đột nhiên bộc phát ra rít lên một tiếng, tiếng kêu bén nhọn, phảng phất dùng bọt biển tại sạch sẽ pha lê cao hơn nhanh ma sát. Những cái kia xoay quanh rơi lớn bị tiếng kêu tỉnh lại, từng đôi, sung huyết mắt nhỏ tựa như từng cái bóng đèn nhỏ tập trung vào Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương tâm nói các ngươi nhìn cái gì vậy, dù sao cũng nhìn không thấy. Thiên trùng kinh bên trên ghi chép, con rơi thị lực bình thường không tốt. Nhưng bọn chúng lại có thể trong bóng đêm linh hoạt tránh né chướng ngại, bằng vào lại ý niệm, Hứa Thuần Lương hiện tại đã biết con rơi ý niệm chính là sóng siêu âm. Những này con rơi từ xuất hiện liền rõ ràng lấy một cỗ quỷ dị, Hứa Thuần Lương đi qua chưa thấy qua như thế con to rơi hút máu, hoài nghi đây là một cái thiên trùng kinh bên trên không có ghi chép mới giống loài. Lão thái bà thét lên khiến cái này con rơi từng cái há miệng ra, lộ ra bén nhọn sáng như tuyết răng nanh, phát ra từng tia rợn người tiếng kêu. Hứa Thuần Lương lần này thấy rõ ràng hơn, rơi hút máu không sai đơn giản là cái lớn một chút, nhưng lớn hơn nữa con rơi vẫn là con rơi, cho dù thể trạng cải biến, thế nhưng là tập tính không cải biến được. Lão thái bà này thế mà có được khu ngự con rơi chi năng, hắn còn tưởng rằng môn công phu này bị phương Tây trộm đi, cho nên ra một cái Batman. Những cái kia rơi hút máu mặc dù hé miệng bộc lộ bộ mặt hung ác, nhưng là vẫn không có đối Hứa Thuần Lương phát động công kích. Lão thái bà có chút mộng bức. Loại hiện tượng này đi qua chưa hề phát sinh qua, nàng bắt đầu tăng thêm tứ chi động tác, giật nảy mình nhìn qua như là khiêu đại thần, phi thường quỷ dị. Hứa Thuần Lương nhìn ra lão thái bà khu ngự con rơi động tác nên là thuộc về Miêu Cương một phái, đi qua thủ hạ của hắn liền có đến từ Miêu Cương cao thủ. Lão thái bà này còn chưa ý thức được rơi hút máu không nghe chỉ huy nguyên nhân thực sự. Những cái kia rơi hút máu vây quanh Hứa Thuần Lương chung quanh thân thể càng chuyển càng nhanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhìn qua tựa như là một đoàn khói đen. Hứa Thuần Lương cổ họng phát ra cùng loại con rơi tiếng kêu từng tia âm thanh, nương theo lấy động tác trên tay, mấy chục cái con rơi chuyển đổi mục tiêu hướng lão thái bà kia đánh tới.
Lão thái bà mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tay chân vung vẩy đến gấp hơn, ý đồ đoạt lại con rơi quyền khống chế, nhưng chú định chỉ là tốn công vô ích. Mấy chục cái rơi hút máu tranh nhau chen lấn nhào vào lão thái bà trên thân, những này con rơi từng cái như là con chuột kích cỡ tương đương, trời sinh tính tàn nhẫn, phản phệ một khi bắt đầu liền sẽ không dễ dàng kết thúc, nhất là bọn chúng nếm đến già cụ bà trên thân mùi máu tươi. Cắn lão thái bà kia không chịu nhả ra, lão thái bà bị trước mắt mất khống chế chẳng diện dọa đến hồn phi phách tán, bắt lấy một con rơi thân thể muốn đưa nó từ trên thân kéo rơi. Thế nhưng là cái này con rơi răng nanh thật dài, đã đâm thật sâu vào thân thể huyết nhục bên trong, hơi chút xé rách liền đau đớn khó nhịn. Lão thái bà phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay riêng phần mình bắt lấy một con rơi hút máu, dùng sức bóp, hai con rơi bóp máu thịt be bét, dù là như thế, con rơi vẫn gắt gao không chịu nhả ra. Hứa Thuần Lương cũng không có buông tha lão thái bà này dự định, người này nên là Hoàng Hữu Long nuôi dưỡng đồng lõa, vừa lên đến liền muốn tướng mình đưa vào chỗ chết, đủ thấy nàng hung tàn, nhân cơ hội này vừa dễ dàng đem cách giết, chấm dứt hậu hoạn. Lúc này một trận trầm thấp ngâm tụng tiếng vang lên, cái này gần như tại Mông Cổ hô mạch giai điệu để Hứa Thuần Lương run lên trong lòng, nội tâm ba động đồng thời phảng phất có cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhảy đi xuống ngươi liền thu được tự do. Từ đây vĩnh đăng cơ vui. Thanh âm này cực kỳ ma tính, có được siêu cường tẩy não hiệu lực. Hứa Thuần Lương bắt đầu minh bạch vì sao Lưu Hải Dư thủ hạ sẽ tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong vô duyên vô cớ nhảy lầu, ngay cả mình kiên định như vậy đạo tâm đều bị quấy rầy rồi, huống chi người bình thường. Đối phương quấy nhiễu để Hứa Thuần Lương nội tâm hiện nổi sóng, lão thái bà thừa dịp Hứa Thuần Lương tâm cảnh ba động một lần nữa đoạt lại đối rơi hút máu quyền khống chế. Trong khắc thời gian này nàng toàn thân trên dưới đã máu thịt be bét, nguyên bản xấu xí dung mạo trở nên càng phát ra đáng sợ. Lúc này trong hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề, một thân ảnh cao to từ bên trong đi ra, hắn thân xuyên tăng bào, lại là một vị lạt ma, một tay chuyển động chẳng hạt, một cái tay khác che ở trước ngực, thanh âm trầm thấp tựa như từ không sơn trong vực sâu phát ra, lại tựa như đến từ địa ngục. Lão thái bà bị vừa rồi tình trạng dọa cho phát sợ, biết gặp phải cao thủ. Nàng không còn dám độ khu ngự con rơi, đưa tay tướng một bên giỏ trúc mở ra, bắt đem rắn hướng Hứa Thuần Lương ném đi. Hứa Thuần Lương tập trung ý chí, lui về phía sau một bước, lão thái bà này thật là muốn chết, thế mà múa rìu qua mắt thợ. Chân chính đáng giá để phòng chính là cái kia lạt ma, người này vậy mà có thể khống chế tâm thần của người khác. Hứa Thuần Lương lui lại không phải sợ hãi, mà là muốn tê liệt hai người này. Lạt ma thanh âm trầm thấp tiếp tục vang lên. Nhân gian nhiều như vậy thống khổ, người làm gì lưu luyến, nhảy đi xuống, xong hết mọi chuyện, người rốt cuộc không cần xoắn suýt rốt cuộc không cần bối rối. Lão thái bà còn tại từ giỏ trúc bên trong không ngừng bắt lấy rắn độc ném về Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương liên tiếp lui về phía sau, nhìn qua sợ hãi cực kỳ, hắn cử chỉ làm cho đối phương tin tưởng đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Hứa Thuần Lương đã thối lui đến cầu khúc phía trên, hơn 10 con rắn độc du tẩu đến dưới chân của hắn. Ngẩng đầu thổ tín, nhưng là không một hướng hắn phát động tiến công. Hứa Thuần Lương một bên lắc đầu một bên hướng về sau, đã diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Lão thái bà mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, lạt ma hô mạch thanh âm tiết tấu trở nên càng phát ra gấp rút. Hứa Thuần Lương thầm than, cái này Hoàng Hữu Long vẫn còn có chút bản lãnh, thủ hạ lấy được nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, chẳng những có miêu cương khu ngự độc trùng tay thiện nghệ, còn có một cái có thể lợi dụng thanh âm khống chế đừng tâm thần người lạt ma. Đổi thành những người khác tới chỉ sợ lại muốn thêm một cái nhảy lầu. Hứa Thuần Lương hướng lạt ma nhìn lại, lạt ma hai mắt lóe ra màu xanh nhạt yêu dị quang mang, nguyên lai hắn không chỉ là học xong dùng thanh âm khống chế hắn tâm trí của con người, còn biết dùng con mắt đến hấp dẫn người khác chú ý, thậm chí mê người ngủ. Người này tuyệt đối là kẻ gây họa, Hứa Thuần Lương có thể kết luận Lưu Hải Dư bộ hạ chính là chết trên tay hắn, Trần Kiến Tân chết cũng hẳn là cùng hắn có quan hệ. Hứa Thuần Lương không ngừng lùi lại, đã thối lui đến mái nhà biên giới, kia lạt ma thanh âm trầm thấp nói, đi thôi, thả người nhảy lên, bay về phía tự do. Hứa Thuần Lương lặp lại, đúng vậy a, thả người nhảy lên, bay về phía tự do. Lạt ma gắt gao tiếp cận hai mắt của hắn, chuẩn bị dùng mê hồn chi thuật dẫn dắt hắn tự hành đi vào tử vong. Hứa Thuần Lương nói, nhảy đi xuống có phải hay không liền có thể không còn có phiền não rồi. Lạt ma gật đầu nói, đúng, nhảy đi xuống liền thu được giải thoát. Nói đến đây trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ta nếu là nhảy đi xuống, chẳng phải là cũng đã nhận được giải thoát.
từ đây không tại cái này bể khổ bên trong dẫy dụa trầm luân. Hứa Thuần Lương lại nói, thế giới cực lạc đã tốt như vậy, đại sư vì sao không đi đầu một bước? Lạt Ma ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, hắn muốn đem ánh mắt từ Hứa Thuần Lương trên mặt rút ra trở về, nhưng lúc này đã chậm, chỉ cảm thấy Hứa Thuần Lương ánh mắt như là tơ nhện một mực tướng hai mắt của mình cuốn lấy. Hắn muốn chuyển di ánh mắt đều không có bất kỳ cái gì khả năng, trong óc một cái ý niệm trong đầu không ngừng lặp lại, đúng à? Thế giới cực lạc tuyệt vời như vậy, ta vì sao muốn tiện nghi hắn? Lẽ ra chính ta đi mới đúng. Lạt Ma từng bước một hướng Hứa Thuần Lương đi đến, trong miệng lẩm bẩm nói, nhảy đi xuống liền không còn có phiền não rồi. Lão thái bà nhìn thấy Lạt Ma cử chỉ cổ quái, ý thức được không đúng, hoảng hốt vội nói, Phật sống. Phật sống. Lúc này kia Lạt Ma đã bị Hứa Thuần Lương khống chế được tâm trí, đối lão thái bà thanh âm mắt điếc tai ngơ. Lão thái bà quá sợ hãi, dưới mắt chỉ có ngăn cản cái này che mặt chui vào người, phương có thể trợ giúp Lạt Ma giải thoát ra. Nàng không để ý tới quá nhiều, một bên thao túng con rơi, một bên khu ngự rắn độc, mệnh làm chúng nó tất cả đều hướng Hứa Thuần Lương khởi xướng tiến công. Lão thái bà cứu người sốt ruột, quên đi vừa rồi đám kia rơi hút máu lâm trận phản chiến. Hứa Thuần Lương khống chế được kia Lạt Ma, hiện tại vừa vặn rảnh tay đối phó cái này lão yêu bà, hai tay vung vẩy, cổ họng phát ra thanh âm cổ quái, rơi hút máu vỗ cánh bay về phía bầu trời đêm. Hơn 10 con rắn độc cũng ngược lại hướng lão thái bà bên người du tẩu, lão thái bà chưa hề nghĩ tới trên đời này có người có thể khu ngự nàng một tay huấn luyện độc trùng dị thú. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp không trung mấy chục cái rơi hút máu đáp xuống, mục tiêu rõ ràng chính là mình, lão thái bà dọa đến xoay người bỏ chạy. Không đi hai bước liền bị rắn độc cuốn lấy hai chân. Lúc này kia mấy chục cái con rơi đã từ trên trời giáng xuống nhào vào đỉnh đầu của nàng trên thân, tướng lão thái bà thân thể gầy ốm bao quanh bao trùm. Lão thái bà phát ra một tiếng bi thiết, tại rơi hút máu cùng rắn độc song trọng công kích đến ngã vào trong vũng máu, lúc này Tha Phương mới ý thức tới chui vào người tại khu ngự độc vật phương diện mạnh hơn mình quá nhiều. Kia Lạt Ma đã bò lên trên sân thượng trên hàng rào, đứng ở nơi đó. Đêm gió lay động hắn tăng bào phát ra phần phật tiếng vang, bỗng nhiên hắn hướng về phía trước bước ra một bước, Lạt Ma thân hình cao lớn từ mái nhà rơi thẳng xuống, một loại trước nay chưa từng có tự do cảm giác, bất quá bên tai tiếng gió gào thét lại rất mau đem hắn tỉnh lại, khi hắn ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nội tâm bị sợ hãi vô ngần chiếm đoạt lĩnh. Hứa Thuần Lương lắc đầu, lúc này chung quanh vang lên tiếng cảnh báo, lại là dự bị cảnh báo vang lên, lầu này đỉnh an phòng hệ thống thiết trí phi thường chu đáo chặt chẽ. Nếu như bảo an không có tại quy định thời gian tiến về địa điểm chỉ định tuần xem đánh kẹt, khẩn cấp như vậy dự án liền sẽ khởi động. Tất cả cửa sổ sẽ lâm thời quan bế, sẽ còn phát động khẩn cấp cảnh báo. Hứa Thuần Lương nguyên vốn còn muốn nắm chặt thời gian tiến vào nội bộ tìm tòi hư thực, hiện tại không thể không bỏ đi ý nghĩ này, dọc theo một mặt khác đường cũ leo lên xuống dưới. Hứa Thuần Lương nhanh chóng nhanh rời đi cảnh Phúc Đại Hạ, đi đến một cái khác quảng trường, mới đón xe rời đi. Hứa Thuần Lương rời tửu điếm thời điểm cũng không lựa chọn từ cửa chính rời đi, đây là muốn lưu lại không ở tại chỗ chứng cứ, hắn quay ngược về phòng thời điểm vẫn từ cửa sổ trở về, bật đèn về sau, đầu tiên đi vào cửa phòng hậu quán xem xét hắn làm tiêu ký địa phương, hắn trước đó dùng băng dán giấy dán tại cửa phòng bên trên duyên, sau khi kiểm tra phát hiện, cái này cửa phòng có người động đậy. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian lại kiểm tra một chút vật phẩm tùy thân của mình, cũng không gia tăng cũng không giảm bớt. Một lần nữa tướng đèn đóng lại, trong bóng đêm hít mũi một cái Hứa Thuần Lương nghe được một mùi thơm này hẳn là tắm rửa dịch hương vị, nhưng là cùng khách sạn tặng cho khác biệt. Một lần nữa tu thành thông kinh sinh tủy cảnh giới về sau, Hứa Thuần Lương khứu giác lại có tăng lên. Hẳn là một cái nữ nhân, nam trên thân thể người bình thường không có loại vị đạo này. Phục vụ viên cũng không biết cái này cái điểm tiến vào gian phòng của hắn, đi vào phòng nhưng là không có đụng vật phẩm của hắn. Người này mục đích đến tột cùng là cái gì? Người này nhất định là trước nhấn chuông cửa, vững tin mình không tại, mới mở ra gian phòng tiến vào, sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi, ấn lý thuyết tân quán màn hình giám sát có thể ghi chép lại trong hành lang ảnh giống. Thời gian này Hứa Thuần Lương cũng vô pháp đi điều lấy màn hình giám sát, quyết định các loại sáng sớm ngày mai lại nói. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hải Dư liền gọi điện thoại tới, hỏi thăm Hứa Thuần Lương tối hôm qua hướng đi. Hứa Thuần Lương đã sớm đoán được Lưu Hải Dư sẽ tìm hắn, ngáp một cái biểu thị mình trong phòng ngủ một đêm, bây giờ còn đang trên giường đâu. Lưu Hải Dư nửa tin nửa ngờ, hắn nói cho Hứa Thuần Lương, tối hôm qua cảnh Phúc Đại Hạ chết mất hai người, một cái lão thái bà không biết bị cái gì cắn bị thương,
đầy người đều là vết máu, còn có một người đầu chọc đại lạt ma, trực tiếp từ cảnh phúc đại hạ mái nhà nhảy xuống, rơi óc vỡ toang, bởi vì hắn là nửa đêm nhảy lầu, còn là phụ trách quét dọn bảo vệ môi trường công phát hiện. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói xong nở nụ cười, quái sự mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều, ta hai ngày trước nhìn thấy đổi mới hoàn toàn nghe, nói một đôi nam nữ yêu đương vụng trộm, nửa đường nữ nhân kia trượng phu trở về, tình nhân vội vàng thoát đi, liền quần áo đều không có lo lắng mặc liền từ cửa sổ bò lên ra ngoài, kết quả trần như nhộng từ trên nhà cao tầng té xuống. Lưu Hải Dư nói, cảnh phúc đại hạ sự tình khẳng định không phải yêu đương vụng trộm, hai người cộng lại đều hơn 100 tuổi, trong đó một cái vẫn là người xuất gia. Hứa Thuần Lương nói, người già nhưng tâm không già, người thật đúng là đừng xem thường người ta người già, càng không nên xem thường người xuất gia. Lão Lưu, người nên không phải hoài nghi ta cùng chuyện này có quan hệ à? Không có, ta làm sao có thể hoài nghi ngươi? Lưu Hải Dư lời này lộ ra dối trá. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, ngươi nếu là hoài nghi ta liền đi cha, ta tối hôm qua trở về sau cả đêm đều không có rời đi. Lưu Hải Dư cười nói, ta làm sao có thể không tin ngươi đây, đúng vậy, không tán gẫu nữa, ta còn có việc. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, muốn nói mình tối hôm qua rời đi qua một đoạn thời gian sự tình, vẫn là có người biết đến, người này chính là tối hôm qua chui vào khách không mời mà đến. Hứa Thuần Lương đi phòng quan sát đi một chuyến, bởi vì lúc trước đến điều qua xăm lốp bị đâm thu hình lại, cho nên hắn cùng phòng quan sát nhân viên công tác đều quen thuộc, vụng trộm vứt cho đối phương hai gói thuốc. Để hắn hỗ trợ điều tra thêm tối hôm qua 11 giờ 20 đến rạng sáng 2 giờ rưỡi ở giữa hành lang giám sát. Nhân viên công tác xem ở hai bao khói phân thượng, giúp hắn tìm tòi một chút hắn tầng lầu kia trong khoảng thời gian này thu hình lại, để Hứa Thuần Lương buồn bực là, tối hôm qua video theo dõi ra trục trặc, từ 0 điểm đến 3 điểm ở giữa, giám khống không có ghi chép lại đảm nhiệm nội dung gì. Chuyện này cũng thật trùng hợp một điểm. Hứa Thuần Lương nhớ tới một sự kiện. Để nhân viên công tác giúp hắn lục soát một chút Bạch Lan chỗ ở tầng lầu, kết quả cũng ra trục trặc, tối hôm qua ra trục trặc tầng lầu hết thảy có 7 tầng, cái này 7 tầng liền bao quát hai người bọn họ gian phòng. Hứa Thuần Lương không công mà lui, đi ăn điểm tâm thời điểm, gặp được Bạch Lan. Bạch Lan hướng hắn áy náy cười một tiếng, Hứa tiên sinh sớm. Hứa Thuần Lương nói, người khỏi bệnh rồi. Bạch Lan có chút xấu hổ nói, không tính là bệnh gì, chính là trên sinh lý vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, đau bụng kinh a. Bạch Lan có chút giận trách, chuyện của nữ nhân ngươi liền chớ để ý. Hai người cầm bữa sáng ngồi cùng một chỗ. Bạch Lan nói, chuyện tối ngày hôm qua không có ý tứ, ngươi cho ta giúp ân tình lớn như vậy, lại mời ta ăn cơm kết quả ta còn lỡ hẹn, chỗ đắc tội mong rằng nhiều hơn thông cảm. Hứa Thuần Lương nói, không có việc gì, kỳ thật lúc đầu ta cũng không có ý định mời ngươi ăn cơm, là bằng hữu ta bọn hắn nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Bọn hắn đều là ngươi chân chính bánh phở. Bạch Lan nói, bữa cơm này hẳn là ta mời, hôm qua ngươi nhưng giúp ta rất nhiều, nếu như không phải ngươi gọi tới nhiều như vậy bằng hữu, ta trận này ký bán sẽ liền thành chê cười. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi chủ sự mới có chút chuẩn bị không đủ, bình thường làm ký bán, ai không an bài 30-50 cái nắm khẩn cấp. Nắm, Bạch Lan tiếng Trung Quốc còn chưa tốt đến cái gì đều hiểu tình trạng. Hứa Thuần Lương giải thích nói, chính là cổ động tư thế. Bạch Lan nói, gần nhất bán đảo văn hóa tại các ngươi trong nước lực ảnh hưởng đang không ngừng biến yếu, cái này cùng quý quốc đối với chúng ta hạn chế có quan hệ. Ai hạn chế các ngươi rồi? Ngươi có phải hay không có chút bị hại vọng tưởng? Hứa Thuần Lương không khách khí chút nào nói. Bạch Lan nói, đây cũng không phải là ta có bị hại vọng tưởng, các ngươi trong nước không phải có hạn hán khiến sao? Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ai nói? Chúng ta chính thức chưa bao giờ hạn hán khiến thuyết pháp, đều là các ngươi mình ước nghĩ ra được, không phải ta nói ngươi, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn, lão Mỹ cả ngày cho chúng ta hạ vấp thử, ngươi xem chúng ta hạn chế bọn hắn phim sao. Chuyển vận đồ tốt ai cũng sẽ không hạn chế, nếu như cả ngày đều là phát ra những cái kia bát nháo gần đồ chơi, vậy liền cặn bã, chúng ta tạm thời bất luận có hay không cái này cái hạn hàn lệnh, nếu ngươi hàng xóm cả ngày hướng nhà các ngươi đổ rác, trong lòng ngươi cách ứng không? Bạch Lan đã hiểu. Hắn là nói bán đảo văn hóa đều là rác rưởi. Bạch Lan nói, có thể là địa vực sinh ra văn hóa khác biệt, vì cái gì chúng ta văn hóa tại toàn thế giới đều chiếm được tán đồng, duy chỉ có tại các ngươi nơi này sẽ gặp phải lạnh nhạt đâu. Hứa Thuần Lương nói, toàn thế giới. Ngươi thế nào không nói toàn vũ trụ đâu. Bạch Lan nói, tha thứ ta nói thẳng, Hứa tiên sinh thực chất bên trong tràn đầy đối dân tộc chúng ta thành kiến cùng ngạo mạn.
Hứa Thuần Lương cười nói, ta nhưng không có chút nào xem thường ý của ngài, người có phải hay không có chút pha lê tâm. Bạch Lan không có sinh khí, y nguyên bình tĩnh nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, xem ra chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn nghiên cứu thảo luận đề tài nhạy cảm này, để tránh tổn thương hòa khí. Hứa Thuần Lương nói, đồng ý. Cùng Bạch Lan cách gần như vậy, có thể rõ ràng mà nghe được nàng mùi thơm cơ thể, mặc dù dùng một loại nào đó nước hoa, nhưng là Hứa Thuần Lương vẫn là từ đó ngửi thấy một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát, mùi vị kia rõ ràng là tối hôm qua gian phòng của mình lưu lại hương khí. Hứa Thuần Lương gần như có thể kết luận, tối hôm qua xuất hiện bên trong gian phòng của mình chính là Bạch Lan, mùi thơm này rất đặc biệt, cũng không ở những người khác trên thân phát hiện. Bạch Lan nói, vô luận như thế nào ta đều phi thường cảm ơn ngài bằng hữu. Lần này thời gian quá vội vàng, ta cam đoan, lần sau lại đến thời điểm, để ta làm Đông Hảo Hảo đáp tạ một chút bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, không cần phải vậy, mà lại bọn hắn đều có các sự tình, lại tụ họp đến cùng một chỗ còn không biết lúc nào. Bạch Lan nói, tin tưởng nhất định có cơ hội, ta buổi sáng máy bay. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, vậy chúc ngươi lên đường bình an. Bạch Lan nói, ta lại đến thời điểm trước liên lạc ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ người ta ở giữa cũng không có cái này giao tình, bất quá trở ngại mặt mũi vẫn gật đầu, hắn đối Bạch Lan đánh đáy lòng vẫn là tràn ngập đề phòng, dù sao Bạch Lan đến từ bán đảo, mà mình cùng Hoàng Hữu Long cầm đầu Minh Đức tập đoàn không hòa thuận, nhất định phải đề phòng đám người kia cho mình an bài cái mỹ nhân kế cái gì. Nếu như là phổ thông tiền tài vấn đề, Hứa Thuần Lương đều có thể tướng vỏ bọc đường lột đạn pháo đánh lại. Một khi dính đến quan hệ nam nữ vấn đề, hắn nhất định phải thận trọng. Đào vỏ bọc đường phương pháp tuyệt không thích hợp mỹ nhân mà tính, y phục này lột xuống dễ dàng, nhưng mặc vào liền khó khăn. Hứa Thuần Lương trong khoảng thời gian này thể chế cũng không phải toi công lăn lộn, chỉ là Bạch Lan tối hôm qua đi gian phòng của mình làm gì. Nàng như thế nào thu được phòng của mình kẹt, tiến vào gian phòng của mình không hề động vật gì khác, khó nói chính là vì tham quan mình tắm rửa địa phương. Hứa Thuần Lương cố ý nói, Bạch tiểu thư trên người nước hoa là nhãn hiệu gì? Bạch Lan nao nao, biểu lộ tràn đầy nghi vấn. Hứa Thuần Lương giải thích nói, là như thế này, ta đối mùi phi thường mẫn cảm, vô luận mùi vị gì ta đều có thể tùy tiện phân biệt ra, trên người ngươi hương khí mang theo tươi mát thân thảo hương, tựa như là sáng sớm hoa tươi mở ra lúc phát ra luồng thứ nhất mùi thơm, rất tươi mát, rất dễ chịu. Bạch Lan nội tâm càng phát ra cảnh giác, Hứa tiên sinh khứu giác tốt như vậy. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta ở phương diện này năng lực so với bình thường người mạnh rất nhiều, giả như bây giờ ngươi cùng mấy chục người đứng chung một chỗ, ta nhắm mắt lại vẫn có thể từ trong đám người tìm ra ngươi. Bạch Lan nở nụ cười, cái này coi là đặc dị công năng, Hứa tiên sinh năng lực như vậy nên đi làm thám tử. Hứa Thuần Lương sờ lên cái mũi, ý vị thâm trường nói, ta còn nghe được trên người ngươi có mùi máu tanh. Bạch Lan khuôn mặt đỏ lên, sẵng giọng, người này thật là không có lễ phép. Không muốn cầm người khác vấn đề sinh lý nói đùa. Hứa Thuần Lương lắc đầu, ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Lan trên tay phải, Bạch Lan vô ý thức nắm lại nắm đấm. Hứa Thuần Lương vươn tay bắt lấy Bạch Lan tay trái, sau đó tay trái kéo ra tay áo của nàng, Bạch Lan cũng không có trách cứ Hứa Thuần Lương đường đột cùng vô lễ, theo Hứa Thuần Lương lột khởi nàng tuyết trắng ống tay áo, thấy được nàng lấn xương hơn tuyết trước trên cánh tay, dùng băng gạc băng bó. Bạch Lan nhìn qua Hứa Thuần Lương gần từng chữ, lần này ta tin tưởng, cái mũi của ngươi so chó đều muốn linh. Hứa Thuần Lương buông tay nàng ra, lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, Lưu Hải Dư lại gọi điện thoại tới, hắn đã đến khách sạn bên ngoài, đem xe hảo báo cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương một đoán chính là vì chuyện tối ngày hôm qua, hắn chậm rãi bồi tiếp Bạch Lan cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, lúc này mới lắc lắc ung dung hướng khách sạn bãi đậu xe dưới đất đi đến. Lưu Hải Dư ngồi tại một cỗ trường thành xe tăng bên trong, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đi tới, tranh thủ thời gian hướng hắn lấp lóe đèn. Hứa Thuần Lương mở cửa xe ngồi xuống, tức giận nói, lại tìm ta làm gì? Lưu Hải Dư nói, ngươi nói thật với ta, tối hôm qua sự kiện kia thật không có quan hệ gì với ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta nói ngươi có phiền hay không? Giữa người và người có thể hay không có chút tín nhiệm? Con người của ta đứng trước thẳng, nếu như là ta làm. Ta tại sao phải gạt ngươi? Lưu Hải Dư nói, lão thái bà kia là để hơn 10 đầu rắn cùng con rơi cắn chết, có cái này bản lĩnh người cũng không nhiều. Hắn trực câu câu tiếp cận Hứa Thuần Lương hai mắt, hiển nhiên cho rằng Hứa Thuần Lương là có cái này bản lĩnh. Hứa Thuần Lương nói, trong thiên hạ có cái này bản lĩnh nhiều người, ngươi đi Xiêm La, đi Thiên Trúc, bên kia chơi rắn nhiều người.
Lưu Hải Dư lại nói, căn cứ hai tên bảo an phản ứng, lúc đương thời cái mang theo lão đầu mũ khách không mời mà đến xâm nhập bọn hắn phòng quan sát. Hứa Thuần Lương có chút muốn cười, mình chỉ muốn bất việc, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi, ban sơ chính là Lưu Hải Dư cho mình an bài một đỉnh lục sắc lão đầu mũ, khó trách người này hoài nghi đến trên người mình. Hứa Thuần Lương cũng không sợ hắn hoài nghi, dù sao hắn cũng tìm không thấy chứng cứ, lão Lưu, ta phát hiện ngươi người này càng ngày càng không có tí sức lực nào, chuyện tốt chưa hề đều không nghĩ ta, chuyện xấu đều hướng trên người của ta dọn dẹp, ngươi lại làm như vậy xuống dưới, hai ta bằng hữu đều không có làm. Hứa Thuần Lương giả ra tức giận bộ dạng, đẩy cửa xe ra muốn đi, Lưu Hải Dư mau đem hắn cho giữ chặt, đừng nóng giận a, ngươi đừng nóng giận. Hứa Thuần Lương nói, ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta đừng nóng giận. Ta đường đường một quốc gia cán bộ, tuân theo luật pháp công dân, bình thường ta liền đèn đỏ cũng dám xông, ngươi ngược lại tốt, không phải đem ta cùng người án mạng hướng một khối liên hệ, tóc cắt ngang trán dư a Lưu Hải Dư, ngươi có lực không có tí sức lực nào. Muốn nói ta làm trái pháp địa phương đó chính là biết chuyện không báo, ta không có đem ngươi xoay đưa công an cơ quan, làm gì. Bằng không ta hiện tại liền đem ngươi áp đưa qua. Làm cái trừ bảo an lương tốt thị dân. Lưu Hải Dư cười rạng rỡ, lão đệ, ngươi đừng giận ta, ta đây không phải hoài nghi ngươi, ta đây không phải cảm thấy ngươi bản lĩnh lớn nha. Hứa Thuần Lương nói, mỗi ngày trên thế giới bị ám sát người có nhiều lắm, ta bản lĩnh lớn giết người phóng hỏa sự tình liền tất cả đều là ta làm. Lưu Hải Dư nói, đừng nóng giận, đều là ta không phải, ta chính là muốn tới đây nhắc nhở ngươi một chút, hai người kia thật không đơn giản. Một cái là Mông Cổ Tháp Đan Chùa Đại Lạt Ma Khang Nhân, một cái là Miêu Cương Ngũ Thần Giáo Hộ Pháp Hoàng Thải Dược. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này Ngũ Thần Giáo chưa nghe nói qua, chẳng lẽ lại là Ngũ Độc Giáo phiên bản hiện đại. Nhíu mày một cái nói, cái này Ngũ Thần Giáo là cái gì? Lưu Hải Dư nói, người nghe nói qua xú danh chiêu lấy Ngũ Độc Tà Giáo sao? Hứa Thuần Lương cố nén một cước tướng người này đạp xuống xe đi xúc động, Ngũ Độc Giáo liền Ngũ Độc Giáo còn Ngũ Độc Tà Giáo. Lại cho mang lên trên xú danh chiêu lấy mũ, ta Ngũ Độc Thần Giáo cùng ngươi Lưu Hải Dư có cái gì thâm cừu lớn hận. Lưu Hải Dư cũng không ý thức được Hứa Thuần Lương khó chịu, hắn tiếp tục nói cái này Ngũ Thần Giáo liền là năm đó Ngũ Độc Giáo để lại dư nghiệt, bọn hắn thờ phụng con cóc, nhện, rắn, bọ cạp, con rết, cũng tướng cái này năm loại độc trùng coi là thánh vật, bọn hắn thông qua một loại phương pháp thần bí đến thao túng khống chế độc trùng, dùng bọn chúng đạt tới không thể cho ai biết mục đích. Còn lợi dụng bọn chúng nọc độc đến luyện chế độc dược, nói tóm lại đám người này là âm hiểm ác độc không có điều ác nào không làm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là từ trong võ hiệp tiểu thuyết xem ra a. Lưu Hải Dư cười cười, ta đi qua cũng nhận vì cái này Ngũ Độc Giáo chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết, nhưng về sau mới biết được bọn hắn di độc vẫn chưa quét sạch, một mực kéo dài cho tới bây giờ. Hứa Thuần Lương lười nhác cùng hắn lý luận, bất quá từ nơi này Hoàng Thải Dược biểu hiện đến xem. Hoàn toàn chính xác nắm giữ một chút Ngũ Độc Giáo thủ đoạn, nếu như đối phó người bình thường coi như bỏ qua, chỉ tiếc gặp chính mình cái này Ngũ Độc Giáo tổ tông. Hứa Thuần Lương nói, lão thái bà này đã lợi hại như vậy làm sao lại bị rắn độc cắn chết. Lưu Hải Dư nói, có lẽ là những cái kia độc trùng đột nhiên nổi điên, có lẽ là gặp một cái so với nàng cao thủ lợi hại hơn. Hứa Thuần Lương nghe ra con hàng này ngầm đâm đâm có ý riêng. Cố ý nói, có phải hay không lạt ma cùng cái này Hoàng lão thái bà có tư tình, nhất thời nghĩ quẩn tự sát. Lưu Hải Dư nói, tháp đan chùa có cái cực kỳ lợi hại tâm pháp, gọi là phản âm chú, nghe nói bọn hắn có thể lợi dụng một ít chú ngữ khống chế người tinh thần, cái này khang nhân đại lạt ma chính là trong đó một vị cao thủ. Hứa Thuần Lương nói, ý của ngươi là, người này có khống chế tâm trí người khác năng lực. Hắn dừng lại một chút, giả ra bộ dáng giật mình, chẳng lẽ thủ hạ của ngươi trước đây nhảy lầu cùng hắn có quan hệ? Lưu Hải Dư thở dài nói, ta cảm giác hẳn là dạng này, đáng tiếc hiện tại là không có chứng cứ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi qua đây chính là vì cùng ta trò chuyện những này. Ta không có hứng thú gì, cũng không giúp được ngươi cái gì. Lưu Hải Dư nói, hai người kia hiển nhiên đều bị Minh Đức tập đoàn mua chuộc đến dưới cờ, có thể thấy được Minh Đức tập đoàn tiến vào trong nước mục đích cũng không đơn giản. Hứa Thuần Lương nói, cái này còn cần ngươi nói. Hắn luôn cảm thấy tại Minh Đức tập đoàn trong chuyện này. Ban ngành liên quan quá mức tê dại, đối với Minh Đức tập đoàn loại này có ý khác ngoại lai xí nghiệp, trực tiếp đuổi đi liền là, làm gì đối bọn hắn một nhẫn lại nhẫn, để bọn hắn tại Trung Hoa đại địa gây sóng gió. Lưu Hải Dư nói, đúng rồi, liên quan tới Bạch Lan ta lại tra được một chút tư liệu. Hứa Thuần Lương nhìn qua Lưu Hải Dư, ánh mắt ít nhiều có chút xem thường,
lão Lưu con hàng này từ vừa mới bắt đầu liền cùng mình chơi tâm nhãn, hiện tại đại khái là ý thức được mình không chịu hợp tác, cho nên mới xuất ra không bỏ được hài tử bộ không đến sói cuối cùng, muốn bao nhiêu cho mình một chút chỗ tốt. Hứa Thuần Lương nói, một cái dâu riêng người, tư liệu của nàng ta đã không cần. Lưu Hải Dư trợn mắt hốc mồm, thế nhưng là... Hứa Thuần Lương nói, nàng hôm nay liền về nước. Lưu Hải Dư nuốt nước miếng một cái, có chút buồn bực, con hàng này thế mà không muốn nghe, cho nên nói, tin tức đều có thời gian hạn định tính, cần thời điểm ngươi không cho, chờ sau đó lại cho, đã không có hành tình. Hứa Thuần Lương cũng không phải là không muốn nghe, nhưng hắn càng là biểu lộ ra muốn nghe, Lưu Hải Dư 8-9 phần 10 muốn thừa nước đục thả câu, càng là không quan trọng, Lưu Hải Dư ngược lại càng nghĩ nói ra. Lưu Hải Dư suy nghĩ mình bây giờ lại nói chẳng phải là có chút phạm tiện, hắn do dự một chút, rốt cục vẫn là nhắc nhở Hứa Thuần Lương, ngươi vẫn là cẩn thận nàng là Nhạc Tinh tổng giám đốc Lý Bình Tinh nghĩa nữ, đúng, Minh Đức tập đoàn tổng giám đốc Hoàng Hữu Long là Lý Bình Tinh con rể. Đêm đó Hứa Thuần Lương tiến về Cao Tân Duyệt trong nhà ăn cơm, kỳ thật ăn cơm chỉ là phụ, chủ yếu là đi cùng Cao Tân Hoa gặp mặt một lần. Dựa theo dĩ vãng thói quen, Hứa Thuần Lương không rảnh tay, ôm hai bình Trần Thiên Phàm đưa cho hắn đánh giá rượu đi qua. Đến Cao Tân Duyệt nhà, Cao Hoành Đường hai người đều tại trong phòng bếp làm đồ ăn đâu, Cao Hiểu Bạch trong phòng cho biểu đệ Vương Mại Đằng học bổ túc bài tập. Nghe nói khách nhân tới, đã sớm không muốn học tập Vương Mại Đằng tranh thủ thời gian từ trong phòng vọt ra, nhìn thấy Hứa Thuần Lương phá lệ thân, đại ca ca ngài đã tới, ta nhưng nhớ ngươi, tỷ ta cũng có thể nhớ ngươi. Cao Hiểu Bạch mắng, người đứa nhỏ này làm sao nói bất quá đầu óc. Chơi ta sự tình gì? Cao Tân Duyệt nói, tiểu Hứa, ngươi chớ để ý a, tiểu tử này chính là đãi, cha hắn vừa đi Nguy Sơn Đảo, ta một người thật sự là quản không tới. Vương Phương Điền đi Nguy Sơn Đảo công việc vẫn là bởi vì Hứa Thuần Lương dẫn tiến, chủ yếu là lúc ấy hắn nhàn rỗi ở nhà, Hứa Thuần Lương cảm thấy hắn có một thân bản lĩnh không chỗ thi triển, cho nên mới nhiệt tâm tương trợ, không nghĩ tới Vương Phương Điền đi về sau, thật tìm được đất dụng võ. Cao Tân Duyệt vừa mới bắt đầu còn có chút không nỡ trượng phu, nhưng về sau cũng nghĩ thông, nếu để cho trượng phu trong nhà làm cái gia đình phụ nam, hắn khẳng định không có cam lòng, vẫn là thừa dịp còn trẻ để hắn ra ngoài xông vào một lần. Bọn hắn trong nhà kinh tế tình huống cũng không dư giả, gặp phải sinh hoạt áp lực cũng rất lớn. Vương Phương Điền đi Nguy Sơn Đảo về sau, thu nhập tăng lên trên diện rộng, hiện tại cặp vợ chồng đã kế hoạch đổi căn phòng lớn. Cao Hoành Đường từ trong phòng bếp đi ra, hắn có trận không có gặp Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Cao ra ra, đem mang tới rượu đưa cho hắn. Cao Hoành Đường nói, người đứa nhỏ này, mỗi lần tới đều mang rượu tới, cùng ta liền đừng có khách khí như vậy. Hứa Thuần Lương nói, bằng hữu tặng, lấy ra cho ngài nếm thử. Cao Hoành Đường để Cao Hiểu Bạch nâng cốc thả, buổi tối rượu hắn chuẩn bị xong, Cao Hoành Đường nói, hai ngày trước liền nghe Hiểu Bạch nói ngươi đến kinh thành, ngươi cũng thế, tới không tới nơi tới trốn bên trong ngồi một chút. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đây không phải tới nha. Cao Tân Duyệt nói, cha, tiểu Hứa có chuyện đứng đắn làm, người coi người ta cả ngày giống người một dạng nhàn rỗi. Cao Hoành Đường nói, người nói gì vậy? Ta nhàn rỗi sao, mỗi ngày mua thức ăn nấu cơm, còn phải tiếp bước vọt lên hạ học, người nếu là nhìn ta chướng mắt, ta đến mai liền về Đông Châu. Cao Tân Duyệt nói, nhìn xem, nói không hai câu liền tức giận, tiểu Hứa ngươi giúp ta hảo hảo khuyên nhủ. Cao Tân Hoa bưng đồ ăn ra, cha đây là nhớ nhà, nguyên bản nói ngày mồng 1 tháng 5 về Đông Châu, nhưng Phương Điền bên kia tăng ca, hắn không thể trở về đến, cho nên cha trở về kế hoạch cũng ngâm nước nóng, cha, ta đây không phải chuyên đến nhìn ngài. Cao Hoành Đường nói, ngươi không phải nhìn ta, ngươi là tới thăm ngươi bảo bối khuê nữ. Mấy người đều vui vẻ, Cao Tân Duyệt nói, thật sự là càng già tâm nhãn càng nhỏ. Hứa Thuần Lương nói, Cao gia gia tâm nhãn cũng không nhỏ. Theo ta thấy hắn là nghĩ bạn cũ, muốn trở về cùng gia gia của ta giết mấy bàn cờ. Cao Hoành Đường vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai, ý là vẫn là tiểu tử này hiểu ta. Cao Tân Duyệt nói, cha, nếu thật là dạng này người hai ngày nữa liền cùng ta ca cùng một chỗ trở về, bên này ta một người có thể làm. Cao Hoành Đường nói, một mình ngươi lại đi làm lại mang hài tử vậy làm sao giải quyết được, ta lúc đầu liền khuyên các ngươi về Đông Châu đi làm việc, kinh thành có cái gì tốt. Nhiều người giá phòng quý, vật giá cao, căn bản chưa nói tới sinh hoạt chất lượng, cả ngày thần kinh đều căng thẳng, chính các ngươi không mệt ta đều thay các ngươi mệt mỏi hoảng. Cao Tân Duyệt nói, cha, người không thể chỉ nhìn không mặt tốt, chỉ ít từ con cái có thể có được giáo dục tài nguyên tới nói liền không giống.
Cao Hoành Đường chỉ vào Tôn Nữ nói, Hiểu Bạch cũng là Đông Châu bên trên học, còn không phải như vậy thi đậu thủy mộc. Hắn dù sao không tin ngoại tôn Vương Mại Đằng có thể thi đậu thủy mộc, liền tiểu tử này học tập sức mạnh, có thể thi đậu cái một bản cũng khó khăn. Cao Hoành Đường cho rằng nữ nhi tất cả đều là lý do, khả năng chính nàng cũng hối hận ở lại kinh thành quyết định, nhưng là muốn mạnh như nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Cao Tân Duyệt không muốn cùng phụ thân đối với chuyện này tiếp tục nghiên cứu thảo luận xuống dưới, để mấy người bọn hắn mau tới bàn, những chuyện khác nàng tới đón. Cao Hoành Đường chào hỏi Hứa Thuần Lương ngồi xuống, Cao Tân Hoa cũng chen Hứa Thuần Lương bên người ngồi, Hứa Thuần Lương đem trên bàn kia bình kiếm Nam Xuân cho mở, giúp bọn hắn hai người rót. Cao Hoành Đường nói, sao có thể để khách nhân ngược lại rượu, Hiểu Bạch ngươi đến ngược lại. Cao Hiểu Bạch đáp ứng, đem bình rượu từ Hứa Thuần Lương trong tay lấy tới. Cao Tân Hoa nói, Thuần Lương a, lần này ngươi đến kinh nhưng có thời gian không ngắn. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, phụng mệnh học tập kinh thành văn lữ, thuận tiện truy cập tập trung huấn luyện khóa. Hắn cũng không muốn giải thích phía sau nguyên nhân chân chính. Cao Hoành Đường nói, người trẻ tuổi ra ngoài nhiều học tập là chuyện tốt, đến, uống rượu. Mấy người cạn một chén rượu Cao Hiểu Bạch cho bọn hắn rót đầy, nàng rót rượu nghiệp vụ rõ ràng không thuần thục, vậy không ít ra, Hứa Thuần Lương nhìn bất quá, lại đem bình rượu muốn đi qua. Cao Tân Hoa nói, người đến kinh thành trong khoảng thời gian này, Đông Châu đồ nướng khiến cho là khí thế ngất trời, ta có tốt nhiều năm không gặp qua Đông Châu náo nhiệt như vậy, ta nghe nói Đông Châu ngày mồng 1 tháng 5 du lịch thu nhập sáng chế lịch sử mới cao giống như lần này tại trong tỉnh thành thị bên trong đều đứng vào 5 vị trí đầu. Cao Hoành Đường nói, cái này đầy đủ chứng minh Thuần Lương là cái phúc tướng, đến đâu mà liền vượng đến đâu. Cao Tân Hoa nói, người khoan hãy nói, Thuần Lương thật là có bản sự này. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, người quá đề cao ta. Đông Châu văn lữ sở dĩ có thể lấy được tiến bộ lớn như vậy hoàn toàn là bởi vì lãnh đạo biết cách chỉ đạo. Cao Tân Hoa cười ha hả, tiểu tử ngươi hiện tại giác ngộ có tăng lên a, hiểu được khiêm tốn điệu thấp. Hứa Thuần Lương nói, ta vẫn luôn rất điệu thấp a. Cao Hoành Đường nói, ta cũng cảm thấy Thuần Lương rất thấp giọng, hiện tại ưu tú như vậy người trẻ tuổi cũng không nhiều. Hắn nói câu nói này thời điểm nhìn xem Tôn Nữ Cao Hiểu Bạch. Cao Hiểu Bạch đương nhiên biết rõ ra ra là cố ý nói cho mình nghe, đi qua chỉ là phụ thân thích Hứa Thuần Lương, nghĩ đem bọn hắn túm hợp lại cùng nhau, hiện tại ra ra cũng thích hắn, nhắc tới cái Hứa Thuần Lương thu mua lòng người bản lĩnh cũng không thấp, Cao Hiểu Bạch nghĩ đến mình đối với hắn ấn tượng cũng phát mọc dễ bản tính biến hóa. Cao Tân Hoa hiện tại ngược lại đã không còn yêu cầu xa vời có thể thúc đẩy nữ nhi cùng Hứa Thuần Lương ở cùng một chỗ, dù sao Hứa Thuần Lương đã có Mai Như Tuyết, vô luận là gia thế vẫn là tài mạo. Nữ nhi đều không cạnh tranh được Mai Như Tuyết, huống chi Hứa Thuần Lương thích cái kia là Mai Như Tuyết. Cao Tân Hoa nói, Thuần Lương hoàn toàn chính xác rất ưu tú, nhưng càng là ưu tú càng là phải hiểu được điệu thấp, dù sao cây cao chịu gió lớn. Cao Hoành Đường nói, chân chính nhân tài ưu tú không sợ cái gì oai phong tà khí. Cao Hiểu Bạch cười nói, ta đã lớn như vậy đều không có thấy các ngươi như thế khen qua ta. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm giác hai vị trưởng bối ngay tại liên thủ nâng giết. Tâm tình bây giờ là kinh sợ. Cao Tân Hoa cười nói, kinh sợ là được rồi. Hứa Thuần Lương lại kính hắn một chén rượu. Cao Tân Hoa nói, đúng rồi, Kiều Như Long đã xuất viện. Hứa Thuần Lương nghe vậy khẽ giật mình, nhanh như vậy. Hắn vốn cho rằng Kiều Như Long muốn tại nằm bệnh viện đủ một tháng đâu. Cao Tân Hoa nói, rời đi phòng cô lập về sau không có hai ngày liền xuất viện, nghe nói là hắn chính mình ý tứ, làm sao? Ngươi không biết. Hứa Thuần Lương lắc đầu, chuyện này Kiều gia không có cùng mình chào hỏi, liền Mai Như Tuyết cũng không có nói với hắn. Cao Tân Hoa nói, Thư Viễn Hàng vốn là muốn cho hắn ở thêm mấy cái tuần lễ lại xuất viện, nhưng hắn kiên trì rời đi, xuất viện cùng ngày ta gặp qua hắn, cảm giác trạng thái tinh thần của hắn rất tốt, liền Thư Viễn Hàng đều nói như hắn cái này dạng khôi phục tốc độ đơn giản chính là một cái kỳ tích. Thuần Lương, ngươi có phải hay không cho hắn cái gì tổ truyền bí phương? Hứa Thuần Lương nói, ta điểm này công phu mèo quào làm sao dám dùng ở trên người hắn, vạn nhất có chuyện bất chắc, ta nhưng đảm đương không nổi trách nhiệm kia. Cao Tân Hoa nói, hắn phi thường cảm kích Triệu Phi Dương, nghe nói còn nhận Triệu Phi Dương nhi tử làm con nuôi. Hứa Thuần Lương nhíu mày, hắn biết trái tim cung cấp thể là ai. Cao Tân Hoa nói, cũng không phải bí mật gì, tại hắn nằm viện trong lúc đó, Triệu Phi Dương cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi thăm viếng, cũng không chê mặc cách ly phục phiền phức, người này a. Luôn miệng nói không muốn người khác biết là hắn thê tử cung cấp trái tim, nhưng bây giờ cơ hồ toàn thế giới đều biết, ta cũng hoài nghi là hắn chính miệng nói cho Kiều Như Long.
Nói lên Triệu Phi Dương, Cao Tân Hoa có vẻ hơi xem thường, hắn càng ngày càng phát hiện mình cùng Triệu Phi Dương tam quan không hợp. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Phi Dương cho hắn nhân tình này hoàn toàn chính xác đủ lớn, nói cho hắn lần thứ hai sinh mệnh đều không đủ, Kiều Như Long cảm tạ Triệu Phi Dương cũng là nên. Cao Tân Hoa nói, ta rõ ràng có thể cảm giác được Triệu Phi Dương biến hóa, hắn hiện tại đối mặt Hoa Niên tập đoàn cường thế rất nhiều, Hoa Niên tập đoàn trước đây giữ lại khoản tiền kia, lui một nửa cho Trường Hưng, Đường Kinh Luân gần nhất một đoạn thời gian đều tại Đông Châu, cũng từng tham gia mấy lần Trường Hưng nội bộ hội nghị. Nhưng Triệu Phi Dương căn bản không nể mặt hắn. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Phi Dương thật tướng Kiều Như Long trở thành chỗ dựa. Liền Kiều Như Long trước mắt tình huống thân thể, coi như hắn nghĩ cũng chưa chắc có thể cho Triệu Phi Dương chỗ dựa. Lại hoặc là Bùi Lâm chết để Triệu Phi Dương tính tình đại biến, hoàn toàn thay đổi cách đối nhân xử thế thái độ. Đoán chừng cái sau khả năng lớn hơn một chút. Cao Tân Hoa nói, vô luận Triệu Phi Dương làm sao biến. Ta chỉ hy vọng hắn không nên đem tinh lực đặt ở cùng anh em nhà họ Đường đấu tranh bên trên, chỉ cần hắn nguyện ý bình tĩnh lại, chân thật đem Trường Hưng làm tốt, chúng ta toàn thể y vụ nhân viên vẫn là ủng hộ hắn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thực sự tin tưởng Triệu Phi Dương sẽ vì Trường Hưng suy nghĩ. Cao Tân Hoa đưa tay đi sờ thuốc, lại bị phụ thân đoạt trước một bước đem hộp thuốc lá cho lấy ra, muốn rút ra ngoài rút, nơi này có tiểu hài tử. Cao Tân Hoa có chút bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy. Ta cùng Thuần Lương đi ra ngoài hút điếu thuốc. Hứa Thuần Lương biết hắn còn có lời muốn đơn độc cùng chính mình nói, hai người ra đến bên ngoài liền hành lang, Cao Tân Hoa lần nữa lấy ra thuốc lá, Hứa Thuần Lương giúp hắn đốt. Cao Tân Hoa nói, ta có loại dự cảm bất tường, Bùi Lâm chết đối Triệu Phi Dương đả kích rất lớn, hắn đối anh em nhà họ Đường không chỉ là bất mãn, quả thực là cừu hận. Hứa Thuần Lương nói, hắn làm việc nên vẫn là có chừng mực. Đoán chừng là trong thời gian ngắn trên tâm lý điều chỉnh không đến. Cao Tân Hoa lắc đầu, người vẫn là không hiểu rõ hắn, Triệu Phi Dương người này dã tâm vẫn luôn rất lớn, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không rõ ràng mình muốn cái gì, cho nên làm việc thường xuyên đung đưa trái phải, trước sau mâu thuẫn, một khi hắn minh xác mục tiêu, hắn có lẽ sẽ bộc phát ra năng lượng rất lớn. Hứa Thuần Lương xem thấu Cao Tân Hoa đang lo lắng cái gì. Hắn là đang lo lắng Triệu Phi Dương điên cuồng lên sẽ cầm toàn bộ Trường Hưng đương tiền đặt cược. Hứa Thuần Lương đối Triệu Phi Dương trên thân phát sinh loại biến hóa nào cũng không phải là quá quan tâm, dù sao hắn đã rời đi Trường Hưng, cũng không có đem hắn đương thành bằng hữu chân chính, chỉ là hắn nhân sinh đang đi đường một cái khách qua đường thôi. Muốn nói đồng tình nhiều ít vẫn còn có chút, Triệu Phi Dương thời vận không đủ, từ khi hắn một tay thúc đẩy Trường Hưng công tư hợp doanh, liên tiếp bi kịch liền vây quanh hắn phát sinh. Tuần tự đã mất đi phụ thân cùng thê tử, đương nhiên cái này cùng hắn tự thân làm việc thủ đoạn cũng có nhất định quan hệ. Mà Cao Tân Hoa lại khác biệt, thân là Trường Hưng bệnh viện bí thư hắn tự nhiên kỳ vọng bệnh viện có thể thịnh vượng phát đạt, chí ít đừng ở hắn nhiệm kỳ bên trong suy sụp xuống. Trường Hưng bệnh viện quan hệ đến hơn 2.000 tên công nhân viên chức sinh mà tính, hơn phân nửa người hay là muốn trông cậy vào bệnh viện nuôi gia đình. Nhưng mà hắn chỉ là phụ trách đảng quần công việc, đối bệnh viện cụ thể nghiệp vụ không có quyền nhúng tay. Triệu Phi Dương nhất cử nhất động hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn chỉ có thể đưa ra đề nghị, đưa đến giám sát tác dụng. Hắn nhìn thấy Bùi Lâm sau khi chết Triệu Phi Dương công việc phong cách phát sinh biến hóa rõ ràng, cũng nghe nói một chút phong thanh, Hoa Niên Tổng Giám đốc Đường Kinh Luân cố ý đổi tướng. Đã ủy nhiệm Phùng Trung Á tiến về Đông Châu tiếp nhận Hoa Niên lớn kiện khang nghiệp vụ, mặc dù không có nói rõ để hắn đến ngăn được Triệu Phi Dương, nhưng là đổi tướng ý đồ đã tương đương rõ ràng. Sau đó chắc chắn đứng trước song phương mâu thuẫn kích thích, vô luận song phương ai lấy được thắng lợi, đối Trường Hưng tới nói cũng sẽ không là chuyện tốt, nguyên bản vận mệnh nhiều thăng trầm Trường Hưng bệnh viện lại đem tao ngộ một trường hạo kiếp. Hứa Thuần Lương có thể lý giải Cao Tân Hoa tâm tình, nhưng là đối Trường Hưng vận mệnh hắn cũng lực bất tòng tâm, rời đi chính là rời đi, tổng không tốt quay đầu đi nhúng tay chuyện của người ta. Cao Tân Hoa nói cho hắn nghe cũng không để cho hắn nhúng tay ý tứ, chẳng qua là tìm người thổ lộ hết một chút. Hắn cái này bí thư cũng không tốt làm. Hiện ở trong viện lòng người thấp thỏm, từ khi công tư hợp doanh về sau, không ngừng xuất hiện cốt cán dẫn ra ngoài vấn đề. Cao Tân Hoa hàn huyên một hồi Trường Hưng sự tình, lời nói xoay chuyển lại về tới Đông Châu đồ nướng trên thành. Trường Hưng bệnh viện mặc dù không thuộc về Văn Lữ hệ thống, nhưng là Đông Châu đồ nướng tiết chiều sâu người tham dự, phụ trách là đồ nướng tiết cung cấp chữa bệnh cấp cứu phục vụ, tại Đông Châu đồ nướng thành còn phân phối chữa bệnh phục vụ điểm. Cao Tân Hoa đã từng đi qua hiện trường không phải là vì ăn đồ nướng, mà là đã đi qua thăm hỏi tiến về trợ giúp nhân viên y tế.
Cao Tân Hoa cho rằng đồ nướng thành tồn tại rất lớn lo lắng âm thầm, vấn đề trị an nhất dễ giải quyết, chỉ cần bố trí đầy đủ cảnh lực, trị an phong hiểm ngay tại khả khống bên trong, nhưng là vấn đề lớn nhất tại những này thương hộ, dính đến thương gia thực sự quá nhiều, bất kỳ cái gì một cái khâu xảy ra chuyện, đều có thể sẽ khiến một loạt phản ứng dây chuyền. Trước đây làm đến sôi sùng sục lên xe taxi làm thịt khách sự tình thiếu chút nữa hủy Đông Châu đồ nướng tiền đồ. Cao Tân Hoa chỉ đi một lần Đông Châu đồ nướng thành, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không đi lần thứ hai, mặt ngoài nhìn quy mô hùng vĩ, thương gia đầy nhiệt tình, thế nhưng là nhiệt tình của bọn hắn đi qua công thức hóa, phục vụ quá hình thức hóa, nguyên bản mỗi người đều mang đặc sắc Đông Châu đồ nướng, bị quan phương hành vi tụ lại tại cùng một khối sân bãi, đầu tiên đánh mất chính là vốn có đặc sắc. Mặc dù quan phương hết sức đem đồ nướng thành đóng gói đều nhịp, vô cùng náo nhiệt. Vì tô đậm bầu không khí còn ở trung tâm trên đất trống dựng lên sân khấu, mời muôn hình muôn vẻ ca sĩ trợ trận, nhưng là vẫn che giấu không nội dung đơn nhất. Cao Tân Hoa tại thể chế bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm, nhìn thấy tình trạng như vậy cũng không phải lần đầu tiên, nhớ kỹ hơn 20 năm trước, Đông Châu một vị nào đó bí thư vung tay lên, khiển trách từ hơn 20 ức Đông Châu văn hóa thành, khai trương náo nhiệt nửa năm sau, lập tức liền trở nên trước cửa vắng vẻ người hiếm, hiện tại ngoại trừ mấy cái không chết không sống thương gia, cái nào còn có chút nào nhân khí. Vị kia bí thư tại văn hóa thành khai trương về sau nửa năm đi trong tỉnh, cho tới bây giờ Đông Châu dân chúng nhắc lên hắn còn nhìn không được đầy bụng lời oán giận. Cao Tân Hoa mặc dù không đồng ý vị này lão bí thư sở tác sở vi, nhưng là hắn cho rằng thể chế bên trong loại hiện tượng này là nhìn mãi quen mắt, cũng là không thể tránh khỏi, thể chế bên trong người có thể không vì năm đấu gạo khom lưng, nhưng là nếu như là chiến tích đâu. Chiến tích liền mang ý nghĩa người có khả năng thu hoạch được càng lớn quyền lực, nếu như người muốn thu hoạch được quyền lực, liền đầu tiên phải học được hướng quyền lực cúi đầu. Cao Tân Hoa cho rằng Hứa Thuần Lương lần này nghỉ ngơi cùng Đông Châu đồ nướng thành hạng mục có quan hệ, mặc dù Đông Châu đồ nướng cây đuốc thứ nhất là Hứa Thuần Lương bốc cháy, nhưng là hiện tại tất cả mọi người thấy được chiến tích, một khi có chiến tích liền sẽ dẫn tới hái quả người, ai vị trí càng cao, ai hái đến quả lẽ ra càng lớn, lấy Hứa Thuần Lương trước mắt cấp bậc, cũng chỉ có thể cho người khác làm cái thang, nếu như ngươi không chịu, như vậy ngươi tốt nhất đừng chiếm lấy vị trí có lợi, để nguyện ý làm cái thang người tới. Cao Tân Hoa nói, ngươi nói thật với ta, chính gặp ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, đồ nướng thành khai trương thời điểm, ngươi cái này văn lữ cục cốt cán phần tử vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này rời đi. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Cao Thúc, ta lưu tại Đông Châu cũng không giúp đỡ được cái gì, còn không bằng đến kinh thành học tập một chút tiên tiến kinh nghiệm, đây cũng là trong cục ý tứ. Cao Tân Hoa nói, người đi lần này, chiến tích đều là người ta. Hứa Thuần Lương nói, phiền phức cũng là người ta. Cao Tân Hoa lắc đầu nói, người nói cũng không tính, ta nhưng nghe nói văn lữ trong cục bộ phận thành hai phái, ngươi cùng Phạm Lý Đạt là phó quốc dân một phái, mặt khác một phái là văn hóa cục và văn vật cục lão nhân, bọn hắn nhưng không quen nhìn các ngươi dạng này làm, phàn nàn nói Đông Châu văn hóa lúc nào biến thành đồ nướng, đừng nhìn các ngươi hiện tại làm cho náo nhiệt một chút náo. Thế nhưng là khuyết thiếu văn hóa nội tình khẳng định không cách nào lâu dài, lần này ngày lễ quốc tế lao động ngày ở giữa. Đông Châu du lịch kiếm lời nhân khí nhưng là mất phong cách. Cao Tân Hoa mặc dù không có để danh Hứa Thuần Lương cũng biết hắn nói đúng Lý Ngọc Sơn cùng Tiếu Đông, kỳ thật lấy bọn hắn cầm đầu những người này xem thường Đông Châu văn lữ dơ cao đồ nướng đại kỳ cũng là không thể bình thường hơn được, dù sao đều là người làm công tác văn hóa xuất thân, theo bọn hắn nghĩ, văn lữ công việc muốn đột xuất văn hóa. Đồ nướng có cái gì văn hóa? Cả ngày khắp nơi tuyên dương Đông Châu là đồ nướng nơi phát nguyên, nhưng nếu như chân chính hiểu lịch sử người vừa nhìn liền biết có chút rắt mạnh, là lòe người. Hứa Thuần Lương nói, ngài là lo lắng vạn nhất Đông Châu đồ nướng không kết quả, ta sẽ gánh chịu liên quan trách nhiệm. Cao Tân Hoa nói, chỗ nào đều là giống nhau có chiến tích thời điểm, như ong vỡ tổ hướng phía trước ủng, xảy ra vấn đề mau đem thủ hạ hướng phía trước đẩy. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc. Người đối Đông Châu đồ nướng có chút không coi trọng a. Cao Tân Hoa nói, thủy triều thối lui mới biết ai tại lõa lặn, ta đương nhiên hy vọng Đông Châu đồ nướng có thể tiếp tục náo nhiệt xuống dưới, nhưng là đây không có khả năng, mà lại từ khi Đông Châu đồ nướng lửa sau khi thức dậy, trong thành phố cũng buông lỏng đối đồ nướng quản lý, hiện tại quán đồ nướng như măng mọc sau mưa xuất hiện, Đông Châu người địa phương là chi không chống được nhiều như vậy quán đồ nướng, khẳng định phải dựa vào ngoại lai du khách. Nhưng ngoại lai du khách mới mẻ độ có thể tiếp tục bao lâu? Một khi bọn hắn chán ăn Đông Châu đồ nướng, lại hoặc là phát hiện Đông Châu đồ nướng cũng chính là như vậy chuyện, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì?
Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ý của ngài là để cho ta rời xa đây là không phải vòng. Cao Tân Hoa nói, nên xử lý như thế nào chính ngươi suy nghĩ, dù sao ta chính là cảm thấy có chút là lạ. Cao Tân Hoa dự cảm rất nhanh liền bị ứng nghiệm, ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ vừa qua khỏi, trong nước chứ danh đánh người giả Vương Thiết Quân ra công khai hướng Đông Châu đồ nướng nổi lên, hắn nhắm chuẩn phải là Đông Châu đồ nướng sử dụng sắt ký. Trải qua kiểm tra xác nhận Đông Châu đồ nướng thành đa số thương gia sử dụng sắt thiêm tồn tại kim loại nặng vượt chỉ tiêu hiện tượng, không phù hợp thực phẩm an toàn tiêu chuẩn. Đưa ra kiểm tra báo cáo biểu hiện, không phù hợp GB4806-9-2016 dỉ thép tương ứng kỹ thuật yêu cầu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, thực phẩm vệ sinh cùng dân chúng thân thể khỏe mạnh cùng một nhịp thở, cùng lúc đó, liên quan tới Đông Châu đồ nướng nguyên liệu nấu ăn mới mẻ độ. Thực phẩm bản thân là không phù hợp tương quan tiêu chuẩn, chờ một loạt hỏi đề lần lượt bị dọn lên mặt bàn. Đây là xe taxi làm thịt khách về sau văn lữ cục chỗ đứng trước đến trận thứ hai nguy cơ, mà lại từ lần này mặt trái tin tức bộc phát tập trung tính đến xem, những người này nổi lên hẳn là có chuẩn bị. Vương Thiết Quân người này từ đầu đến cuối sinh động đang đánh giả tuyến đầu, người này đánh giả đã không phải là vì công lý cũng không phải là vì chính nghĩa, càng không phải là vì dân chúng thân thể khỏe mạnh. Hắn mục đích chỉ có một cái, tác bồi. Phó quốc dân nghe nói bị Vương Thiết Quân để mắt tới về sau, lập tức liền hoảng hồn, hắn một phương diện phái người đi tìm hiểu, Vương Thiết Quân phản ứng được vấn đề có phải hay không xác thực. Nếu quả thật tồn tại loại này tình trạng, vậy sẽ phải lập tức chỉnh đốn và cải cách, dân chúng thực phẩm vệ sinh không phải vấn đề nhỏ. Sắt thiêm vấn đề còn không có giải quyết, lại bị vạch trần có bộ phận thương gia tại đồ nướng gia vị bên trong vi quy sử dụng quả ớt tinh vấn đề. Lần này vạch trần Đông Châu đồ nướng tồn đang vấn đề chính là ương thị, Đông Châu đồ nướng quá lửa, cho nên liền ương thị lực chú ý đều hấp dẫn tới, ương thị có cái tập trung chuyên mục, đặc biệt nhằm vào trên xã hội nóng chút vấn đề, Đông Châu người làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn đồ nướng sẽ lấy phương thức như vậy bên trên ương thị. Lúc đầu văn lữ cục liên hệ nhân gian một chuỗi tiết mục tổ, ngay tại Đông Châu quay chụp bên trong, cái này không đợi mở rộng tiết mục đập xong, vạch trần vấn đề tới trước. Tập trung chuyên mục tổ khẳng định không phải Đông Châu phương diện mời đi qua, người ta tiết mục làm được phi thường đúng chỗ, xâm nhập đầu đường cuối ngõ, chui vào đồ nướng thành, vạch trần không tốt thương gia sử dụng quả ớt tinh, cái này cùng Vương Thiết Quân thủ pháp không có sai biệt, đều là trước siêu tập chứng cứ, chờ đến kết quả kiểm tra ra, lại công khai tuyên bố, có lý có cứ, không dung cãi lại. Mà lại tập trung chuyên mục tổ còn đập thu hút tới một chút để cho người ta buồn nôn tràng diện. Có thương gia thanh tẩy sắt ký trực tiếp dùng cây thì là phấn làm xoa. Đông Châu ban lãnh đạo nhằm vào lần này tình trạng tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp, Chu thư ký tại trong hội nghị nổi trận lôi đình, càng là cường điệu thực phẩm vệ sinh vấn đề, càng là ở phương diện này xảy ra sai sót, hiện tại tốt, ương thị vừa báo đạo, nhân dân cả nước đều biết bây giờ muốn đi dập lửa cũng không kịp. Mặc dù Chu thư ký không có điểm tên phê bình Cảnh Văn Tuấn, nhưng là Cảnh Văn Tuấn cũng huyên náo đầy bụi đất. Hắn đang chuẩn bị đứng ra nói hai câu, chính là bởi vì lo lắng xuất hiện tương quan vấn đề, cho nên mới kiến thiết Đông Châu đồ nướng thành tiến hành thống nhất quản lý, nhưng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, dù ai cũng không cách nào đảm bảo mỗi cái thương gia đều tuân thủ luật pháp, tất cả mọi người không xảy ra vấn đề. Dùng nhà ruột còn gặp mưa để hình dung Đông Châu văn lữ hiện tại tình trạng không có chút nào quá đáng. Chu thư ký mở xong cái này khẩn cấp bạn công hội về sau. Cảnh Văn Tuấn ngay lập tức đem hội nghị bên trong tổng kết ra mấy vấn đề lớn đối các cấp bộ môn tiến hành chỉ thị, yêu cầu bọn hắn mau chóng nghĩ lại trong công việc tồn tại vấn đề, mau chóng nhanh chóng giải quyết tất cả vấn đề, có thể cải chính lập tức sửa lại, đối với đã từng xảy ra tạo thành hậu quả nghiêm trọng sự tình nhất định phải nghiêm túc truy trách. Cảnh Văn Tuấn cường điệu phê bình văn lữ cục một ít đồng chí, vì cái gọi là chiến tích, buông lỏng cảnh giác, thậm chí có chút nguyên tắc tính vấn đề đều có chỗ buông lỏng, thân là một quốc gia cán bộ, không thể học xã hội lên mạng đỏ kinh tế bộ kia, muốn nhất định phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh, vô luận là phát triển kinh tế vẫn là văn lữ phát triển, đều muốn tuân theo khách quan phát triển quy luật, bước đầu tiên muốn làm chắc cơ sở, không có khả năng ăn một miếng ra cái mập mạp. Cảnh Văn Tuấn chỉ kém không có chỉ mặt gọi tên phê bình Phó Quốc Dân. Phó Quốc Dân trong lòng cái này uất ức a hắn thừa nhận gần nhất vấn đề xuất hiện đều cùng Đông Châu đồ nướng có quan hệ, nhưng là việc này cũng không thể toàn do ta. Đông Châu đồ nướng thành không phải liền là ngươi Cảnh Văn Tuấn đề nghị, nhưng là Cảnh Văn Tuấn giảo hoạt chỗ tại hắn không phải người đề xuất, người đề xuất là Phó Quốc Dân, thay lời khác tới nói, Cảnh Văn Tuấn đang kiến thiết Đông Châu đồ nướng thành quá trình bên trong chỉ là một cái người ủng hộ,
người ta đều có thể nói bị phó quốc dân vẽ bánh gato cho che đậy. Muốn gánh chịu tương quan giám sát trách nhiệm. Ra nhiều chuyện như vậy, khẳng định phải có người cõng nồi, phó quốc dân thân là văn lữ cục trưởng đứng mũi chịu sào, văn lữ trong cục bộ một đám người an an tin tức, tỉ như Lý Ngọc Sơn cùng Tiếu Đông, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền phản đối làm cái gì đồ nướng thành, chủ đánh cái gì đồ nướng văn hóa, hiện tại chứng minh ánh mắt của bọn hắn là chính xác. Phạm Lý Đạt đối với chuyện này biểu hiện ra vốn có đảm đương, hắn tự mình hướng phó quốc dân biểu thị, không được liền tự mình đến khiêng đi, cùng lắm thì mình trả về Nguy Sơn đảo thủ hồ đi, phát sinh nhiều như vậy vấn đề, nếu như văn lữ cục không ra tới một người nhận gánh trách nhiệm tại lãnh đạo bên kia cũng bàn giao không đi qua, an bài cộng tác viên gánh trách nhiệm lại quá qua loa. Phó quốc dân để Phạm Lý Đạt không cần lo lắng, chuyện này ảnh hưởng còn không có chuyển biến xấu đến loại trình độ đó. Cái này không chỉ là phó quốc dân cho Phạm Lý Đạt giải sầu, còn có một cái tầng sâu nguyên nhân chính là Phạm Lý Đạt cũng chống không nổi. Ương thị tập trung chuyên mục tổ đều báo cáo, ảnh hưởng này còn chưa đủ lớn. Tiết mục một khi truyền ra, Đông Châu đồ nướng từ thật là thơm lập tức biến thành qua phố con chuột người người kêu đánh. Đông Châu đồ nướng nhiệt độ là mắt trần có thể thấy hạ xuống, đầu đường cuối ngõ quán đồ nướng trước mắt nhận xung kích có hạn, dù sao có bản địa người tiêu dùng để chống đỡ. Thụ ảnh hưởng lớn nhất chính là Đông Châu đồ nướng thành, từ ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc đó tiếng người huyên náo đến bây giờ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim chẳng qua là ngắn ngủi một tuần thời gian, đã có thương gia chuẩn bị rút lui trận, từ thiên đường đến địa ngục cái này chênh lệch quá lớn, phát sinh cũng quá nhanh. Làm cho không người nào có thể tiếp thụ. Không ít người cũng bắt đầu mắng văn lữ cục, mắng phó quốc dân, mắng bọn hắn lớn làm bệnh hình thức. Phó quốc dân ý thức được mình khả năng tránh không khỏi một kiếp này. Bây giờ kế sách là trước giải quyết gặp phải vấn đề, đoán chừng thượng cấp đối với mình xử lý quyết định rất nhanh liền xuống tới, cảnh văn tuấn thái độ làm cho hắn ý thức đến, lần này Đông Châu đổ nướng thành nồi khẳng định phải chụp trên người mình. Hứa Thuần Lương đi ra ngoài hơn nửa tháng, lần nữa trở lại Đông Châu có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đông Châu đường sắt cao tốc đứng đã không có hồi trước biển người phun trào, ngựa xe như nước cảnh tượng. Dân gian tự phát tổ chức cười nghênh tám phương khách đội xe cùng dẫn đạo chuyên khu cũng đã rút lui trận, tăng thêm cùng ngày không phải ngày nghỉ lễ, đến Đông Châu khách nhân cũng không nhiều, vừa vặn lại bắt đầu mưa, có vẻ hơi thê lãnh. Trời mưa chỗ tốt lớn nhất có thể tịnh hóa không khí, huyên náo nhiều ngày Đông Châu cũng bị trận mưa này rửa đi tích lũy nhiều ngày khói lửa. Hứa Thuần Lương mặc dù người ở kinh thành, nhưng là cũng chú ý đến Đông Châu đổ nướng liên tiếp tuôn ra tin tức, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Từ kiến thiết Đông Châu đồ nướng thành bắt đầu, sự tình liền có thoát ly trưởng khống manh mối, phó quốc dân cũng không phải một cái khuyết thiếu lý trí người, nhưng là hắn đã đi lên một đầu cao tốc vận hành trên quỹ đạo, đã không có lựa chọn, nhất định phải lựa chọn không ngừng hướng phía trước chạy. Nhưng bây giờ đầu này quỹ đạo biến thành vỉ nướng, phó quốc dân đã biến thành bị nướng người, Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng, phó quốc dân khẳng định là muốn nhận gánh trách nhiệm. Nếu như phó quốc dân bởi vì chuyện này theo văn lữ cục một nắm tay vị trí bên trên xuống tới, như vậy Phạm Lý Đạt cùng mình đều muốn gánh chịu liên quan trách nhiệm. Hứa Thuần Lương về nhà trước thăm gia gia, cái mông đều không có kể đến trên ghế đầu, Phạm Lý Đạt điện thoại liền đánh tới, hỏi hắn có phải hay không đã về Đông Châu, khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, ngựa bên trên biểu thị có chuyện quan trọng muốn theo hắn ở trước mặt đàm. Hứa Thuần Lương cũng không tiện cự tuyệt, Hứa Trường Thiện nhiều ít nhìn ra chút đoan nghê. Để hắn có việc nhanh đi, dù sao chuyện nhà ngày nào đều có thể trò chuyện, bảo bối cháu trai trưởng thành, có thật nhiều chuyện đứng đắn muốn làm. Phạm Lý Đạt đàm luận theo lẽ thường thì không thể rời đi rượu, đêm nay hắn không có kêu người khác tiếp khách liền hắn cùng Hứa Thuần Lương hai người, ăn cơm địa điểm, tại hắn mấy năm trước mua sắm một gian nhỏ nhà trọ, lúc ấy bất động sản lúc nóng nhất hoa 50 vạn muốn tiến hành đầu tư, nhưng mua đến tay về sau mới phát hiện là cái hố, loại này thương ở lưỡng dụng phòng không có gì thị trường. Càng không có gì tăng giá trị không gian, nếu như thuê mỗi tháng cũng chính là 1.500. Phạm Lý Đạt trùng tu sau thuê một đoạn thời gian, nhưng bởi vì khách trọ khất nợ tiền thuê nhà đem gian phòng khiến cho chướng khí mù mịt, tức giận đến hắn đem gian phòng thu hồi sau liền lưu đến tử dùng. Bản thân hắn có yêu mến làm đồ ăn, bình thường hẹn 3 năm cái hảo hữu ở chỗ này đánh bài uống rượu cũng là hài lòng. Hứa Thuần Lương đến thời điểm, Phạm Lý Đạt đã chuẩn bị xong thịt rượu. Hứa Thuần Lương nói, có thể a, tất cả đều là người làm được. Phạm Lý Đạt nói, cái này không nói nhảm nha, trong gian phòng đó chẳng phải chính ta sao. Hứa Thuần Lương nói, khả năng cất giấu một cái ốc đồng cô nương đâu. Phạm Lý Đạt cười hắc hắc một tiếng, ta có kia tà tâm không có kia tặc đảm, ngồi.
Hứa Thuần Lương nói, có cái gì việc gấp, ta phong trần mệt mỏi từ kinh thành tới, còn không có bồi lão gia tử phiếm vài câu liền bị ngươi gọi tới. Phạm Lý Đạt mở bình 12 năm Vĩnh Phúc tương rượu, đây là ngũ lương dịch thử nghiệm tương rượu một nhóm sản phẩm, danh xưng nồng đầu tương đuôi, chuyên môn dùng để cho Mao Đài đánh đối kháng, định giá cũng là đối tiêu Mao Đài, đáng tiếc đưa ra thị trường chi sau tiếng vọng không tốt, giá cả một ngã lại ngã, cuối cùng từ hơn 1.000 một bình ngã xuống hơn 1.000 một dương, Phạm Lý Đạt cảm giác rượu này không tệ, thế là liền thừa dịp giá thấp độn 20 dương. Hứa Thuần Lương nhìn thấy chén rượu bên trong nhan sắc lộ ra khô vàng sắc, có chút hiếu kỳ nói, người đây là bia à? Người ngửi mùi rượu này không tệ. Phạm Lý Đạt nói, vài chục năm lão tử, ta chiêu đãi người còn có thể kém. Hai người liền làm hai chén, Phạm Lý Đạt thở dài nói, lần này chúng ta văn lữ cục xem như bày ra chuyện. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không phải sau đó ra cát lược, lúc ấy ta nói thế nào, cái này đồ nướng thành thuần túy là làm càn rỡ, bệnh hình thức, phó cục tinh minh như vậy người, thế mà cũng phạm hồ đồ. Phạm Lý Đạt lắc đầu, đây cũng không phải là hắn phạm hồ đồ, mà là sự tình đuổi tại trên đầu, cũng không phải do hắn, xứng nghị kiến thiết cái này đồ nướng thành chính là ai, chúng ta đều nắm chắc. Hứa Thuần Lương kẹp phiến thịt bò chậm rãi nhấm nuốt, Phạm Lý Đạt chỉ người kia chính là Cảnh Văn Tuấn, muốn nói Cảnh Văn Tuấn người này thật có chút thủ đoạn, hiện tại phô thiên cái địa mặt trái tin tức đều hướng về phía phó quốc dân cùng văn lữ cục, Cảnh Văn Tuấn ngược lại vỗ vỗ cái mông phiến lá không dính vào người. Phạm Lý Đạt nói cho Hứa Thuần Lương, Đông Châu đồ nướng thành kiến thiết là phó quốc dân đề nghị, tất cả xin thủ tục trên văn kiện rõ ràng viết, người ta Cảnh Văn Tuấn chỉ là đưa cho ủng hộ, cái này chứng minh Cảnh Văn Tuấn từ ngay từ đầu liền lưu lại một tay. Phạm Lý Đạt nói, từ xưa đến nay, hình không thượng đại phu, liền Đông Châu đồ nướng chút chuyện này, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến người ta, muốn truy trách cũng là truy chúng ta văn lữ cục trách nhiệm, ta cùng lão phó nói, thực sự không được ta ra khiêng, nhưng hắn không có đồng ý. Hứa Thuần Lương nói, phó cục không phải không đồng ý, là cảm thấy ngươi không đủ phân lược, chuyện này ngươi gánh không nổi. Phạm Lý Đạt thở dài một hơi, Hứa Thuần Lương nói đến mặc dù ngay thẳng nhưng đích thật là sự thật, bưng lên trước mặt chén rượu kia uống một hơi cạn sạch, Thuần Lương, ngươi cùng Chu thư ký quan hệ tương đối thân cận, nếu không ngươi đi cùng Tuần bí thư nói một tiếng, Đông Châu đồ nướng sự tình vốn là chuyện tốt, lão phó đến văn lữ cục cũng một mực tại chân thật làm công việc. Trận này vấn đề xuất hiện hoàn toàn chính xác không ít, thế nhưng là mọi người cũng không cần bởi vì vấn đề xuất hiện đối với chúng ta trước đó làm ra công việc thành tích đến cái toàn bộ phủ định a. Hứa Thuần Lương nói, ta coi như đi tìm Chu thư ký, cũng chưa chắc có thể đưa đến cái tác dụng gì. Có táo không có táo đánh ba xào đi, cố gắng Chu thư ký có thể nghe vào đâu. Tại những sự tình này không có phát sinh trước đó, Chu thư ký không phải còn chuyên môn tại toàn viên trên đại hội đối chúng ta văn lữ cục đưa ra biểu dương sao. Hứa Thuần Lương cùng hắn đụng đụng chén rượu, trong lòng tự nhủ trước khác nay khác, Phạm Lý Đạt chính trị giác ngộ cũng không có gì đặc biệt, cái này mấy món mặt trái tin tức khiến cho Đông Châu đồ nướng từ toàn lưới đỏ biến thành toàn lưới hắc, lãnh đạo nhất nhìn nặng dư luận, nếu như văn lữ cục không có thể giải quyết vấn đề, cấp tốc tướng sự phẫn nộ của dân chúng chìm xuống, như vậy tương quan lãnh đạo liền sẽ đối người phụ trách làm ra nghiêm túc xử lý, dùng cái này đến lắng lại dư luận, đương nhiên đây cũng là bước cuối cùng. Hiện ngay tại lúc này, người đi cổ áo bẻ đạo đi qua đã từng khen qua Đông Châu đồ nướng nợ cũ, chỉ sợ Chu thư ký sẽ có vỗ bàn chửi mẹ khả năng. Phạm Lý Đạt cho là mình còn chưa nói động Hứa Thuần Lương, hắn vẻ mặt đưa đám nói, tại mọi người trong mắt, chúng ta cùng phó cục là cùng một trận doanh, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nếu như phó cục chạy không khỏi một kiếp này, chỉ sợ hai chúng ta. Hắn không có đem câu nói này nói xong, nhưng là ý tứ đã biểu đạt đến, kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch. Hứa Thuần Lương có Mai Như Tuyết, có Chu thư ký, mà lại Hứa Thuần Lương chỉ là một cái môn phụ, cho dù là đem môn phụ cho miễn, người ta rất nhanh liền có thể tại địa phương khác tìm bù lại, mình nhưng là khác rồi, nếu như lần này phó quốc dân bị truy trách, mình cũng muốn gánh chịu liên quan trách nhiệm, chỉ sợ đời này đều không có thời gian xoay sở. Hứa Thuần Lương hiểu Phạm Lý Đạt tâm tư, chuyện lần này mình cũng không có khả năng chỉ lo thân mình, bất quá giải quyết mấu chốt của vấn đề khẳng định không phải Chu thư ký. Đông Châu đồ nướng đột nhiên gặp lạnh là bởi vì hai cái chủ yếu nhân tố, một là Vương Thiết Quân phản ứng sắt thiêm không phù hợp thực phẩm vệ sinh quy định, hai là Ương Thị tập trung chuyên mục tổ đưa tin. Muốn nói Đông Châu có chút đồ nướng thương gia sử dụng sắt thiêm hoàn toàn chính xác không phù hợp quy định, nhưng là công bằng tới nói, cả nước cái nào tòa thành thị không có hiện tượng như vậy. Nếu như chuyên môn tiến hành phương diện này tổng điều tra,
chỉ sợ tất cả thành thị không một may mắn thoát khỏi. Vương Thiết Quân vì cái gì không chằm chằm những thành thị khác, hết lần này tới lần khác để mắt tới Đông Châu, đó là bởi vì Đông Châu đổ nướng quá lửa, cây cao chịu gió lớn. Vương Thiết Quân người này đánh giả cùng người khác khác biệt, đa số người đánh giả là ra ngoài lòng công đức, muốn trừng ác dương thiện, bỏ đi giả giữ lại thực, nhưng là con hàng này đánh giả điểm xuất phát là lấy kiếm tiền làm mục đích. Hắn là trong nước nhóm đầu tiên chức nghiệp đánh người giả, đi qua đánh giả thủ đoạn tương đối đơn giản thô bạo, mua sắm ngụy liệt thương phẩm, tác thủ cách xù bồi thường, thậm chí không tiếc nói nhiều pháp luật, tranh thủ luật pháp ủng hộ. Hiện tại là cái lưu lượng là vua thời đại, rất nhiều đánh giả người đã không dựa vào thương phẩm bản thân bồi thường đến kiếm tiền, mục đích của bọn hắn chính là kiếm lấy lưu lượng, một bộ phận người là thông qua trực tiếp coi thường nhiều lần đến hiện trường thẳng truyền bá. Vương Thiết Quân đang chơi lưu lượng phương diện có chút hậu chi hậu giác, hắn cũng nghĩ đuổi theo thời đại, rốt cục tại Đông Châu đổ nướng trong chuyện này nhẫn nhịn một cái đại chiêu, hai ngày này bởi vì đánh giả Đông Châu, lần thứ nhất nếm đến lưu lượng mang đến chỗ tốt. Cùng Vương Thiết Quân loại này dân gian đánh giả hành vi so sánh, tập trung chuyên mục tổ càng có quan phương hiệu lực, có thể nói chân chính gây nên Đông Châu cấp lãnh đạo coi trọng chính là bọn hắn chuyên đề, mà lại bọn hắn lực ảnh hưởng cùng phá hư lực lớn hơn. Dứt bỏ đủ loại nhân tố bên ngoài, Đông Châu đồ nướng hoàn toàn chính xác có vấn đề, nhưng ai dám nói mình đồ nướng một chút vấn đề không có. Hứa Thuần Lương cho rằng Phó Quốc Dân tại xử lý trong chuyện này không có bắt lấy yếu điểm, vấn đề ra, không phải thừa nhận sai lầm liền có thể giải quyết, lãnh đạo cũng sẽ không căn cứ ngươi nhận lầm thái độ tốt xấu đến quyết định ngươi đi ở, mà là muốn nhìn ngươi có thể hay không mau chóng khống chế lại sự kiện ảnh hưởng, có thể hay không mau chóng tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều. Thậm chí thay đổi càn khôn đổi bị động làm chủ động. Hứa Thuần Lương đem quan điểm của mình nói cho Phạm Lý Đạt nghe. Phạm Lý Đạt thở dài nói, giải quyết hai vấn đề này cũng không dễ dàng, đầu tiên cái này Vương Thiết Quân cắn một cái vào Đông Châu, không có đạt được muốn lợi ích trước đó, hắn là sẽ không nhả ra. Lại nói Ương Thị tập trung chuyên mục, người ta ngay cả chào hỏi đều không đánh, chứng minh căn bản không có ý định cho Đông Châu mặt mũi. Hứa Thuần Lương nói, sự tình muốn từng cái giải quyết, người có phát hiện hay không một cái vấn đề rất trọng yếu, Vương Thiết Quân là đánh giả, lần này hắn điểm vào là cái gì? Phạm Lý Đạt nói, sắt thiêm A, nói chúng ta có chút thương gia sắt thiêm không phù hợp thực phẩm vệ sinh yêu cầu, không phải dùng 304 thép. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này chợt nghe không có gì mau bệnh, nhưng càng suy nghĩ càng cảm thấy có chút buồn cười, hắn không phải chức nghiệp đánh người giả sao? Là phản ứng gì vấn đề không là dùng giả thịt dê, giả thịt bò lại hoặc là giả cây thì là. Mà là để mắt tới sắt thiêm không phù hợp vệ sinh tiêu chuẩn. Phạm Lý Đạt gãi đầu một cái, đó chính là nói nguyên liệu nấu ăn bên trên tìm không ra mau bệnh. Hứa Thuần Lương cười nói, lão Phạm, người cuối cùng khai khiếu, như vậy cũng tốt so thương phẩm tìm không ra mau bệnh chọn đóng gói mau bệnh. Phạm Lý Đạt như ở trong mộng mới tỉnh, ngọa tào, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới chuyện này đâu. Đây không phải từ bên cạnh đã chứng minh chúng ta Đông Châu đổ nướng hàng thật giá thật sao? Hồ đồ A, chúng ta hẳn là trước tiên triển khai phản kích. Hắn ảo não cực kỳ, bỏ qua trước tiên tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội cơ hội, Hứa Thuần Lương tiểu tử này đầu não thật sự là linh hoạt. Hứa Thuần Lương lại nói, Ương Thị tập trung chuyên mục nhằm vào chính là cá biệt bán hàng rong vệ sinh vấn đề, còn nâng lên quả ớt tinh, rất nhiều người đều bị quả ớt tinh dọa sợ, nhưng là quả ớt tinh biệt danh nước ép ớt nhựa cây. Bản thân liền là từ quả ớt bên trong rút ra, áp xúc mà đến một loại sản phẩm, có mãnh liệt cay độc vị, bị dùng để chế thực phẩm gia vị. Quả ớt tinh ngoại trừ chứa quả ớt cay độc thành phần bên ngoài, còn chứa quả ớt thuần, protein, quả nhựa cây các loại nhiều loại phức tạp hóa học vật chất. Quả ớt tinh cũng không phải là một loại phi pháp chất phụ gia, mà là một loại thực phẩm thiên nhiên thành phần rút ra vật. Phạm Lý Đạt nói, đúng vậy à, bọn hắn cũng không nói thịt có vấn đề, ta phải tranh thủ thời gian cùng phó cục nói. Không thể ngồi chờ chết, nhất định phải có hành động. Hứa Thuần Lương nói, người vừa rồi có câu nói không có nói sai, các ngươi hẳn là ngay đầu tiên triển khai phản kích, hiện tại hơi trễ. Mất bò mới lo làm chuồng còn chưa đã chậm, cũng không thể tùy ý bọn hắn tiếp tục bôi đen Đông Châu đổ nướng. Phạm Lý Đạt biểu hiện ra trước nay chưa từng có đấu trí, hắn không chỉ có riêng là vì Phó Quốc Dân đi chiến đấu, cũng là vì mình tiền đồ, Phó Quốc Dân lần này cần là đổ, hắn khẳng định cùng theo chơi xong. Hứa Thuần Lương đêm đó liền liên hệ Tam Lưỡng Tam đối Đông Châu đồ nướng hiện tại gặp phải khốn cảnh cũng phi thường tiếc nuối, Đông Châu đồ nướng dù sao cũng là hắn một tay xào lên, chính trả lời một câu lời nói, mắt thấy hắn khởi cao lâu, mắt thấy hắn yến tân khách,
mắt thấy hắn lâu sập. Hứa Thuần Lương chỉ nói một câu nói liền đem Tam Lưỡng Tam cho thuyết phục, lần này Vương Thiết Quân gây sự không đơn thuần là nhằm vào Đông Châu, cũng là nhằm vào hắn Tam Lưỡng Tam, nếu như lần này Đông Châu đổ nướng như vậy không kết quả, bên ngoài liền sẽ cho rằng Vương Thiết Quân làm phế đi Tam Lưỡng Tam. Lần này không chỉ là Đông Châu đổ nướng vinh dự chi chiến, cũng là Tam Lưỡng Tam vinh dự chi chiến, nếu như Tam Lưỡng Tam đánh thắng Vương Thiết Quân, như vậy về sau cá nhân hắn nhãn hiệu và danh dự chắc chắn đạt tới một cái trước nay chưa từng có độ cao. Hứa Thuần Lương cho Tam Lưỡng Tam mấy cái đề nghị, cái này mấy đầu đề nghị tất cả đều là nhằm vào Vương Thiết Quân uy hiếp, Hứa Thuần Lương nguyên vốn có thể mình tự mình ra mặt trực tiếp tác chiến, nhưng là từ hắn phát ra tới khẳng định không có Tam Lưỡng Tam nhân khí cùng lực sát thương. Tam Lưỡng Tam tại đêm đó liền chính thức hướng Vương Thiết Quân tuyên chiến, Tam Lưỡng Tam phát ra Vương Thiết Quân ba cái lương tâm khảo vấn. Thứ nhất hỏi, xin hỏi Vương Thiết Quân đến Đông Châu ăn đồ nướng, thương gia bán cho ngươi thịt cũng không có bán cho ngươi sắt thiêm, xin hỏi ngươi là dùng phương thức gì lấy được sắt thiêm đi xét nghiệm? Chẳng lẽ là trộm? Thứ hai hỏi, Vương Thiết Quân ngươi là chức nghiệp đánh người giả, ngươi tìm không ra thịt mau bệnh, cùng sắt thiêm tiêu hao, đây có phải hay không là mang ý nghĩa Đông Châu đồ nướng nguyên liệu nấu ăn bản thân không có bất kỳ cái gì mau bệnh? Cái thẻ con đường này ngươi nghĩ mấy ngày? Thứ ba hỏi, Vương Thiết Quân, từ ngươi bắt đầu đánh giả, ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền? Ngươi lần này là không phải là bởi vì bắt chẹt không thành, thẹn quá hóa giận. Tam Lưỡng Tam lương tâm tam vấn một khi tuyên bố, nhiệt độ liền nhanh chóng kéo lên. Hiện tại dân mạng đã không có tốt như vậy lắc lư, đều có làm rõ sai trái năng lực lập tức có dân mạng bắt đầu cùng thiếp. Đúng vậy a, Vương Thiết Quân chuyên môn đánh giả, thực phẩm vệ sinh ngươi hẳn là cùng thịt cùng vật liệu phân cao thấp, người mẹ nó tiếp cận sát thiêm tính làm gì? Người mẹ nó đi Đông Châu là ăn cái thẻ vẫn là ăn thịt. Mọi người yên tâm đi Đông Châu ăn đồ nướng, Vương Thiết Quân là tìm không ra thịt mau bệnh, cho nên mới tuyển sắt thiêm, cháu trai này cũng không phải là người tốt. Chuyện này huyên náo, nhà chúng ta chiếc kia nồi sắt dùng mấy thập niên, cũng không phải 304, ta có phải hay không nên ném đi. Nhà ta chiếc kia nhôm nồi đều dùng 30 năm, cũng không phù hợp thực phẩm vệ sinh tiêu chuẩn, ta còn không nỡ ném làm sao bây giờ. Cho ngươi đi Đông Châu lột xuyên không có cho ngươi đi lột cái thẻ, chó nhập, người mẹ nó ăn sắt thiêm dính muối sao. Dựa theo Vương Thiết Quân logic thịt vịt nướng móc sắt tử, bánh rán quả sắt chảo, bình thường chúng ta dùng nồi cùng cái xẻng dao phay vậy cũng là có vấn đề, người có muốn hay không tới nhà của ta đánh giả. Có tin ta hay không cầm cái nồi tử đập dẹp ngươi. Con hàng này chính là vì kiếm tiền, dọa dẫm không thành, nghĩ loại này tổn hại chiêu mà chửi bới người ta, vô lợi không dậy sớm. Không phải liền là nghĩ kiếm tiền nha. Vương Thiết Quân ngươi nếu là không dựa vào loại này bị ổi thủ đoạn kiếm tiền, ta còn thực sự tin ngươi là đạo đức tiêu binh. Liền Tam Lưỡng Tam đều không nghĩ tới rộng rãi dân mạng sẽ thiên về một bên ủng hộ hắn chẳng khác nào ủng hộ Đông Châu đổ nướng, cái này lương tâm tam vấn là Hứa Thuần Lương nghĩ ra được chiêu, Tam Lưỡng Tam cũng không có cảnh giới này. Chức nghiệp đánh người giả Vương Thiết Quân vốn cho rằng đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, làm sao cũng không nghĩ tới lần này phản vệ đến mức như thế đột nhiên lại như thế tấn mãnh, đối diện phô thiên cái địa tiếng chất vấn, hắn có chút hoài nghi nhân sinh, mình vạch trần vấn đề là chân thực tồn tại, những này dân mạng đến cùng tình huống như thế nào? Tại sao muốn đối với mình châm chọc khiêu khích, quả thực là phân không phân A. Vừa mới bắt đầu Vương Thiết Quân còn cho rằng là Đông Châu phương diện tìm thủy quân, nhưng theo sự kiện không ngừng lên men, liền hắn quá khứ đánh giả chuyện cũ năm xưa tất cả đều lật ra ra, Internet là có ký ức. Hắn lúc nào đánh giả, tác bồi thường bao nhiêu, bị người một bút bút cho liệt ra. Đồng thời cũng có tin tức ngầm không ngừng truyền ra, nói hắn trước dọa dẫm đổ nướng thương gia chưa thỏa mãn, cho nên mới lựa chọn tại mạng lưới trên bình đài lộ ra ánh sáng. Vương Thiết Quân để chứng minh mình không có nói láo, cũng là vì cứng rắn đòn khiêng Tam Lưỡng Tam, dứt khoát tướng kiểm trắc báo cáo tuyên bố tại trên mạng, nhưng lập tức hắn liền bị điên cuồng hơn trào phúng cùng chửi rủa. Vương Thiết Quân đối đương kim lưu lượng cách chơi nhận biết đến còn chưa đủ khắc sâu, cho nên Internet cho hắn bổ sung lưới bạo cái này bài học. Vương Thiết Quân vốn cho là mình sóng gió gì đều trải qua, hắn đi qua thậm chí tao ngộ qua thân người an toàn phương diện uy hiếp, hắn đều rất đến đây, nhưng là lưới bạo lực ảnh hưởng là vô khổng bất nhập cũng là hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn quá khứ hết thảy, bao quát gia đình bí mật, hôn nhân tình trạng đều bị người lột cái rõ ràng. Vương Thiết Quân tại lương tâm tam vấn ban bố ngày thứ hai ban đêm liền đã sợ đến lục thần vô chủ, chức nghiệp đánh giả một chuyến này có tương đương phong hiểm, cho nên hắn nhất định phải bảo trụ tư ẩn, cũng chỉ có như thế, hắn mới có thể bảo vệ người nhà không bị ảnh hưởng,
nhưng là hắn lần này tao ngộ toàn lưới hắc, không biết có bao nhiêu dân mạng bắt đầu chú ý hắn, điều tra hắn, nhiều người lực lượng lớn. Hắn người này bản thân cũng không phải là hoàn mỹ gì không tì vết bạch liên hoa, càng đào mao bệnh càng nhiều, càng đào vấn đề càng lớn. Vương Thiết Quân rất nhanh liền nhận rõ hiện thực, nếu như hắn ở trên con đường này tiếp tục kiên trì, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đào đến thương tích đầy mình. Hắn đánh giả Đông Châu đồ nướng điểm vào chọn sai, chỉ là Đông Châu phương diện ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, bây giờ người ta suy nghĩ minh bạch xuất thủ chính là tuyệt sát, thẳng đến hắn uy hiếp. Tam Lưỡng Tam biết con hàng này đã sợ, thái độ vô cùng cường ngạnh, nói cho Vương Thiết Quân, hoặc là ngươi hướng Đông Châu nhân dân xin lỗi, hoặc là ngươi từ đây lui lưới, không phải ngươi lộ một lần đầu ta liền đánh ngươi một lần. Vương Thiết Quân vốn định cứ thế từ bỏ, nhưng là lần này sau lưng của hắn vốn liếng không vui. Hiện tại Vương Thiết Quân cũng không phải một người tại chiến đấu, từ bắt đầu tuyển định mục tiêu, đến xuất ra kiểm tra kết quả, định ra bắt đền phương án, thậm chí như thế nào kiếm lấy lưu lượng, như thế nào tướng lưu lượng biến hiện, tất cả đều là một đám người tại đoàn kết hợp tác. Đoàn đội bên trong có mấy người cho rằng, cùng Tam Lưỡng Tam loại này lưới lớn đỏ lẫn nhau xé không phải chuyện gì xấu, càng xé càng giận, bọn hắn có thể cấp tốc tụ lại tiêu điểm dẫn phát xã hội chú ý. Tam Lưỡng Tam đã có thể phát động rộng rãi dân mạng nhằm vào bọn hắn cũng có thể lợi dụng phương pháp giống nhau nhằm vào Tam Lưỡng Tam, đề nghị Vương Thiết Quân đem mình cùng Tam Lưỡng Tam ở giữa nói chuyện phiếm ghi chép công bố ra ngoài, đồng thời cũng suy nghĩ ra lương tâm tam vấn. Hỏi một chút Tam Lưỡng Tam, Đông Châu đồ nướng nóng này có phải hay không một trận mưu đồ đã lâu lẫn lộn, vì cái gì Đông Châu đồ nướng cất ở đây lâu như vậy? Hết lần này tới lần khác tại năm nay bạo lửa. Tam Lưỡng Tam thân là Đông Châu văn lữ mở rộng đại sứ từ đó đạt được nhiều ít chỗ tốt. Hai hỏi Tam Lưỡng Tam, hắn cùng Đông Châu văn lữ cục đến cùng là quan hệ như thế nào? Đông Châu văn lữ cục phụ trách cụ thể sự vụ người gọi Hứa Thuần Lương, hắn gọi Hứa Tiểu Nhạc, giữa bọn hắn có phải hay không có quan hệ thân thích? Tam vấn Tam Lưỡng Tam, ngươi vì kiếm lấy lưu lượng không tiếc tránh nặng tìm nhẹ, lường gạt rộng rãi nhân dân quần chúng, ngươi lương tâm ở đâu? Thực phẩm vệ sinh vấn đề so thiên đại. Sắt thiêm vấn đề chẳng lẽ không thuộc về thực phẩm vấn đề? Khó nói cũng không phải là hiện thực tồn tại, vì nhân dân phát sinh có lỗi gì? Đồng thời Vương Thiết Quân làm ra một hạng trọng yếu tuyên bố, lần này đánh giả, đạt được tất cả bồi thường khoản tướng quyên cho hy vọng công trình. Vương Thiết Quân đoàn đội lần này đáp lại bên trong biểu hiện ra thà muốn lưu lượng không cần tiền khí thế, ngươi không phải nói ta tham tiền sao? Ta quyên, ta không ràng buộc là dân chúng phát ra tiếng có lỗi sao? Ta là chính nghĩa phát ra tiếng chẳng lẽ có sai sao? Nhưng mà Vương Thiết Quân căn bản không có chơi hiểu lưu lượng, Hứa Thuần Lương cùng Tam Lưỡng Tam cũng không hề từ bỏ đánh chó mù đường cơ hội. Tại Vương Thiết Quân dùng lương tâm tam vấn phản kích đồng thời, bọn hắn bắt đầu chơi ngạnh. Cái gì gọi là chơi ngạnh, chính là lẫn lộn nào đó đề tài để toàn dân tiến hành tham dự, không chỉ giới hạn trong văn tự bên trên hồi phục, còn cần anime hình thức. Video biên tập hình thức, muôn hình muôn vẻ ăn sắt thêm đánh giả biểu tình bao bắt đầu xuất hiện. Vương Thiết Quân đoàn đội rất nhanh liền ý thức được, hiện tại hơn phân nửa người không thèm để ý cái gì là không phải, càng không tin cái gì cái gọi là chuyên gia luận chứng, bọn hắn chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng, nếu như bọn hắn cảm thấy thú vị bọn họ liền sẽ tham dự, bọn hắn mới mặc kệ người Vương Thiết Quân là ai. Trên thế giới này ai đúng ai sai không trọng yếu, thật giả cũng không trọng yếu, chính ta hài lòng hay không mới trọng yếu. Vương Thiết Quân nhìn qua lưới cái trước cái con rùa ăn sắt thiêm biểu lộ bao, như là có trăm ngàn rễ sắt thiêm đồng thời tại cắm vào mình nội tâm. Hắn ba cưới thê tử đều kêu khóc nói, thời gian này không có cách nào qua, đi qua người ta nói con rùa ăn sưng quyết tâm, hiện tại cũng nói con rùa ăn sắt thiêm, đâm tâm Thiết Quân. Vương Thiết Quân nhìn ra bản thân đoàn đội mấy vị này tất cả đều là heo đồng đội, lương tâm của bọn hắn tam vấn căn bản cũng không có đánh trúng yếu điểm, tam lưỡng tam ba đao đều ghim trúng chỗ yếu hại của hắn. Mà bọn hắn ba đao liền người ta ra lông đều không có làm bị thương. Vương Thiết Quân vấn đề lớn nhất chính là chính hắn có không sạch sẽ ghi chép, lần này bị toàn lưới trào phúng, khiến cho Vương Thiết Quân phiền muộn cực độ, hắn cha ruột đều gọi điện thoại tới mắng, ngươi là cái gì điểm nóng đều hướng bên trên góp, tốt bưng quả nhiên ngươi cùng sắt thiêm so sánh cái gì kinh. Đông Châu vệ sinh giám sát bộ môn cũng ngay đầu tiên tiến hành xử lý công kỳ, đối tra xảy ra vấn đề thương ra tiến hành nghiêm túc xử lý. Nhắc nhở cha xảy ra vấn đề thương gia lập tức thay đổi phù hợp tiêu chuẩn sắt thiêm, đốc xúc từng cái thương gia nghiêm ngặt tự tra, nếu như xảy ra vấn đề, lập tức ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách tuyệt không nhân nhượng, trong một tuần đồ nướng thành tất cả thương gia tiến hành toàn diện kiểm tra, không
không phù hợp quy định thương gia ngừng kinh doanh cũng thanh lý ra đồ nướng thành. Đối vi quy thương gia và cá nhân ghi vào người uy tín hồ sơ. Cái này liên tiếp cử động vãn hồi không ít dân tâm, Đông Châu đồ nướng bởi vì Vương Thiết Quân đánh giả đưa tới trận gió lốc này có dần dần lắng lại tình thế. Phó quốc dân thông qua đài truyền hình bộ thông tin người phụ trách Tiết Mỹ Chân liên hệ tập trung chuyên mục tổ, bên này cùng chuyên mục tổ người phụ trách còn không gặp mặt đâu, tập trung chuyên mục tổ lại đẩy ra đồng thời tiết mục, cái này kỳ tiết mục nhằm vào Vương Thiết Quân hai ngày này tao ngộ lưới bạo chuyện tiến hành nghiên cứu thảo luận. Cái này kỳ tiết mục quan điểm là, vô luận Vương Thiết Quân đánh giả động cơ là cái gì, đều hẳn là hành vi của hắn lớn tiếng khen hay. Mọi người tuần tri, thực phẩm vệ sinh vấn đề vẫn luôn là giám thị nặng tai khu. Chính là bởi vì Vương Thiết Quân lần lượt xuyên phá lòng dạ hiểm độc tiểu thương tấm màn che, mới ngăn lại một chút thực phẩm an toàn lĩnh vực phạm pháp hành vi. Nếu như người người đều có thể giống Vương Thiết Quân dạng này, thực phẩm an toàn liền sẽ không là cái vấn đề. Đối diện Vương Thiết Quân hành vi, không nên chỉ trích, cũng không nên chế giễu. Đông Châu đổ nướng vấn đề là khách quan tồn tại, cũng không thể tái đi che chăm xấu, kim loại nặng vượt chỉ tiêu đối thân thể người nguy hại không thua gì cống ngầm dầu. Tô Đan Hồng, ba tụ tình án. Dân dĩ thực phi thiên, so trời còn lớn hơn, nhất định là thực phẩm an toàn. Ương thị cái này kỳ tiết mục một lần nữa đem đám người chú ý tiêu điểm kéo về đến thực phẩm vệ sinh đi lên. Vừa mới chậm thở ra một hơi Đông Châu Văn Lữ Cục, lại lần nữa lâm vào cường đại dư luận dưới áp lực, Tiết Mỹ Chân nói cho phó quốc dân, hiện tại cũng là người trẻ tuổi phấn đấu tại tin tức tuyến đầu, bọn hắn không nói xáo lộ, không nể tình, mình cũng không biết Ương thị lãnh đạo cấp cao. Gặp được loại chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là dùng dư luận đánh bại dư luận, dùng tin tức đánh bại tin tức, tốt nhất có thể tìm tương đương hoặc là tiếp cận Ương thị bình đài là Đông Châu đồ nướng chính danh. Đông Châu đài truyền hình hiển nhiên tại cấp bậc bên trên kém ra quá nhiều, liền coi như bọn họ tin tức chuyên mục ngày đêm càng không ngừng truyền ra là Đông Châu đồ nướng chính danh tiết mục, cũng không bằng Ương thị quẳng xuống một viên bom nổ dưới nước. Phó quốc dân tại tin tức truyền thông ngành nghề cũng không có nhiều quá cứng quan hệ. Hắn nhớ tới lúc trước Tô Tình đã từng nhiều lần hỗ trợ tuyên truyền qua Đông Châu đồ nướng, Bình Hải tỉnh truyền hình là gần với Ương thị ngũ đại truyền hình bình đài một trong, lực ảnh hưởng là gần với Ương thị tồn tại, nếu như có thể thông qua tỉnh vệ thị đến chính danh, có lẽ có thể thay đổi một chút tập trung, mang cho bọn hắn ảnh hưởng trái chiều. Tô Tình trước mắt chủ trì khoảng cách chuyên mục tại Bình Hải tỉnh bên trong tỷ lệ người xem cực cao, phó quốc dân chính là nhìn vào một điểm này, hắn cũng rõ ràng mình không có mặt mũi này thuyết phục Tô Tình. Người chọn lựa thích hợp nhất chính là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương vẫn còn có chút lo lắng chuyện này có khả năng cho Tô Tình mang đến phiền phức, hắn cùng Tô Tình liên hệ một chút, để Tô Tình suy tính một chút lợi và hại, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Tô Tình căn bản là không có do dự, kỳ thật nàng mấy ngày nay vẫn luôn đang chăm chú chuyện này, nàng cho rằng tập trung chuyên mục có nhằm vào Đông Châu đồ nướng chi ngại, đồ nướng vệ sinh vấn đề chỉ là cá biệt lòng dạ hiểm độc thương gia, không thể một bổng tử đánh chết một thuyền người. Như thế một lộ ra ánh sáng, tương đương với trực tiếp cho Đông Châu đổ nướng chụp một đỉnh không vệ sinh mũ. Lúc đầu chuyện này danh tiếng đã sắp qua đi, Vương Thiết Quân đã nhận sợ, tập trung chuyên mục tổ lại ra tận lực Vương Thiết Quân, đây rõ ràng là muốn phá hủy Đông Châu đổ nướng cái nghề này tình thế. Tô Tình liền văn án đều làm xong, tin tức chuyên đề gọi vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn vẫn là đi thô tồn tinh, nhưng là nàng lo lắng cho mình bản này tin tức qua không được thẩm, dù sao tập trung chuyên mục truyền ra phía trước. Nếu như nàng cái này ngăn tiết mục có thể thuận lợi chế tác truyền ra, có cùng Ương thị võ đài chi ngại. Tô Tình cảm thấy chuyện này tốt nhất từ Bình Hải Văn Lữ người tổng phụ trách Hình Văn Hổ cùng tỉnh vệ thị lãnh đạo lên tiếng kêu gọi, có lãnh đạo ủng hộ hết thảy liền dễ làm hơn nhiều. Hứa Thuần Lương cùng Hình Văn Hổ tư giao rất tốt, mà lại Hình Văn Hổ thiếu hắn không nhỏ ân tình, nếu như hắn ra mặt, Hình Văn Hổ theo lý sẽ không cự tuyệt, nhưng là vì công gia sự động tình dùng tư nhân quan hệ cũng không sáng suốt. Hứa Thuần Lương đề nghị phó quốc dân ra mặt liên hệ. Phó quốc dân kiên trì liên hệ Hình Văn Hổ, Hình Văn Hổ kỳ thật cũng nhẫn nhịn một cỗ khí, trong khoảng thời gian này hắn đại hội tiểu hội bên trên không ít khen ngợi Đông Châu đồ nướng, hiện tại Đông Châu đồ nướng bạo lôi, tương đương với đánh hắn mặt, hai ngày trước hắn còn hiệu triệu Bình Hải các thị văn lữ công việc phải hướng Đông Châu học tập đâu, hiện tại chính mình cũng gần thành hệ thống chê cười. Hình Văn Hổ cho rằng tập trung chuyên mục tổ tại vạch trần Đông Châu đồ nướng vệ sinh vấn đề bên trên có mất công bằng, hắn người này ở gia đình bên trên tương đối bao che cho con, trong công tác cũng có bao che cho con tinh thần, giữ gìn Đông Châu hình tượng cùng lợi ích là hắn cái này làm lãnh đạo ứng tận bản phận. Hình Văn Hổ không nói hai lời liền cùng tỉnh vệ thị lãnh đạo chào hỏi,
phải nói Hình Văn Hổ tỏ thái độ là vô cùng trọng yếu, tỉnh vệ thị mấy vị lãnh đạo chủ yếu mở cái tiểu hội, quyết định tại sự kiện lần này bên trên lực đỉnh Đông Châu. Bọn hắn sở dĩ làm ra quyết định này, chủ nếu là bởi vì mạng lưới hướng gió đột nhiên thay đổi, nguyên bản bởi vì Vương Thiết Quân đánh giả, Đông Châu đồ nướng danh tiếng rất xuống ngàn trượng, nhưng bởi vì tam lưỡng tam lương tâm tam vấn lại phong bình nghịch chuyển. Dứt bỏ trên Internet phân tranh, chỉ từ tin tức truyền thông ngành nghề nội bộ đến xem tập trung, hai lần đưa tin, rõ ràng có sai lầm bất công, Bình Hải truyền hình cũng có trách nhiệm là Đông Châu phát ra tiếng. Tóm lại cân nhắc về sau, tỉnh đài làm ra quyết định, khoảng cách liên quan tới Đông Châu đổ nướng hiện tượng tầng sâu suy nghĩ chuyên đề đưa tin, tại tập trung chuyên mục truyền ra hai ngày sau chính thức truyền lên. Cái này kỳ chuyên mục nhằm vào gần nhất xuất hiện Vương Thiết Quân đánh giả tiến hành toàn diện phân tích và giải thích. Đồng thời cũng không điểm danh phê bình tin tức hành nghề người nên từ đại cục xuất phát không thể cua đũa cả nắm, càng không nên bởi vì nghẹn phế ăn. Tô Tình chủ trì cái này kỳ tiết mục truyền ra về sau ảnh hưởng rất lớn, lập tức có người đưa nàng chủ trì tin tức chuyên mục cùng Ương Thị hai kỳ tiết mục tiến hành hỗn cắt, tại trên Internet lần nữa đã dẫn phát liên quan tới Đông Châu đồ nướng tranh luận. Mà lần này đứng đội Đông Châu đồ nướng người hiển nhiên càng nhiều, Đông Châu người có câu chuyện xưa, không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh. Hiện tại vệ sinh điều kiện kỳ thật đã cải tiến rất nhiều, rộng rãi dân mạng cũng cho rằng không nên một gậy tử đem Đông Châu đồ nướng tích cực một mặt tất cả đều xóa bỏ. Đây là Vương Thiết Quân đánh giả về sau cái thứ nhất cuối tuần, Đông Châu đồ nướng tại kinh lịch một phen khó khăn chắc trở về sau, đến đây Đông Châu du lịch lưu lượng khách đụng đáy bắn ngược, Đông Châu văn lữ cục đưa ra Đông Châu đồ nướng 2. Không khái niệm, nói đúng là tại nguyên liệu nấu ăn, vệ sinh, phục vụ ba cái phương diện chủ yếu tiến hành toàn diện tăng lên. Muốn để mỗi cái đi vào Đông Châu người tiêu dùng ăn vào mới mẻ khỏe mạnh vệ sinh đồ nướng, muốn để mỗi một vị du khách đều cảm nhận được xem như ở nhà thể nghiệm. Hứa Thuần Lương tiếp liền xuất thủ, Đông Châu văn lữ cục từ bị động bị đánh dần dần chuyển thành phản công, tại một lần nữa đứng vững gót chân đồng thời, Đông Châu đồ nướng danh tiếng rốt cục ngừng lại cấp tốc trượt tình thế. Lúc đầu bị làm đến sức đầu mẻ chán phó quốc dân cũng rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra, hắn từ đáy lòng cảm thán. Hứa Thuần Lương chẳng những là một viên phúc tướng, người này năng lực cũng là cực kỳ xuất chúng, lần này nguy cơ quan hệ xã hội chính là chứng cứ rõ ràng, nhớ tới trước đó không lâu Hứa Thuần Lương đối thiện ý của mình nhắc nhở, mình lúc ấy chỉ có thấy được dễ như trở bàn tay chiến tích, lại không để ý đến nguy cơ đang tiềm ẩn, cho nên mới đưa đến hôm nay bị động cục diện, còn tốt hết thảy còn có đường lùi. Phó quốc dân cho là mình chức nghiệp kiếp sống bên trong nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ sắp vượt qua thời điểm, Đông Châu lại phát sinh một kiện đại sự. Ngày 17 tháng 5 buổi sáng 10 giờ 16 phân tại Nam Giang đường cùng Bắc Suối đường chỗ giao giới phát sinh mặt đất sụp đổ, chuyện xảy ra đoạn đường là Đông Châu tàu điện ngầm số 4 tuyến núi vàng đứng thi công khu vực, hai chiếc xe con cùng một cỗ chạy bằng điện ba lượt lâm vào trong hố sâu. Hết hạn cho đến trước mắt, sụp đổ trong vùng có 5 người bị nhốt, vô hại vong cùng mất tích, tất cả nhân viên thân phận đã xác nhận. Lần này sụp đổ sự kiện sự cố phát sinh về sau, Đông Châu ban lãnh đạo lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Các phương toàn lực tổ chức cứu viện, thị khẩn cấp cục, gác chuông khu chính phủ, thị cục giao thông, cùng cảnh sát giao thông, phòng cháy bộ cửa, tàu điện ngầm công ty các loại tương quan đơn vị tại hiện trường tổ chức giải nguy, nguyên nhân cụ thể cũng đang điều tra bên trong. Sụp đổ khu khoảng cách ga đường ống khá xa, cũng đã đóng ngừng, chưa giám sát đến có ga tiết lộ tình huống. Ga công ty khẩn cấp nhân viên tại hiện trường tùy thời chờ lệnh. Bởi vì sụp đổ khu đã bị nước thể bao trùm, còn có thổ thể sập rơi. Cho công việc cứu viện mang đến cực lớn khó khăn, vì ngăn ngừa sụp đổ khu vực tiến một bước mở rộng, đã tiến hành cục bộ lấp lại. Chuyện xảy ra về sau, hiện trường lập tức thành lập khẩn cấp cứu viện bộ chỉ huy, lấy cứu viện là thứ nhất sự việc cần giải quyết, trăm phương ngàn kế lục soát cứu mất liên lạc nhân viên, trăm phương ngàn kế bảo đảm không tái phát sinh tái sinh tai hại, kịp thời sơ tán xung quanh nhân viên. Ngày thứ hai buổi chiều 15 điểm, tại sụp đổ khu phía dưới 12 mét chỗ phát hiện một người gặp nạn. Đã không có sự sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật, còn lại người mất tích còn tại tích cực nghĩ cách cứu viện bên trong. Khẩn cấp bản công hội về sau Chu thư ký tướng cộng tác Vương Hạ Nhất lưu lại, hai người tâm tình lúc này đều phi thường nặng nề, phúc vô song chí họa bất đơn hành, Đông Châu đổ nướng phong ba chưa lắng lại, lần này lại ra tàu điện ngầm sụp đổ sự kiện. So sánh cái trước mà nói cái sau tính chất càng thêm nghiêm trọng, đã tạo thành an toàn sự cố. Căn cứ sự cố tính chất phân chia, chuyện lần này cho nên tạo thành khá lớn sự cố. Vừa rồi trong hội nghị đã thống nhất ý kiến, toàn lực nghĩ cách cứu viện mất liên lạc nhân viên đồng thời, cũng tướng liên quan đến sự cố mấy cái thi công người phụ trách tiến hành khống chế.
Vương Hạ Nhất nói, Chu thư ký, hiện tại mấu chốt là tận lực khống chế tổn thất kinh tế, cố gắng giảm nhỏ tổn thất, khống chế tại 5.000 vạn trong vòng. 5.000 vạn là cái cứng rắn tiêu chuẩn, căn cứ quốc gia quy định tương quan, tạo thành 3 người trở lên 10 người trở xuống tử vong, hoặc là 10 người trở lên 50 người trở xuống trọng thương, hoặc là 1.000 vạn nguyên trở lên 5.000 vạn nguyên trở xuống trực tiếp trải qua tế tổn thất sự cố, thuộc về khá lớn sự cố. Căn cứ tình huống hiện tại để phán đoán, cái này 5 tên mất liên lạc nhân viên hy vọng còn sống cực kỳ bé nhỏ, hiện tại chính yếu nhất chính là khống chế tổn thất kinh tế, đây cũng là ban lãnh đạo nội bộ đạt thành chung nhận thức, nhất định phải đem sự tình cho nên tính chất khống chế lại. Chu thư ký thở dài nói, thi công an toàn không việc nhỏ, ta lặp đi lặp lại bàn giao, lặp đi lặp lại nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn là xảy ra sự tình, hết lần này tới lần khác còn ra ở tàu điện ngầm 2 kỳ công trình bên trên. Tàu điện ngầm 2 kỳ công trình là niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là hắn tại Đông Châu chói mắt nhất chiến tích, nếu như hết thảy thuận lợi, năm nào bên trong rất có thể tiến về trong tỉnh nhậm chức, lấy Chu thư ký tuổi tác, hắn thể chế con đường đã đi đến cuối cùng, hắn cũng hy vọng tại Nam Giang họa bên trên một cái viên mãn dấu chấm tròn, nhưng bây giờ cái này dấu chấm tròn biến thành dấu chấm hỏi. So với Chu thư ký, Vương Hạ Nhất càng thêm đau đầu, Chu thư ký nhậm chức kỳ đầy, hắn hẳn là thuận lý thành chương tiếp nhận Đông Châu, thế nhưng là lần này tàu điện ngầm thi công sụp đổ sự cố để hắn trở nên tiền đồ chưa biết. Vương Hạ Nhất nhận được khí tượng cục tin tức, đêm nay sẽ có một trận mưa to, nếu như sinh ra tái sinh tai hại, chỉ sợ mất liên lạc 4 người hy vọng còn sống xa vời. Vương Hạ Nhất nói, Chu thư ký, hiện tại có không ít phóng viên đều đi tới Đông Châu, cứu giúp có thể sẽ tiếp tục rất nhiều ngày, ta lo lắng dư luận đối chúng ta khá bất lợi. Chu thư ký nhíu mày, không vui nói, thật là nơi nào đều có bọn hắn. Đông Châu đổ nướng phong ba đầy đủ đã chứng minh dư luận tầm quan trọng, có không ít dân chúng tình nguyện tin tưởng truyền thông thêu dệt vô cớ cũng không nguyện ý tin tưởng quan phương tuyên bố. Vương Hạ Nhất thấp giọng nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, chúng ta nhất định phải đánh tốt trận chiến này, muốn để dư luận cho chúng ta sử dụng. Chu thư ký nói, chuyện này nhất định phải nắm chắc, người tự mình đến bắt. Vương Hạ Nhất nhẹ gật đầu, hắn mím môi nói, Chu thư ký, ta có một ý tưởng. Chu thư ký nhìn hắn một cái, nói, không cần ấp a ấp úng. Vương Hạ Nhất nói, Đông Châu đổ nướng phong ba còn chưa kết thúc, bởi vì việc này mang tới dư luận phong ba còn xa không yên tĩnh hơi thở. Chu thư ký không nói gì, trong lòng tự nhủ hiện tại loại tình huống này nào còn có dư Đông Châu đổ nướng sự tình. Vương Hạ Nhất hạ giọng nói, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Chu thư ký đương nhiên biết rõ hắn ý tứ, đây là muốn chuyển di điểm nóng. Loại này thao tác thủ pháp nhất thường xuất hiện tại ngành giải trí, cái nào đó minh tinh tuôn ra bê bối, nhiệt độ cao cư không dưới, thường quy cách làm không phải đi tẩy trắng, mà là điểm nóng chuyển di, tỉ như tuôn ra một cái khác hắc liệu, đem sự chú ý của mọi người chuyển rời đến mặt khác địa phương, làm như vậy mặc dù không thể trừ tận gốc, nhưng tuyệt đối là mau lẹ nhất hữu hiệu biện pháp. Vương Hạ Nhất là muốn đem đám này tin tức truyền thông lực chú ý chuyển rời đến Đông Châu đổ nướng phía trên. Dùng cái này đến giảm bớt sụp đổ sự cố tạo thành áp lực cùng chú ý. Chu thư ký lâm vào thời gian dài trong trầm tư. Hứa Thuần Lương dọc đường sụp đổ địa điểm thời điểm, hiện trường đã bị vây cản tất cả đều che khuất, nhìn thấy không ít cảnh sát chính đang duy trì trật tự. Hứa Thuần Lương nhìn thấy tại hiện trường trợ giúp Lý Trung cũng nhìn thấy hắn, đi tới cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Hứa Thuần Lương nói, tình huống thế nào? Lý Trung nói, rơi xuống 5 cái. Trước mắt phát hiện một cái, chết rồi, đoán chừng cái khác còn sống khả năng cũng không lớn. Sụp đổ ra cửa hang sâu không thấy đáy, người bình thường té xuống còn sống khả năng rất nhỏ. Hứa Thuần Lương thầm than, Đông Châu gần nhất thật đúng là chuyện phiền toái không ngừng, vốn cho rằng Đông Châu đổ nướng bạo lôi liền không nhỏ, không nghĩ tới tàu điện ngầm thi công phát nổ cái càng lớn. Hai người còn không có phiếm vài câu, liền nghe đến cách đó không xa tiếng cãi vã. Lại là mấy tên hiện trường chấp hành công vụ cảnh sát cùng mấy tên phóng viên phát sinh xung đột, Hứa Thuần Lương nguyên bản không có ý định góp cái này náo nhiệt, đang chuẩn bị đi, lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc gọi hắn, Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện Tô Tình thế mà tại, hắn hơi chút suy nghĩ liền đoán được tình huống như thế nào, Đông Châu tàu điện ngầm sụp đổ sự cố liền tỉnh đài đều kinh động. Lý Trung nhíu mày, hắn cũng nhận biết Tô Tình, nhưng giao tình thì giao tình. Chuyện công tác không có có tình có thể giảng, lãnh đạo cấp trên cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, tại cứu giúp không có hoàn thành trước đó, bất kỳ người nào không đến tự tiện hướng ra phía ngoài lộ ra tình huống hiện trường,
sẽ từ khẩn cấp cứu viện bộ chỉ huy chỉ định phát ngôn viên công khai phát biểu cứu viện tiến độ các loại vấn đề. Tô Tình hướng Hứa Thuần Lương bên này chạy tới, đi chưa được mấy bước, bị một cảnh sát cản lại, giận dữ mắng mỏ nàng nói, ai bảo ngươi xông loạn cấm khu. Nếu như ảnh hưởng tới cứu viện, ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao? Tô Tình nói, ta là tỉnh vệ thị phóng viên. Ngươi chính là ương thị phóng viên cũng không được, không có thượng cấp phê chuẩn, ai cũng không thể chơi nhiễu chúng ta công việc cứu viện. Tô Tình chỉ vào Hứa Thuần Lương cùng Lý Trung, ta biết bọn hắn. Lý Trung nhìn thấy Tô Tình chỉ hướng mình, lập tức có chút đau đầu, thấp giọng thúc giục Hứa Thuần Lương, mau đem Tô Tình cho mời đi, để lãnh đạo nhìn thấy, mình khẳng định bị phê bình. Hứa Thuần Lương đem Tô Tình cho gọi vào một bên, thấp giọng nói, ngươi chừng nào thì tới. Cũng không nói với ta một tiếng. Tô Tình nói, ta là tới công tác, cũng không phải thăm người thân thăm bạn. Thuần Lương, ngươi cùng bọn hắn dàn xếp một chút, nhìn xem có thể hay không thả chúng ta đi vào vỗ một cái hiện trường cứu viện hình tượng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng hại ta, hiện ở trong thành phố có quy định, ngươi thật muốn phỏng vấn, cũng phải đi chính quy quá trình, Lý Trung ngươi cũng nhận biết, đều là bằng hữu của mình, ngươi nếu là muốn tìm đột phá khẩu cũng hẳn là đổi thành người khác, không thể hố người một nhà ngươi nói có đúng hay không. Tô Tình lườm hắn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, liền ngươi cũng không giúp ta. Hứa Thuần Lương nói, chính ta đều một thân tao. Tô Tình nhịn không được nói, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Hứa Thuần Lương nói, xin nhờ, không thể bởi vì làm mục đích không có đạt tới liền làm người công kích, như vậy đi, vì biểu đạt áy náy của ta mời ngươi ăn cơm. Tô Tình nói, không tâm tình ăn cơm. Hứa Thuần Lương nói, ta thế nhưng là đường tình khẩn thiết a. Qua thôn này mà không có tiệm này, người suy nghĩ kỹ càng. Lúc này Tô Tình điện thoại di động vang lên, nàng để Hứa Thuần Lương chờ mình một hồi, đi đến một bên nhận điện thoại, nàng tiếp điện thoại xong trở về, có chút buồn bực nói, chúng ta đài lãnh đạo thật sự là nghĩ vừa ra là vừa ra, để chúng ta đi trước đập Đông Châu đồ nướng thành. Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu đồ nướng thành. Tô Tình nhẹ gật đầu, ta đi trước cơm hôm nào lại hẹn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi còn không có nói cho ta đi Đông Châu đồ nướng thành đập cái gì. Tô Tình khoát tay áo, ta cũng không biết, chờ ta làm rõ ràng sẽ liên lạc lại ngươi. Hứa Thuần Lương về đến nhà, ra ra ngay tại làm tay cán mì, đừng nhìn Hứa Thuần Lương trở về đã mấy ngày, hai ông cháu còn không có ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong. Hứa Trường Thiện nói, ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay lại phải ở bên ngoài ăn cơm đâu. Hứa Thuần Lương âm thầm hổ thẹn. Hai ngày này đều là bận bịu công tác, chậm đãi Gia Gia, tranh thủ thời gian mời Gia Gia ngồi xuống, đem hai ngày này đang bận sự tình hướng Gia Gia đơn giản nói một lần. Hứa Trường Thiện nghe hắn nói xong, thở dài nói, thường nói, phúc vô song trí họa bất đơn hành, Đông Châu gần nhất thật đúng là phiền phức không ngừng, Gia Gia biết không nên quản ngươi chuyện công tác, nhưng ta còn là đến nói một câu, ngươi hẳn là rời xa không phải là, không nên ngươi quản sự tình tận lực đừng nhúng tay. Hứa Thuần Lương cười nói, Gia Gia, người quá lo lắng, lấy ta cấp bậc căn bản không đủ tư cách đi quản những sự tình này.